Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 61. Ma pháp trận biến mất, thần quang khác màu nở rộ trong mắt đám Albert, năng lượng vô hình tỏa từ người bọn họ ra. Dưới chín năng lượng cường đại này, quần áo và tóc chín người tung bay, nước biển và không gian xung quanh cũng dao động theo, không gian yên bình lập tức biến thành lò luyện, thứ gì ở bên trong đều như gợn sóng. Phàm là thứ không thể biến thành gợn sóng thì không chống đỡ được lực lượng không gian, toàn bộ bị năng lượng này bẻ gãy, như nước chảy bèo trôi. Đám Tần Vô Nhai cảm nhận được khí tức trên người đám Albert, lông mày đều nhíu lại. Chín người mạnh hơn trước ít nhất gấp đôi, lúc trước bọn họ còn có thể chiếm được chút tiện nghi, nếu như bây giờ bọn họ lại đi đối phó với một trong bất luận chín người, khả năng bị nghiền ép trên đất là rất cao, chênh lệch quá lớn. Đám Albert cười lạnh lùng. Trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy trêu tức. Bọn họ biến từ ngũ cấp trung kỳ thành ngũ cấp hậu kỳ, tuy chỉ là một tiểu cảnh giới, nhưng tu vi tăng lên không chỉ một lần. Hiện giờ người chạy trốn không phải là bọn họ, mà là Mạc Phàm. Tiểu tử Hoa Hạ, lần này tôi sẽ xé cậu ra thành ngàn mảnh. Lang Vương Trác cười gằn nói. Trong không gian dao động, Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ, làm như không nghe thấy, hắn nhìn về phía Albert. Albert, nói cho tôi biết ông tìm được pháp thuật này ở đâu, tôi có thể thả linh hồn ông tiến vào địa ngục. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thiên Anh Thánh Thuật là một thuật pháp của Tạo Hóa Môn, 8 vạn năm trước Tạo Hóa Môn đã từng độc lĩnh phong tao rất lâu, đệ tử nội môn đều là hạng người yêu nghiệt, cũng chính đám người này đã sáng tạo ra công pháp thánh thuật kinh thế hãi tục này. Không chỉ có Thiên Anh thánh thuật nhằm vào hóa thần, hợp thể, thậm chí là cảnh giới đại thành cũng có tồn tại. Bởi vì Tạo Hóa Môn quá nghịch thiên, bị thiên đạo xử phạt, chỉ trong một đêm một tông môn vô cùng khổng lồ biến mất, phần lớn những thánh thuật này biến mất theo Tạo Hóa Môn, có một phần nhỏ thì lưu lạc khắp nơi. Năm đó hắn đạt được Thiên Anh Thánh Thuật chỉ là tình cờ, không khác gì nhặt được trên đường, hơn nữa vừa vặn chiếm được thánh thuật này, nhưng thánh thuật này tồn tại một số vấn đề rất nghiêm trọng. Mỗi lần hắn thi triển Thiên Anh Thánh Thuật một lần, khả năng hắn tiến vào Nguyên Anh Kỳ sẽ nhỏ đi một chút. Chuyện này liên quan tới vấn đề hắn tu luyện và cơ thể, nguyên nhân lớn nhất là Thiên Anh Thánh Thuật. Tuy hiện giờ hắn mới thi triển Thiên Anh Thánh Thuật một lần, vấn đề còn chưa lớn, nhưng sau này không tránh được phải sử dụng thánh thuật này, vẫn nên tìm phương pháp giải quyết thì hơn. Ngoài ra trong Tạo Hóa Môn có không ít thánh thuật nghịch thiên, một khi gặp được nơi như vậy tất nhiên không thể bỏ qua. Nếu Albert này tìm được Thiên Anh Thánh Thuật, phần lớn là biết nơi liên quan tới Tạo Hóa Môn. Qua đó xem nói không chừng sẽ thu hoạch được gì đó. Albert hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Trước khi ông ta chưa sử dụng thánh thạch, ông ta sẽ không đồng ý yêu cầu này của Mạc Phàm, bây giờ ông ta sẽ đồng ý sao? Giao bí mật ra vẫn không thể thoát khỏi cái chết, chỉ không bị hồn phi phách tán mà thôi, kẻ ngốc mới làm giao dịch như vậy. Tiểu tử Hoa Hạ, cậu cảm thấy tôi cần cậu tha thứ mới có thể sống sót à, cậu đã có hứng thú với chuyện này như vậy. Tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng tôi muốn cậu tự tay lấy nguyên anh của bọn họ ra cho tôi, sau đó đưa cả kim đan của cậu cho tôi nữa, tôi sẽ đưa linh hồn của cậu vào trong nơi đó, cậu thấy thế nào? Albert cười mỉa nói. Nơi đó là sư phụ ông ta phát hiện, muốn đi vào thì nhất định phải có linh hồn dụ yêu thú hộ sơn rời đi. Năm đó lão sư của ông ta có không ít đệ tử, sau khi tiến vào nơi đó thì chỉ còn mình ông ta. Bởi vì những người khác bị lão sư ông ta cho yêu thú bên ngoài ăn. Ông ta ném linh hồn Mạc Phàm vào nơi đó, thì có thể vào đó thêm một lần, nói không chừng lại tìm được thuật pháp cường đại khác. Albert vừa nói những lời này xong, những người khác đều cười lạnh lùng. Vừa rồi Mạc Phàm nhục nhã bọn họ như vậy, hiện giờ đến lượt bọn họ chế nhạo Mạc Phàm rồi. Chỉ giao nguyên anh ra thì không được, tôi muốn huyết dịch của cậu ta. Dracula cười nói. Tôi muốn xé nát cơ thể cậu ta. Tôi muốn một phần linh hồn của cậu ta, dùng để làm thí nghiệm ma pháp. Vậy giao người nhà của cậu ta cho tôi sẽ cho bọn họ nếm thử đại giá đắc tội thần linh. Chiến thần Ares cũng nói. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén xuất hiện trong mắt hắn. Ông đây là từ chối tôi sao? Đúng thì thế nào, tiểu tử? Albert cười trên tay đã không còn chiếc nhẫn nào nữa, ông ta lại lấy 10 chiếc nhẫn tứ cấp đỉnh phong ra. Đeo từng cái lên trên tay mình. Ông đã muốn hồn phi phách tán, vậy tôi sẽ làm như ông mong muốn. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Khiến tôi hồn phi phách tán, tiểu tử,
hôm nay nơi này là tử địa của cậu, cấm chú, địa chú lôi thương. Albert nheo mắt lại, một chiếc nhẫn trên tay sáng lên. Răng rắc một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, một thanh trường thương lôi điện màu đen đột nhiên ngưng tụ trong tay ông ta. Lôi thương này vừa xuất hiện, trong chớp mắt khí tức khiến linh hồn người ta run rẩy bao trùm vạn mét xung quanh. Cho dù là đám hải vương, hay là đám tần vô nhai đều cảm thấy cơ thể căng thẳng, giống như bị dao găm sắc bén để ở tim từ sau lưng. Đám tần vô nhai không khỏi nuốt nước bọt, lôi thương này không khác lôi kiếp mấy, còn ngưng tụ không kém so với lôi kiếp. Một kích như vậy, đã không thể dùng khủng bố để hình dung, chỉ sợ có thể hủy diệt một con thuyền hàng không mẫu hạm một cách dễ dàng. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lập tức khôi phục như thường. Vừa lên đã sử dụng cấm chú, đúng là chơi không nhỏ. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, muốn xông về phía Albert. Mẹ e thấy Mạc Phàm muốn đi thì cười hung ác nham hiểm, tay áo ông ta vung lên, tử vong chi thuật mở ra. Cấm chú, tử vong triền nhiễu. Tiếng nói vừa ngừng, xung quanh Mạc Phàm lập tức biến thành một vùng tử vực màu đen, thứ gì đó như dây mèo đen quấn lên người Mạc Phàm. Cơ thể Mạc Phàm còn chưa di chuyển, đã bị những xúc tua màu đen quấn lấy, lập tức dừng lại. Theo cơ thể Mạc Phàm bị kiềm hãm, Albert và những người khác đều cùng ra tay. Albert ném lôi thương một cái, lôi thương kéo ra cái đuôi thật dài ở trong không trung, bay về phía Mạc Phàm. Trường thương màu trắng trong tay Merlin chỉ về phía Mạc Phàm ở phía xa, một đạo bạch quang chiếu về phía Mạc Phàm. Dracula, Chắc và mười mấy tượng thần Kagan triệu hoán ra thì xông về phía Mạc Phàm. Hải vương và chiến thần Ares nhoáng lên một cái đã tới bên cạnh Mạc Phàm, cầm trong tay tam xoa kích và chiến thần chùy mang theo lực hủy diệt khôn cùng đánh về phía Mạc Phàm. Diệt thần giả Skian nhoáng lên một cái biến mất không thấy, nhưng ngay sau đó, một hư ảnh người ngoài hành tinh như bạch tuộc xuất hiện sau lưng Mạc Phàm, cái mồm to như bồn máu đầy răng nanh mở ra, muốn cắn nuốt Mạc Phàm. Chín lực lượng hỗn thiên diệt địa đang đánh về phía Mạc Phàm. Bùm bùm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên từng tiếng một, một đám quang quyển màu trắng giống như vũ khí hạt nhân nổ mạnh, lan tràn ra xung quanh. Quang quyển tới chỗ nào, không gian giống như thủy tinh gặp được sóng xung kích cường đại, chỉ trong chớp mắt đã vỡ nát, nước biển bốc lên khô, đáy biển bị nổ ra một cái hố sâu màu đen rất to. Quang quyển này vẫn lan ra trên vạn mét, lúc này mới dần tản ra. Giữa quang quyển, quần áo Mạc Phàm bị rách trước công kích của chín người, lộ ra cơ thể phiếm bạch quang nhạt ở bên trong, cả người hơi chật vật. Nhưng một tay hắn nắm đạo quang do luân hồi trong tay Merlin bắn ra và lôi thương của Albert, trường thương trong tay còn lại thì đại phóng hồng quang, đỡ tất cả người khác. Tay hắn hơi dùng lực, bạch quang chỉ còn lại chút lực và lôi thương bị hắn bóp nát. Tay này của hắn đặt lên trên trường thương Longinus, linh khí chút vào bên trong một cách điên cuồng. Cút về cho tôi. Hắn khẽ quát một tiếng, trên trường thương Longinus đại phóng hồng quang, lực đạo như long toàn phong lan ra xung quanh. Cho dù là đám Dracula, hay là những tượng thần của Kagan đều bay ra ngoài. Mọi người ở đây đều sửng sốt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Một kích toàn lực của 9 cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ, mỗi kích đều tương đương với lực lượng cấp cấm chú, nếu lực lượng khủng bố này không ngưng tụ tận lực, vẫn có thể hủy diệt một quốc gia. Dưới công kích như vậy, chỉ thương tổn được quần áo của Mạc Phàm, ngay cả tóc của Mạc Phàm đều không thương tổn được. Chuyện này, đám Albert cũng nhíu mày, nhưng không bối rối. Nếu Mạc Phàm dễ đối phó như vậy, đã không tới mức ép bọn họ đến nước này. Tuy không thể thương tổn được Mạc Phàm, ít nhất không khác biệt thiên địa như trước. Hơn nữa vừa rồi chỉ là một kích mang tính thăm dò, bọn họ không sử dụng toàn lực. Mạc Phàm nhìn thoáng qua khí thể màu đen trên người, quang mang màu xanh xuất hiện trên tay hắn, hắn giơ tay nắm lấy những khí thể màu đen này, giống như kéo dây thừng kéo khí thể màu đen lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám Albert. Quả thật các ông có tiến bộ, đã có thể hủy diệt quần áo của tôi rồi, nhưng chút tiến bộ đó không có ý nghĩa quá lớn đối với tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Sắc mặt đám Albert khó coi, bọn họ từ ngũ cấp trung kỳ tới ngũ cấp hậu kỳ, thực lực đã tăng lên nhiều. Kết quả bị Mạc Phàm gọi là chỉ có thể hủy quần áo của cậu ta mà thôi, những lời này chẳng khác gì tát mỗi người bọn họ một cái. Tiểu tử Hoa Hạ, cậu đừng có mà kiêu ngạo, đợi chúng tôi giết cậu, cậu hẳn nói không có ý nghĩa quá lớn ấy. Albert trầm giọng nói. Giết tôi, nếu tôi cho các ông hoàn thành luyện kim thuật,
đã nói lên các ông hoàn thành luyện kim thuật, không có ảnh hưởng nhiều tới tôi, nếu không ông cảm thấy các ông sẽ có thực lực như hiện giờ à? Mạc Phàm lắc đầu, mỉm cười nói. Hắn không phải người tự đại, nếu hắn cảm thấy Albert cứu người uy hiếp được hắn, hắn sẽ không do dự hủy luyện kim thuật của Albert. Tiểu tử, cậu nói nhiều lời vô nghĩa thật, dùng bản lĩnh nói chuyện đi. Trong miệng Kagan truyền ra một âm phù, vậy mà tốc độ của những Chimera, đầu sư tử, đuôi rắn, thân dê to lớn và cự nhân sơn lĩnh không chậm lại, giống như ăn phù tăng tốc, quả đấm như lôi điện và tiểu sơn nhanh chóng đánh về phía Mạc Phàm. Bắt đầu thanh lý từ ông trước vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Năm ngón tay hắn nắm chặt, linh khí không hề giữ lại rót vào trong quả đấm của hắn, một luồng khí xoáy quay với tốc độ cao xuất hiện trên nắm tay hắn. Thái thượng phá diệt kinh, toái tinh. Hắn khẽ quát một tiếng, quả đấm nghênh đón cự nhân sơn lĩnh đánh tới hắn. Những cự nhân sơn lĩnh đều cao mấy chục mét, cho dù là quả đấm cũng to hơn Mạc Phàm, Mạc Phàm ở trước mặt cự nhân sơn lĩnh không khác gì con kiến. Nhưng mấy quả đấm của cự nhân sơn lĩnh đụng vào quả đấm của Mạc Phàm. Tiếng sấm minh bùng nổ vang lên, một vùng khe hở xuất hiện trong không gian trước người Mạc Phàm. Cơ thể của cự nhân sơn lĩnh nhanh chóng bị đánh nát từ quả đấm, rồi lan tràn ra toàn thân. Mấy cự nhân sơn lĩnh biến thành hạt cát, rồi bị cơn gió thổi tan. Lúc này mấy con Chimera phun lôi điện cũng tới trước người Mạc Phàm. Ken két, lôi điện huyết sắc đánh lên người Mạc Phàm. Mạc Phàm không thèm quan tâm đến lôi điện này, mặc cho lôi điện đánh lên người mình. Một tay không rảnh của hắn nắm chặt trong không khí. Một thanh trường cung màu vàng vô cùng hoa mỹ xuất hiện trong tay hắn. Trường cung này cao cỡ một người, bên trên khắc đầy ma văn. Mạc Phàm để trường thương Longinus lên trên dây, kéo căng ra, liếc nhìn Chimera ở trong không trung. Kagan thấy Mạc Phàm dương cung về phía những Chimera kia, sắc mặt ông ta thay đổi. Mạc Phàm dùng cung gì ông ta không biết, nhưng trường thương Longinus đã đủ giết những Chimera kia rồi. Chimera này là mấy con ma thú cuối cùng của tinh linh nhất tộc bọn họ, dùng để thủ hộ tinh linh quốc độ, cự nhân sơn lĩnh đã bị Mạc Phàm đánh nát, nếu để Mạc Phàm giết, tinh linh quốc độ sẽ không có ai thủ hộ. Đi mau! Kagan ra lệnh. Tấn công ta còn muốn đi. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, trường thương Longinus hóa thành quang mang màu đỏ bay về phía bầu trời. Những Chimera còn chưa bay được xa, đã bị trường thương Longinus đuổi theo. Bị trường thương Longinus xuyên thủng. Bùm bùm bùm, huyết hoa nở rộ trong không trung, Chimera phát ra tiếng kêu thê lương, tất cả đều chết hết. Mạc Phàm, tôi liều mạng với cậu. Kagan thấy Chimera bị giết hết, đỏ mắt nói. Ông ta nổi giận thét lên một tiếng, biến thành một con dã thú to lớn có chút giống sư tử lại giống gấu, cơ thể như tiểu sơn lai khứ như phong, xông về phía Mạc Phàm. Ông ta thân là tinh linh, có thể có ba loại hình biến hóa. Không những biến thành hình người, còn có thể biến thành thực vật, đồng thời cũng có thể biến thành dã thú. Ở hình thái dã thú, ông ta sẽ có lực phá hoại gấp 10 lần những hình thái khác. Cho dù là Lang Vương Trác và Dracula, cũng không dám trêu chọc ông ta ở hình thái này. Những người khác thấy Kagan lộ ra hình thái dã thú thì không nhàn rỗi, khí tức khổng lồ ngoại phóng ra, lại xông về phía Mạc Phàm. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động. Văn tự màu xanh của yêu tộc xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn. Ngay sau đó dưới chân hắn vừa động, không khí run lên, cơ thể của hắn biến mất luôn. Khi xuất hiện lần nữa, đã tới trước người Kagan. Hắn nắm chặt lấy cổ Kagan nhấc ông ta lên, giống như đang xách một con gà. Đúng là ông ta có được thực lực gấp 10 lần bình thường, nhưng không có biện pháp tránh thoát được bàn tay nhìn như không có bao nhiêu lực của Mạc Phàm. Hồng quang chớp lóe. Trường thương Longinus dạo một vòng trong không trung, đâm từ gáy Kagan xuyên qua miệng ông ta. Mắt Kagan mở to, cơ thể hóa thú chậm rãi khôi phục thành dáng vẻ của nhân loại, trong đôi mắt nhanh chóng nhạt đi đều là không thể tin được. Ông là người đầu tiên. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong, trong lòng bàn tay hắn có một ấn ký sáng lên, cơ thể của Kagan trực tiếp nổ tung ra. Những người khác ở đây lập tức sửng sốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tinh linh Kagan hóa thú, cho dù thực lực không cực mạnh, nhưng cũng phải đứng thứ tư, thứ năm trong chín người, vậy mà bị Mạc Phàm giết rất dễ dàng. Cho dù là Albert người rất mạnh trong số bọn họ, muốn đối phó Kagan cũng không đơn giản như vậy. Chuyện này, sao lại có chuyện này được?
Tiểu tử Hoa Hạ này mạnh tới cỡ nào? Tiểu tử Hoa Hạ này. Phải biết rằng bọn họ khác chủng tộc, cũng khác thiên phú. Có người muốn thăm dò nhược điểm của bọn họ, nhưng gần như không có một ai biết được, đánh bại tất cả bọn họ chỉ có Mạc Phàm. Dracula, chiến thần và Trác vốn xông về phía Mạc Phàm, thì vội vàng dừng lại, bóng dáng nhoáng lên một cái liền lùi về nơi ban đầu. Mạc Phàm có thể giết Kagan như vậy, vậy cũng có thể giết bọn họ đi lên sẽ là chịu chết. Ngay cả Albert lúc này cũng có vẻ mặt nghiêm trọng, đôi mắt đảo liên tục. Ông ta dùng thánh thạch tăng thực lực của mọi người lên một tiểu cảnh giới, nhưng một người trong đó vẫn bị Mạc Phàm giết dễ như giết chó. Những người khác cũng có ý nghĩ tương tự như Albert, trong chớp mắt vui mừng mới xuất hiện lại biến mất không còn, ý nghĩ muốn chạy trốn lại xuất hiện trong đầu bọn họ lần hai. Mỗi lần Mạc Phàm giết một người trong số bọn họ, thực lực sẽ tăng lên nhiều. Hiện giờ bọn họ đã không giết được Mạc Phàm, sau này thì càng không có khả năng, chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trước đó bọn họ không trốn thoát, bây giờ có thể thoát được sao? Mạc Phàm buông thi thể của Kagan ra, cơ thể của Kagan còn chưa rơi vào trong nước biển liền hóa thành một vùng tinh vân, trong tinh vân có một đạo quang bắn ra, chiếu lên người Mạc Phàm. Trên gương mặt lãnh khốc của Mạc Phàm, đôi mắt Mạc Phàm bình tĩnh nhìn những người khác. Người kế tiếp là ông đi. Mạc Phàm liếc một vòng, cuối cùng nhìn về phía diệt thần giả Skien. Hắn nắm lấy trường thương Longinus, muốn xông về phía Skien. Mẹ, ông còn thất thần làm gì, không mau khống chế tiểu tử này đi, nếu không hôm nay chúng ta sẽ chết ở nơi này đó. Albert vội vàng kêu lên. Mạc Phàm đã giết mất một người rồi, lại để Mạc Phàm giết thêm mấy người nữa, như vậy bọn họ sẽ thành công cụ tăng cấp của Mạc Phàm. Mẹ nhíu mày, lật ngược mấy tờ cuối của tử vong chi thư, văn tự trên sách lập tức phát sáng. Tử thần hàng lâm. Ông ta khẽ quát một câu, một bóng dáng cao to giấu trong áo choàng màu đen, cầm lưỡi hái tử thần trong tay lập tức xuất hiện trước người Mạc Phàm, khói đen như hỏa diễm bốc lên từ người ông ta. Tử vong. Mẹ nói tiếp. Giọng nói vừa vang lên, bóng dáng này hơi ngẩng đầu, một đôi mắt trắng sáng lên dưới áo choàng, nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ngay sau đó lưỡi hái tử thần vĩ đại nhấc lên một vùng hắc phong, lập tức chém về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không thèm nhìn tử thần này, chỉ hơi lắc đầu. Mẹ, trước khi ông tới nơi này, không ai nói với ông chuyện ở trên Hoa Sơn, sở trưởng của Hắc Ám giáo đình chết như thế nào sao? Mạc Phàm hỏi. Sở trưởng kia vì triệu hồi ra tử thần, cuối cùng chết trong tay tử thần mà ông ta triệu hồi ra. Vậy mà mẹ này còn dám dùng tử thần để đối phó hắn? Chẳng lẽ ông ta không biết hắn miễn dịch với tử thần sao? Có ý gì? Mẹ nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Nhưng chưa tới một giây ông ta đã hiểu ý của Mạc Phàm. Ở dưới cực quang, tử vong liêm đao sắc bén đến chỗ cổ Mạc Phàm thì đột nhiên dừng lại. Sau đó hắc khí nồng đậm tỏa ra cuồn cuộn từ trong tử vong chi thư, giống như hắc xà đánh tới. Ông ta vội vàng niệm chú ngữ, muốn áp trụ những tử vong chi khí này. Nhưng tử vong chi khí này không thể khống chế, chui vào trong cơ thể ông ta. Vẻ mặt ông ta ngẩn ra, trên mặt lộ vẻ kỳ lạ, bắp thịt bắt đầu co rút với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không, không. Không lâu sau, ông ta từ một người sống biến thành thây khô, trên người không có một chút khí tức sinh mệnh, một vùng tinh vân tương tự cũng bay từ cơ thể ông ta ra. Mẹ tử vong. Ừ, Albert nuốt nước bọt, gương mặt âm trầm gần như có thể vặn ra nước. Vừa rồi Mạc Phàm giết Kagan xem như là có ra tay, giết mẹ thì không cần động một ngón tay. Mạc Phàm không thèm để ý tới tử vong chi thư, bước một bước liền tới bên cạnh diệt thần giả Skien, trường thương xẹt qua một đạo quỹ tích hoàn mỹ rất nhanh trong không trung, đánh lên khôi giáp của Skien. Rầm, cơ thể Skien nứt toác ra thành 8 mảnh, nhưng không chảy một giọt máu nào. Trên 8 mảnh này chớp lóe lam quang, liền độc lập tạo thành một Skien. 8 Skien nhoáng lên một cái, liền đến bên cạnh đám Albert bao gồm cả mẹ đã chết. Skien há to miệng, lộ ra hàm răng không thuộc về nhân loại và động vật trên địa cầu, không đợi đám Albert phản ứng kịp, đã cắn lên trên người 8 người. Skien, con mẹ nó ông muốn làm gì thế? Đám Dracula vốn sửng sốt, sau đó trên mặt đều lộ vẻ bối rối, vội vàng kêu lên. Ông ta đang cắn nuốt lực lượng của các ông, lấy lực lượng của các ông làm của mình. Tôi nói không sai đúng không, thôn phệ thú. Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được, nói.
Thôn phệ thú, là một loại ma thú tinh không. Am hiểu cắn nuốt sinh vật khác nhất, một khi cắn nuốt tế bào sinh vật khác, sẽ có được lực lượng như đối phương. Loại ma thú này không có hạn mức cao nhất, cắn nuốt càng nhiều thực lực sẽ càng khủng bố, dần dần sẽ vô địch. Loại ma thú này không chỉ có năng lực cắn nuốt đối phương, còn có thể cắn nuốt công kích của kẻ địch, hơn nữa cơ thể còn phân chia ra vô hạn. Nếu không phải loại ma thú này có nhược điểm chí mạng, chỉ sợ sẽ trở thành sinh vật đáng sợ nhất. Đợi tôi cắn nuốt toàn bộ năng lực của bọn họ, người kế tiếp sẽ là cậu. Skien vừa hấp thu năng lượng của đám Albert, vừa cười âm hiểm nói. Giọng nói sắc bén một cách dị thường khác xa với nhân loại, nghe qua khiến người ta sởn gai ốc. Mục đích ông ta tới đây không hẳn là chỉ giết Mạc Phàm, mục đích quan trọng hơn là có được những tổ chức tế bào của những người khác, nhất là Mạc Phàm, để khiến mình nhanh chóng tiến hóa thành cơ thể hoàn mỹ. Thôn phệ thú. Sắc mặt đám Albert thay đổi. Skien, ông điên rồi à, ông đừng quên chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, ông nghĩ rằng ông cắn nuốt chúng tôi thì có thể giết được tiểu tử hoa hạ này sao? Albert tức giận nói. Nếu ông ta có thể nhúc nhích được, chắc chắn ông ta sẽ xé nát Skien ra. Nhưng bị Skien cắn chặt, cơ thể ông ta đã bị một lực hút khổng lồ định trụ, chỉ có thể nhìn lực lượng trong cơ thể mình chảy vào trong cơ thể của Skien, mình thì không thể cử động được. Ông không thể, nhưng tôi có thể. Skien cười khinh thường nói. Albert không thể tiếp nhận được lực lượng của 9 viên thánh thạch, nhưng cơ thể của ông ta có thể tiếp nhận được lực lượng của 9 người, không có một chút vấn đề gì. Skien, tên khốn nạn này. Trong mắt Albert tràn đầy lửa giận, tức giận mắng. Albert, đừng nói với tôi, ông không muốn luyện toàn bộ 9 viên thánh thạch vào trong cơ thể mình. Skien cười lạnh lùng, nói với vẻ khinh thường. Có thì thế nào? Albert cũng không phủ nhận, trong lòng bàn tay có một ấn ký ma pháp sáng lên. Ông cũng đừng nói với tôi, trong luyện kim thuật của ông không có thêm ma chú, mà bây giờ ông không khu động ma chú này. Skien nói tiếp. Ông ta thân là thôn phệ thú nên vô cùng mẫn cảm với các loại lực lượng, lúc tiếp nhận nhân thể do Albert luyện thành, thì cảm nhận được lực lượng kia, chỉ là ông ta không vạch trần mà thôi. Ông nói linh tinh gì thế? Vẻ mặt Albert ngây ngốc, mặt đỏ bừng nói. Tôi khuyên ông đừng sử dụng cấm chế gì nữa, sau khi cấm chế của ông tiến vào cơ thể tôi chưa tới một phút đã bị cắn nuốt, cho nên ông đừng uổng phí sức lực nữa. Skien cười nói. Ông! Sắc mặt Albert khó coi hoàn toàn. Ông đã đối xử với tôi như vậy, vậy tôi cắn nuốt lực lượng luyện kim thuật sĩ trong cơ thể ông cũng không để ý đúng không? Skien, Albert ra tay với ông, nhưng chúng tôi không có, ông ra tay với chúng tôi như vậy, ông không sợ mấy nước khác trả thù à? Dracula tức giận nói. Ông ta có cảm giác lực lượng trong cơ thể mình đang nhanh chóng bị Skien hấp thu, sẽ giảm xuống như trước khi Albert sử dụng luyện kim thuật với ông ta. Hơn nữa lực lượng mà ông ta sói mòn không phải là lực lượng bình thường, là lực lượng căn nguyên cộng lại. Một khi loại lực lượng này bị hấp thu, sẽ rất khó khôi phục, nếu bị Skien hút sạch, bọn họ sẽ biến thành người bình thường, thậm chí còn không bằng người bình thường. Chuyện này sao, bá tước Dracula, nếu ông hút huyết dịch của những người khác, thì có được lực lượng của bọn họ, tôi nghĩ bây giờ ông sẽ như tôi nói không sai chứ. Skien cười âm hiểm nói. Vampire, lang nhân, ma pháp sư, tinh linh, thần linh, titan, luyện kim thuật sĩ, bọn họ luôn thu thập tế bào và lực lượng căn nguyên trong cơ thể, cung cấp cho ông ta chiếm đoạt. Nhưng những lực lượng mà bọn họ thu thập yếu hơn những lực lượng kia, kém đâu chỉ gấp đôi những thứ trên người Dracula và Jack. Bây giờ thủy tổ vampire, thủy tổ lang nhân, đại ma pháp sư, đại luyện kim thuật sư, thần linh, những con mồi này đều ở ngay trước mặt ông ta, sao ông ta có thể buông tha? Đổi lại là những người khác, chắc chắn cũng làm vậy. Đúng rồi, thù lao mà tôi cắn nuốt năng lực của các ông, chính là tôi sẽ thay các ông giết tiểu tử hoa hạ này. Skien cười âm trầm, giống như thật sự muốn trả thù lao cho bọn họ. Đợi ông ta hút xong những người này, hợp lại với lực lượng của những người này, tuyệt đối có thể đạt tới lục cấp, sau đó sẽ là lúc ông ta đối phó Mạc Phàm. So với đám Dracula, ông ta cảm thấy hứng thú với tiểu tử hoa hạ tên Mạc Phàm này hơn. Skien, tôi khuyên ông nên thả chúng tôi ra, nếu không Mỹ quốc các ông đợi 6 nước bao vây tấn công đi. Vẻ mặt Merlin âm trầm, trầm giọng nói. Bị 6 nước bao vây tấn công sao?
Mạc Phàm dùng thực lực của bản thân giết chết cao thủ 6 nước, mình thì bị trọng thương mà chết, tôi may mắn trốn thoát, đến lúc đó không phải Mỹ quốc bị 6 nước bao vây tấn công, mà là Hoa Hạ mới đúng, cho dù 6 nước các ông chĩa vũ khí tiên tiến vào Skien tôi, ông nghĩ sẽ làm gì được cường giả lục cấp. Trên mặt Skien không có chút e sợ, cười nói. Ngũ cấp đã tương đương với vũ khí tiên tiến hình người, lục cấp thì không biết mạnh gấp bao nhiêu lần ngũ cấp, chỉ sợ muốn tiêu diệt một quốc gia, chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu đã giải quyết được. Skien vừa nói những lời này xong, không chỉ sắc mặt đám Albert vô cùng khó coi, ngay cả đám Tần Vô Nhai cũng vô cùng lo lắng. Skien là người có năng lực thấp nhất trong 9 người, nhưng lại là người có tâm cơ nhất. Nếu thật sự để ông ta thành công, chỉ sợ cả địa cầu đều ám vô thiên nhật. Skien, ông thật độc ác. Sắc mặt Merlin khó coi nói. Bây giờ ông có thể làm gì tôi, đại ma pháp sư Merlin thân ái. Skien cười nói, ánh mắt nhìn một đám người như đang nhìn con mồi tới tay. Đôi mắt Merlin hơi nheo lại, lúc nhìn về phía Mạc Phàm, bỗng nhiên trước mắt ông ta sáng lên. Mạc Phàm, cậu còn thất thần làm gì, không nhanh đối phó ra hỏa kia đi, đợi ông ta hút khô chúng tôi, người kế tiếp sẽ là cậu đấy. Skien chỉ khống chế bọn họ mà thôi, nhưng không khống chế Mạc Phàm, bọn họ muốn sống sót chỉ có thể dựa vào Mạc Phàm. Được Merlin nhắc nhở như vậy, trước mắt những người khác cũng sáng lên. Mạc Phàm, chỉ cần cậu giải quyết Skien, Albert tôi sẽ mang cậu tới bí cảnh kia, giúp cậu tìm được bí thuật mà cậu muốn. Albert vội vàng nói. Ông ta đường đường là luyện kim thuật sư nổi tiếng trong lịch sử, sao có thể chết dưới miệng một con yêu thú hình người. So với bị yêu thú hút sạch lực lượng trong cơ thể, ông ta càng nguyện ý hợp tác với Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười lạnh lùng, không để ý đến Merlin và Albert. Diệt thần giả Skien đúng không? Nếu tôi nhớ không nhầm, một khi bị phệ hồn thuật hấp thu năng lượng, sẽ chết đúng không? Ở tu chân giới có nhiều loại yêu thú lắm, có rất nhiều thứ hắn chỉ nhớ điểm quan trọng, một số chuyện không quan trọng thì hắn chỉ nhìn lướt qua, cho nên có một số việc hắn nhớ không rõ lắm. Nếu hắn nhớ không nhầm, trên răng nanh của thôn phệ thú có kịch độc, bị thôn phệ thú cắn loại kịch độc này sẽ khống chế thần kinh con người, làm cho bọn họ không chỉ không thể nhúc nhích, thậm chí lực lượng trong cơ thể cũng không nghe sai khiến. Trừ chuyện đó ra, loại độc tố này còn có thể khiến ngũ tạng người bị cắn suy yếu, cuối cùng sẽ vì vậy mà chết. Không sai, tiểu tử Hoa Hạ, cậu muốn thế nào, muốn cứu bọn họ sao, bọn họ là kẻ địch của cậu, ngoài ra có mấy người khác còn là kẻ thù truyền kiếp. Skien nhìn Mạc Phàm với vẻ cảnh giác, hỏi. Nếu bọn họ chết, vậy ông không thể giết bọn họ, bởi vì tôi muốn tự tay giết chết tất cả. Mạc Phàm thản nhiên nói, đi về phía Skien. Nếu mấy người này bị độc tố của Skien giết chết, như vậy hắn sẽ mất đi mấy cao thủ để tăng thực lực. Tuy hắn có thể giết Skien, nhưng nếu chỉ giết mình Skien, tu vi tăng lên của hắn sẽ giảm đi nhiều. Nếu không hắn không ngại để Skien giết chết những người khác. Sau đó hắn giết Skien một cách dễ dàng. Giết chết tôi, nếu cậu biết tôi là thôn phệ thú, hẳn là biết tôi sẽ không bị giết dễ dàng như vậy. Tôi khuyên cậu nên đứng yên ở đó, trở thành con mồi để tôi cắn nuốt. Nói không chừng tôi sẽ tha cho người nhà cậu. Nếu không đợi tôi cắn nuốt cậu xong, người nhà cậu sẽ thành con mồi kế tiếp. Trong mắt Skien lóe lên tàn nhẫn, ông ta mở miệng uy hiếp. Mạc Phàm hơi híp mắt lại, một vùng sắc bén xuất hiện trong đáy mắt hắn. Tôi ghét nhất bị người ta lấy người nhà ra uy hiếp. Nhưng một chiêu này thường rất có tác dụng, không phải sao, Mạc Phàm. Skien không đáp hỏi ngược lại. Mạc Phàm lắc đầu cười lạnh lùng, giọng nói rét lạnh như băng tuyết vang lên. Skien, nếu tôi biết bản thể của ông là gì, vì sao ông cảm thấy tôi không biết nhược điểm chí mạng của ông? Quả thật muốn giết thôn phệ thú rất phiền phức, loại yêu thú này không chỉ cắn nuốt được lực lượng của đối phương. Một khi lực lượng đến tình hình vượt qua khả năng ông ta tiếp nhận được, sẽ vứt bỏ một phần cơ thể tiếp nhận những lực lượng này. Trừ chuyện đó ra, cho dù cơ thể ông ta phân ra thành mảnh như sợi tóc, cũng sẽ không chết. Hơn nữa loại yêu thú này rất thù dai, nếu không thể giết ông ta, sớm muộn gì ông ta cũng tìm tới cửa. Cho nên rất nhiều tu sĩ đều không muốn trêu chọc thôn phệ thú. Kiếp trước, một môn phái thuộc thần nông tông bọn họ gặp một con thôn phệ thú. Vốn tưởng rằng đã giết được thôn phệ thú này hoàn toàn, liền mang thôn phệ thú này về tông môn làm dược. Ai biết thôn phệ thú này chưa chết hoàn toàn, không lâu sau,
nam nữ già trẻ trên dưới môn phái này bị thôn phệ thú giết toàn bộ. Mãi đến khi đệ tử của tông môn bọn họ đuổi tới, mới diệt được thôn phệ thú này. Giết thì hơi phiền phức một chút, nhưng nếu gặp được thì tuyệt đối không thể lưu trữ, nếu không sẽ là tai họa sau này. Skian nhíu mày, tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ. Ông ta thân là yêu thú, cho nên trời sinh đã có năng lực cảm nhận được nguy hiểm, Mạc Phàm tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm. Skian chỉ hơi nhíu mày một lát, sau đó lông mày giãn ra. Cậu đã biết được nhược điểm của tôi, vì sao không đợi tôi cắn nuốt xong bọn họ, mới ra tay giết tôi, chẳng lẽ Mạc tiên sinh hoa hạ không sợ trời không sợ đất lại sợ yêu thú như tôi, sợ cuối cùng tôi sẽ cắn nuốt cậu sạch. Mạc tiên sinh, gia hỏa kia đang khích tướng cậu đấy, cậu đừng nghe lời ông ta nói, cậu nhanh giết ông ta đi. Tần Vô Nhai vội vàng nhắc nhở. Nếu thật sự đợi Skian cắn nuốt đám Albert xong, không phải Skian không có khả năng giết được Mạc Phàm. Quả thật tôi có thể đợi ông cắn nuốt hết bọn họ, rồi mới giết ông. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Tần Vô Nhai nói, cười nhạt một tiếng nói với Skian. Mạc Phàm vừa nói những lời này, sắc mặt mọi người ở đây đều khó coi. Tuy phép khích tướng rất cấp thấp, nhưng rất dễ dùng, Mạc Phàm đã bị Skian lừa. Xem ra Skian tôi có cơ hội lấy được thực thể, thử bản lĩnh của Mạc tiên sinh rồi. Skian khẽ nâng mí mắt, đắc ý nói. Lúc ông ta nói chuyện với Mạc Phàm, tốc độ cắn nuốt đám an bớt nhanh hơn. Nhưng ông uy hiếp người nhà của tôi, bây giờ tôi muốn giết ông, một giây cũng không thể đợi được. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, lạnh lùng nói. Chỉ là một con yêu thú, vậy mà cảm thấy phép khích tướng có tác dụng với hắn. Quả thật hắn có thể để Skian cắn nuốt đám Albert rồi giết Skian, nhưng hắn muốn giết thế nào là việc của hắn, không phải phép khích tướng có tác dụng, nhất là uy hiếp người nhà của hắn, người nào nói gì đều không có tác dụng. Mạc Phàm, vậy thì phải xem cậu giết tôi nhanh hơn, hay tốc độ tôi cắn nuốt bọn họ nhanh hơn, đợi tôi cắn nuốt bọn họ xong, sẽ tới lượt cậu rồi. Sắc mặt Skian thay đổi, tám hư ảnh bạch tuộc lại xuất hiện ở phía sau người ông ta. Sắc mặt đám Albert thay đổi, lực lượng trong cơ thể chảy vào miệng Skian một cách điên cuồng, nhanh hơn trước rất là nhiều. Giết ông chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu tôi, đốt. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Thôn phệ thú là yêu thú thuộc tính thủy, khắc chế thôn phệ thú là hỏa. Nhưng lửa bình thường không được, tất phải là hỏa diễm không chết không ngừng hoặc hỏa chú. Đúng lúc hắn lại có loại hỏa diễm này, còn không chỉ có một loại. Ví dụ như tam muội dị hỏa trong cơ thể hắn, còn cả hồng liên nghiệp hỏa trời sinh của hắn nữa, đều là hỏa có thể đối phó thôn phệ thú. Hơn nữa hồng liên nghiệp hỏa là một trong những hỏa diễm tốt nhất đối phó với thôn phệ thú. Tuy mắt hắn đã cấy cho Tiểu Vũ, nhưng trải qua một thời gian khôi phục, hẳn là không sao rồi. Giọng nói vừa vang lên, trong chớp mắt liên hỏa màu đỏ phun trào từ đáy mắt hắn ra, giống như cột sáng chiếu vào trong mắt Skian ở sau lưng Albert. Ngay sau đó hồng liên nghiệp hỏa đỏ như máu tỏa từ trong tai mắt mũi miệng Skian ra, rồi lan tràn khắp người ông ta giấy lên hừng hực. Vẻ mặt Skian kỳ lạ, ông ta thả Albert ra, vừa kêu thảm thiết vừa nhảy dựng lên. Còn các người nữa? Hỏa diễm cháy sáng trong mắt Mạc Phàm đảo qua, hồng liên nghiệp hỏa lần lượt giấy lên trên 7 Skian khác. Skian vừa kêu vừa vội vàng phân liệt cơ thể mình ra, từ một Skian biến thành 7-8. Nhưng hỏa diễm của Mạc Phàm như hủ cốt độc, cho dù ông ta phân liệt ra bao nhiêu, hỏa diễm kia đều giấy lên trên cơ thể mới của ông ta. Mạc Phàm, xem như cậu lợi hại, cậu đợi đó cho tôi, cơ thể này của tôi bị cậu hủy đi, cậu đợi Mạc gia các cậu và hoa hạ bị chúng tôi cắn nuốt đi. Skian lớn tiếng kêu lên, giọng nói như ác quỷ nguyền rủa trong địa ngục. Ông ta chỉ là một thực nghiệm thể trong đó, thực nghiệm như ông ta có nhiều ở trong phòng thí nghiệm lắm. Không chỉ như vậy, nguyên thể của thôn phệ thú cũng ở sâu vạn mét dưới đáy biển, chỉ cần có nguyên thể, sẽ không ngừng nhân ra nhiều thôn phệ thú hơn. Một khi thả những thôn phệ thú này ra, ai có thể chống đỡ nổi? Mạc Phàm có thể ngăn được một nơi, nhưng không thể ngăn được tất cả. Trên gương mặt lãnh khốc của Mạc Phàm không có chút gợn sóng, chỉ cười lạnh lùng. Ông cảm thấy tôi giết ông, thì sẽ tha cho nguyên thể của ông à, hôm nay tôi không những muốn giết cơ thể này của ông. Còn muốn giết tất cả thực nghiệm thể của ông và nguyên liệu thực nghiệm nữa, không để lại một chút gì, đại tịch diệt, đốt cho ta. Hồng liên nghiệp hỏa trong mắt Mạc Phàm chướng lên. Nếu đã giết thực nghiệm thể, sao có thể tha cho nguyên thể?
Lúc này trên một hải đảo vô danh ở châu Mỹ được trọng binh chấn giữ. Hải đảo này không rộng lắm, nhưng có 3 chiếc hàng không mẫu hạm, một số tàu bảo vệ, tàu tuần dương, tàu khu trục thì càng vô số. Ở sâu trong hải đảo này, trong phòng thí nghiệm sâu mấy trăm mét dưới lòng đất, âm thanh điện tử vang lên liên tục. Chỉ số năng lượng của số 1 nhanh chóng giảm xuống. Số 1 gặp nguy hiểm, có khởi động chương trình tự bạo hay không? Không đợi người ngồi trước màn hình đưa ra quyết định, tiếng cảnh báo chói tai lại vang lên. Thực nghiệm thể số 2 cháy không rõ nguyên nhân. Hỏa diễm không rõ nguồn gốc này không thể dập tắt, điều tra rõ hỏa diễm, hoài nghi là hỏa diễm mà Mạc Phàm Hoa Hạ hay dùng. Thực nghiệm thể số 3 cháy không rõ nguyên nhân. Hỏa diễm không thể dập tắt, hoài nghi. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ thực nghiệm thể thôn phệ thú được phong bế trong khoang thuyền bốc cháy, rất nhanh đã bị hỏa diễm cắn nuốt, tất cả phòng thí nghiệm rơi vào một vùng biển lửa, phàm là nơi có thực nghiệm thể đều cháy lên. Nguyên thể thì sao, nhanh đi kiểm tra tình hình của nguyên thể. Một tướng quân phụ trách phòng thí nghiệm này đập một quyền lên trên control remote ở phòng thí nghiệm, tức giận nói. Nơi này là tất cả của bọn họ, thực nghiệm thể bị hủy thì dễ nói, có thể khôi phục lại được, nếu nguyên thể bị tiêu diệt, bọn họ sẽ tổn thất rất lớn. Ông ta mới nói xong, tiếng nổ rất mạnh truyền từ đáy phòng thí nghiệm tới, liên hoa màu đỏ như máu phóng lên trời, bao phủ hoàn toàn phòng thí nghiệm nguyên thể thôn phệ thú. Trong lúc này, sắc mặt tất cả mọi người ở phòng thí nghiệm tái mét, tâm tình chìm vào đáy cốc. Rất lâu sau, dầm một tiếng thật lớn, một quyền của vị tướng quân kia đập lên trên hợp kim trong phòng lái, hợp kim lõm sâu xuống liền nhanh chóng khôi phục như thường. Ai có thể nói cho tôi biết là có chuyện gì xảy ra không? Tướng quân quát lên như bệnh tâm thần. Phòng thí nghiệm này là cơ mật cao nhất của bọn họ, cũng là nơi quan trọng nhất, còn cao cấp hơn nơi nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Những thực nghiệm thể và nguyên thể bị hủy, chẳng khác nào bọn họ đường đường là đại quốc đương thời nhưng không có vũ khí tiên tiến tọa chấn. Giọng nói mang theo lôi âm cuồn cuộn, khiến cho quan quân, nhân viên nghiên cứu ở xung quanh không còn chút huyết sắc. Tướng quân, đã xác định được hỏa diễm này, là hỏa diễm của Mạc Phàm, là một trong những lực lượng thôn phệ thú không thể cắn nuốt. Sao hỏa diễm của Mạc Phàm có thể đốt tới tận đây? Lúc trước trong cơ thể thực nghiệm số 1 có tràn vào lượng lớn năng lượng, sau đó nhanh chóng giảm xuống, chỉ sợ có khả năng thực nghiệm số 1 chết dưới tay Mạc Phàm. Sĩ quan phụ tá kia cố gắng nói. Mạc Phàm hủy không ít vệ tinh của bọn họ, cộng thêm chỗ đám Mạc Phàm ở là Hải Thần Cung, cho nên bọn họ không có biện pháp xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc trước Mạc Phàm dùng hỏa thiêu người hoàng gia, hiện giờ hỏa diễm của Mạc Phàm lại xuất hiện ở nơi này, phần lớn là do Mạc Phàm làm. Thực nghiệm thể số 1 bị đánh bại, chuyện này. Vị tướng quân kia nhíu mày, gương mặt lập tức như cả nhiễm xương, khí tức trên người cũng nhanh chóng giảm đi. Thực nghiệm thể và nguyên thể bị hủy, số 1 cũng bị đánh bại, bọn họ hoàn toàn xong rồi. Vũ khí tiên tiến vô dụng, thực nghiệm thể số 1 cũng vô dụng, không lâu sau, chỉ sợ sẽ là ngày Mạc Phàm tới cửa. Lúc này trên mặt biển chậm rãi khôi phục, chỗ Skian bị đốt, một vùng tinh vân xuất hiện, một đạo quang chiếu lên người Mạc Phàm. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng hồng liên nghiệp hỏa, nhìn về phía đám Albert còn lại. Albert nuốt nước bọt. Nhìn Mạc Phàm với vẻ sợ hãi. Mạc Phàm, chúng tôi đã không có bất luận uyếp gì nữa đối với cậu, cậu thả chúng tôi đi, tôi có thể cho cậu 90% tài nguyên. Hải Vương do dự một giây, nói. Bọn họ bị Skian hấp thu không ít năng lượng, Mạc Phàm giết đám Skian đã tăng không ít thực lực, bọn họ càng không phải là đối thủ của Mạc Phàm. Ông muốn nói câu này sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Cậu muốn làm gì? Sắc mặt Hải Vương khẽ đổi, nói. Có khả năng ông quên mất Hải Thần Cung ông đã phái người đối phó tôi, cũng đã quên Hải Thần Cung ông phái sứ giả tới hạ chiến thư với tôi, cũng đã quên cây cầu băng ở Biển Đông rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lúc trước Hải Vương này không nhượng bộ, bây giờ sợ mới cúi đầu có vẻ hơi đơn giản rồi. Chuyện này, mắt Hải Vương bắt đầu đảo liên tục. Hẳn là ông đã quên, tôi từng nói sẽ diệt Hải Thần Cung các ông. Mạc Phàm nói tiếp. Mạc Phàm, chuyện này chỉ liên quan tới một số người, cậu nhất định phải đuổi tận giết tuyệt như vậy à, ngoại trừ điều kiện lúc trước, tôi nguyện ý móc thần nguyên của một số đệ tử Hải Thần Cung làm bồi thường. Trong mắt Hải Vương hiện lên tàn nhẫn, nói. Nếu cậu nguyện ý, tôi có thể khoét tất cả thần nguyên của mọi người.
Hải Vương lại bổ sung thêm một câu. Hải Vương vừa mới nói xong, vẻ mặt một đám đệ tử của Hải Thần Cung ở phía sau ông ta vốn ngẩn ra, sau đó trong mắt hiện lên vẻ thống khổ. Bọn họ phần lớn là đời sau của Hải Vương, lúc này Hải Vương lại dùng vận mệnh của bọn họ đi đổi mệnh của ông ta, cho dù là ai trong lòng đều cảm thấy không thoải mái. Nói xong chưa, nói xong ông có thể đi chết đi. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi nói. Mạc Phàm, Hải Thần Titan tôi nguyền rủa cậu. Hải Vương thấy Mạc Phàm thờ ơ, trên người lóe sáng chú văn cổ xưa, chú ngữ đắng chát hượng gạo truyền từ miệng ông ta ra. Cho dù chết, ông ta cũng phải kéo Mạc Phàm chết cùng. Nhưng ông ta còn chưa nói xong, thân thể Mạc Phàm nhoáng lên một cái liền đến bên cạnh Hải Vương, hai chữ truyền từ miệng ông ta ra. Phần Hải. Một tay hắn vươn ra, một thanh trường kiếm do hỏa diễm lam văn kim sắc ngưng tụ thành xuất hiện trong tay hắn. Hắn nắm lấy miệng Hải Vương, hỏa diễm đâm thẳng vào trong miệng ông ta. Trường kiếm hỏa diễm này đâm thủng cơ thể Hải Vương, vẫn không bỏ qua như cũ, trường kiếm nhanh chóng dài ra, từ mặt biển xâm nhập vào tận vạn mét dưới đáy biển, đâm lên trên thủy tinh dày mấy chục mét được giấu ở một nơi trong thủy tinh cung. Trên khối thủy tinh này chớp lóe hào quang một phen, đã bị trường kiếm hỏa diễm đâm vào bên trong, hào quang nhanh chóng ảm đạm xuống, hỏa diễm giấy lên trên khối đá thủy tinh này. Đồng thời, bùm một tiếng, hỏa diễm không chỉ giấy lên trên người Hải Vương, còn giấy lên trên khắp mặt biển, trong chớp mắt trăm km xung quanh biến thành một vùng biển lửa. Tôi không giết các người, nhưng phải đưa linh vật của Hải Thần Cung bao gồm cả thần nguyên của Hải Vương đều đưa đến Giang Nam Hoa Hạ đi, chuyện này sẽ được xóa bỏ, nếu không tôi sẽ sai người tới lấy linh vật của Hải Thần Cung, hai bọn họ sẽ là kết cục của các người. Mạc Phàm nhìn Lép và Hải Hồn ở trong đám đệ tử của Hải Thần Cung một cái nói. Hai người còn chưa kịp kêu lên, cơ thể đã bị nổ tung, hỏa diễm bao phủ. Vẻ mặt của đệ tử Hải Thần Cung còn lại ngẩn ra, nhao nhao quỳ gối với Mạc Phàm. Mạc Phàm không giết bọn họ, đã xem như là thủ hạ lưu tình rồi. Trái lại Hải Vương vì mạng sống, còn muốn khoét thần nguyên của tất cả bọn họ ra. Ngoài ra Hải Vương đã chết dưới tay Mạc Phàm, nếu bọn họ không chịu cúi đầu, vậy đã không thể dùng từ ngu ngốc để hình dung. Chúng tôi chắc chắn sẽ mang đủ số linh vật ở Hải Thần Cung tới Giang Nam. Một đệ tử đứng đầu Hải Thần Cung đứng ra nói. Mạc Phàm không thèm để ý tới, xoay người đi về phía đám người còn lại. Hắn đến chỗ nào, hỏa diễm nhao nhao tránh ra, để cho hắn một con đường. Đám Albert thấy Mạc Phàm đi tới, lông mày cả đám nhíu lại. Mạc Phàm, phải làm thế nào cậu mới chịu tha cho chúng tôi có thể lấy bất cứ thứ gì để trao đổi. Chỉ cần cậu nguyện ý. Albert nghiến răng nói. Chúng tôi cũng nguyện ý dùng đồ để đổi lấy mạng sống của chúng tôi. Đám Dracula, Chác, chiến thần Ares, Merlin nhao nhao phụ họa theo. Chắc chắn bọn họ không phải là đối thủ của Mạc Phàm, trốn cũng không thể trốn thoát được, chỉ có thể thỏa hiệp với Mạc Phàm. Các ông có phát hiện hay không, năm người các ông có một điểm rất giống nhau. Mạc Phàm hỏi với vẻ hờ hững. Giống nhau ở điểm nào? Albert nhướn mày, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Các ông đều từng giết người Hoa Hạ chúng tôi. Chuyện này, đám Albert thầm kêu không hay rồi. Cho nên các ông muốn sống sót, phải hỏi bọn họ có đồng ý hay không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám Tần Vô Nhai ở phía xa một cái nói. Các ông đồng ý không? Chúng tôi không đồng ý. Tần Vô Nhai nói rất chắc chắn. Tần Vô Nhai mới nói xong, Mạc Phàm vươn một tay ra. Năm trường thương hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ ở trong tay hắn, khí tức hỏa diễm càng ngày càng nồng đậm. Sắc mặt đám Albert thay đổi, nhao nhao chạy về phía xa. Mạc Phàm, không phải cậu muốn thông tin về bí cảnh kia sao, cậu đừng giết tôi. Albert vừa trốn vừa kêu lên. Yên tâm đi, tôi sẽ giết ông, thông tin về bí cảnh kia, tôi vẫn nhận được như cũ, đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Năm thanh trường thương hỏa diễm như đạn bay đi mang theo tiếng xé gió. Rầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, năm khe hở xuất hiện, đám Albert tử vong. Đám Albert vừa chết xong, trong một vùng rừng rậm nguyên thủy ở châu Âu, một gốc cây đại thụ chọc trời vừa rồi còn cành lá sum suê, tràn đầy sức sống. Nhưng mà ngay sau đó, lá cây xanh biếc liền biến thành màu khô vàng, rơi một vùng lớn xuống. Dưới gốc cây này, một đám tinh linh thủ hộ ở xung quanh cảm nhận được dị thường của cây đại thụ, thì nhao nhao đi tới. Chuyện này là sao vậy?
một nữ tinh linh nhìn như mười mấy tuổi tò mò hỏi. Cô ta nhìn như mười mấy tuổi, chỉ vì tinh linh phát triển rất chậm, thực ra cô ta đã hơn 60 tuổi rồi. Hơn 60 năm qua, cây già này chưa từng xảy ra loại chuyện như vậy. Bên cạnh đại thụ, mấy tinh linh trưởng thành nhìn đại thụ nhanh chóng mất đi sức sống, thì vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Lập tức phong tỏa vùng này, không cho phép những người khác tiến vào, phái người đi báo cáo cho đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão, còn nữa không được phép nói cho những người khác biết chuyện ngày hôm nay. Trưởng lão tinh linh kia nói với vẻ nghiêm trọng. Những người ở xung quanh không dám hỏi nhiều, gật đầu. T. Song thần miếu và giáo đường ở châu Âu, bỗng nhiên có tiếng vang thật lớn, giống như có bom nổ mạnh. Không ít tăng lữ, tế tự vội vàng xông vào trong thần miếu, chỉ thấy pho tượng chiến thần được cung phụng ở bên trong đã không còn tồn tại, chỉ còn một đống mảnh đá vỡ nát. Sắc mặt không ít tế tự thay đổi, không ngừng lạy tảng đá bị vỡ nát, chỉ có một số ít mặt xám như tro tàn, trong mắt đều là tuyệt vọng. Lúc này hẳn là Ares đang đánh nhau với Mạc Phàm Hoa Hạ. Nhưng tượng thần bị vỡ nát có ý nghĩa gì, bọn họ hiểu rõ nhất, tượng thần vỡ nát tuyệt đối không phải là lần đầu tiên, trong thần điện này vốn có rất nhiều pho tượng thần linh, nếu đã biến mất trong lịch sử, chỉ sợ chiến thần Ares đã bị đánh bại rồi. Làm sao bây giờ, Đại Tế Ti? Bên cạnh Đại Tế Ti, một người đàn ông nhìn Đại Tế Ti mãi mà không nói gì, hỏi với vẻ gian nan. Thông báo hội nghị đi, bảo bọn họ nhanh chóng nghĩ biện pháp. Đại Tế Ti hữu khí vô lực nói, cả người như già đi gấp bội lần. Bọn họ dùng vũ khí tiên tiến với Mạc Phàm, còn thức tỉnh thần linh đi đối phó cậu ta, đều không thể làm gì được, trái lại thần linh bị giết, chuyện này phiền phức lớn rồi. Không chỉ cây đại thụ tử vong, tượng thần vỡ nát, bên trong một cổ bảo màu đen, bỗng nhiên một đám người mặc trang phục bá tước thời Trung Cổ kêu lên. Tay của tôi bị sao thế này? Của tôi cũng vậy. Chuyện này là sao đây? Chỉ thấy làn da vốn trắng nõn của bọn họ nhanh chóng khô quắt lại, tràn đầy nếp nhăn, tóc cũng biến từ màu vàng thành màu trắng, mọi người lập tức biến từ 30 thành lão nhân hơn trăm tuổi. Không chỉ như vậy, một người sờ răng nanh trong miệng mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Răng của tôi cũng không có, đây là lão tổ. Bá tước này còn chưa nói hết lời, thì không còn hơi thở. Bọn họ đều là vampire do Dracula chuyển hóa, mỗi người đều đã không biết sống bao nhiêu năm. Dracula vừa chết, nguyền rủa bất tử trên cơ thể bọn họ cũng sẽ mất theo, biến thành người bình thường. Cơ thể người bình thường, tất nhiên không chống cự được mục nát thời gian dài như vậy. Đồng thời khắp nơi trên thế giới, tất cả lang nhân đều xảy ra chuyện tương tự như vampire. Một số lang nhân mới được chuyển hóa biến thành người bình thường hoàn toàn, lang nhân chuyển hóa lâu rồi thì thành khối xương già. Đồng thời, trên tế đàn của ma pháp công hội và gia tộc Roth ở châu Âu, ba cục đá đặt lên trên đột nhiên sáng vài cái rồi nhạt đi. Phía dưới ba tảng đá có khắc ba tên, Merlin, Mee, Albert. Tuy chỉ là một cục đá, nhưng nhanh chóng tạo ra sóng biển ngàn thước ở mấy quốc gia và trong gia tộc. Sóng biển này giống như bệnh truyền nhiễm, dẫn tới một vùng hoảng sợ như ngày tận thế. Bảy đại quốc đương thời, chín cao thủ trong truyền thuyết hợp lực vây giết Mạc Phàm, bọn họ vốn có niềm tin sẽ giết được Mạc Phàm, cuối cùng lại chết hết toàn bộ. Chỉ sợ không còn chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này nữa rồi. Lúc hoảng sợ lan truyền mấy đại quốc, trên vùng băng hải, chín vùng tinh vân mỗi vùng chiếu ra một đạo quang, chiếu lên người Mạc Phàm. Ở dưới hào quang này, kim đan trong cơ thể Mạc Phàm chậm rãi chuyển động, mỗi lần chuyển động một vòng, kim đan sẽ to hơn một chút, ma văn ở bên trên cũng nhiều hơn một chút. Hơn một tiếng sau, chín vùng tinh vân biến mất toàn bộ, kim đan của Mạc Phàm to hơn trước một vòng, ma văn cũng từ một đạo biến thành năm đạo. Đám Tần Vô Nhai thấy Mạc Phàm mở to mắt, vội vàng đi tới. Chúc mừng thực lực của Mạc tiên sinh tăng lên nhiều. Chỉ từ kim đan sơ kỳ tới trung kỳ mà thôi, không có gì ghê gớm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Năm đạo ma văn này cũng có ý nghĩa là kim đan ngũ cấp, hắn đã từ kim đan sơ kỳ tăng tới kim đan trung kỳ. Đám Tần Vô Nhai líu lưỡi, lực lượng của chín cao thủ nguyên anh đỉnh phong bị giết, chỉ khiến Mạc Phàm tăng từ kim đan sơ kỳ lên tới trung kỳ. Bọn họ không biết nên dùng thiên phú dị bẩm để hình dung Mạc Phàm hay là dùng phế vật để hình dung mình. Vậy bảy quốc gia, Mạc tiên sinh muốn xử lý thế nào? Hiên Viên Vô Kỳ cung kính hỏi. Tuy đám Albert bị Mạc Phàm giết chết,
nhưng bảy nước đứng sau đám Albert vẫn còn đó. Mạc Phàm có thể diệt đám Albert, nhưng nếu ra tay với những nước này, mọi chuyện sẽ ầm ĩ lớn. Nước sau lưng Hải Thần Cung thì thôi, sáu các ông mỗi người tới một quốc gia, mang toàn bộ linh vật của đám Albert tới Giang Nam, nếu có người dám ngăn cản, giết, không ai can thiệp thì không cần để ý tới bọn họ, còn những người hạ lệnh sử dụng vũ khí tiên tiến với tôi, ném toàn bộ xuống nơi mà tôi bị vũ khí tiên tiến tấn công đi, chuyện này cũng do các ông làm. Mạc Phàm suy nghĩ một lát nói. Đám Albert đã bị giết chết, đối với những người khác bảy nước này vẫn rất lớn mạnh, nhưng đối với hắn mà nói thì không đáng nhắc tới, cho dù mấy nước này hợp lực lại, cũng không có biện pháp làm gì được hắn, cho đến bây giờ hắn đều không có hứng thú diệt những quốc gia như vậy. Nhưng biệt thự của Mạc gia ở Giang Nam cần linh vật kiến tạo một lần nữa, cũng không thể tha cho những người hạ lệnh ra tay với hắn. Đám hiên viên vô kỳ hơi thở phào nhẹ nhõm, yêu cầu của Mạc Phàm đối với bảy nước không quá phận một chút nào. Thời chiến tranh năm đó, mấy quốc gia kia diệt cao thủ Nguyên Anh của Hoa Hạ, cuối cùng cướp đi lượng lớn linh vật của Hoa Hạ bọn họ, đúng lúc lần này lấy lại toàn bộ. Ngoài ra trừ phi bảy nước kia muốn bị diệt, nếu không sẽ không ngu ngốc tới mức từ chối yêu cầu của bọn họ. Chúng tôi sẽ lập tức đi làm chuyện này, nhất định sẽ khiến cậu hài lòng, Mạc tiên sinh, còn cậu thì sao? Hiên viên vô kỳ tò mò hỏi. Các ông cứ đi làm chuyện của mình đi, tôi còn một chuyện khác phải làm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Khi hắn nói chuyện, hắn vươn một tay ra về phía thi thể Albert, linh hồn của Albert lập tức bị hắn tóm lấy, bay vào trong tay hắn. Bên phía Ngao Thiên và Ngao Thiên còn chưa truyền tin tức tới, có lẽ người Long Ngạo Thiên phái tới địa cầu còn chưa tới, nhân lúc này đi tìm bí cảnh liên quan tới Thiên Anh Thánh Thuật vậy. Siêu hồn! Hắn nheo mắt lại, hai đạo hào quang màu bạc biến mất vào sâu trong đồng tử của hắn, dị sắc xuất hiện trong mắt hắn. Trong trí nhớ của Albert, bí cảnh kia không ở châu Âu, mà nằm ở sâu trong sa mạc Taklamakan của Hoa Hạ, bên trong một tòa thành cổ Tây Vực. Nếu nơi này ở châu Âu, khả năng hắn tìm được bí pháp khác của tạo hóa môn sẽ nhỏ đi nhiều, nhưng nếu trên địa cầu có tạo hóa môn, phần lớn sẽ ở gần Hoa Hạ. Nhưng bí cảnh này lại nằm trong Hoa Hạ, khả năng nơi này là một địa điểm cổ của tạo hóa môn lớn hơn nhiều. Mạc tiên sinh muốn đi tìm bí cảnh mà Albert đạt được bí thuật kia sao? Hiên viên vô kỳ tò mò hỏi. Không sai, Ngọc Tỷ Hoa Hạ ở trong tay các ông đúng không? Cho tôi mượn một thời, tôi muốn tới sa mạc Taklamakan. Từ nơi này tới sa mạc Taklamakan không tính là gì với hắn, nhưng nếu có pháp bảo Sơn Hà, vẫn nên dùng pháp bảo Sơn Hà thì hơn. Ngũ lão có thể di hình hoán vị như ý muốn trong Hoa Hạ, bọn họ còn chưa có tu vi làm được đại na di, chỉ có thể dùng pháp bảo Sơn Hà. Pháp bảo Sơn Hà trong phạm vi Hoa Hạ. Nếu không phải pháp bảo tượng trưng cửu đỉnh đã biến mất từ lâu, vậy chỉ có thể là Ngọc Tỷ Truyền Quốc, khả năng là Ngọc Tỷ Truyền Quốc lớn hơn một chút, bởi vì có ít người sẽ luyện chế pháp bảo Sơn Hà lớn hơn. Hiên viên vô kỳ do dự một lát, một tay vươn ra, Ngọc Tỷ xuất hiện trong tay ông ta. Ngọc Tỷ này bốn tấc, mặt trên có năm con rồng quấn lấy nhau, phía dưới có khắc tám chữ thụ mệnh vu thiên ký thọ vĩnh xương, một chữ trong đó dùng hoàng kim để bổ sung. Mạc tiên sinh. Chuyện liên quan tới Ngọc Tỷ rất trọng đại, mong Mạc tiên sinh bảo quản cẩn thận. Hiên viên vô kỳ nói với vẻ nghiêm túc. Nếu Ngọc Tỷ này rơi vào tay tu sĩ khác, chỉ cần một ý niệm trong đầu, đều có thể khiến Hoa Hạ xảy ra sơn băng địa chấn. Cho nên các thế hệ đế vương nắm giữ Ngọc Tỷ cũng không được tu luyện, nếu bị phát hiện sẽ bị ngũ lão đuổi giết, tránh để đế vương dùng Ngọc Tỷ truyền quốc hỏa quốc ương dân. Tôi chỉ dùng nó thay đi bộ mà thôi. Tôi quay về Hoa Hạ sẽ trả lại Ngọc Tỷ cho các ông, nếu trong quá trình này không có ai lấy đi từ tay tôi, vậy ông không cần lo lắng Ngọc Tỷ sẽ mang tới lực phá hoại. Mạc Phàm lạnh nhạt cầm lấy Ngọc Tỷ truyền quốc. Chuyện này, được rồi. Hiên viên vô kỳ lập tức thoải mái, cười xấu hổ nói. Quả thật ông ta hơi coi trọng Ngọc Tỷ này, người như Mạc Phàm muốn phá hoại, tuyệt đối không kém Ngọc Tỷ này. Hơn nữa nếu Mạc Phàm đi khắp Hoa Hạ gây chuyện. Cũng không cần phải lấy Ngọc Tỷ này, thanh huyết kiếm của hắn để ở trung tâm tứ tượng thú thiên trận có thể săn ngự tứ phương. Cho ông thứ này, đợi các ông mang linh vật về Hoa Hạ, thì đưa bản vẽ này tới Giang Nam, dựa theo bản vẽ này xây trang viên Mạc gia trên Cửu U Cung cho tôi, những linh vật khác thì các ông tự mình xử lý. Mạc Phàm lấy một ngọc giản và trường kiếm màu đỏ sẫm khống chế Cửu U Cung ra, đưa cho hiên viên vô kỳ. Lần này hắn tới bí cảnh không biết phải bao lâu.
nên khôi phục trang viên Mạc gia trước thì hơn. Trang viên bên trong ngọc giản này có tên là Linh Lung Cư, do 9981 trận pháp tạo thành. Nếu lấy Cửu U Cung là nơi xây cơ bản, không những chống đỡ được cao thủ Nguyên Anh đỉnh phong thậm chí là hóa thần sơ kỳ, còn có thể tùy ý di chuyển. Đám Tần Vô Nhai và Hiên Viên Vô Kỳ nhướng mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Đám Albert tích lũy không ít, tuyệt đối là cấp bậc địch quốc, bọn họ lấy bừa một ít cũng là tài phú không nhỏ. Trang viên Mạc gia cứ giao cho chúng tôi cũng sẽ đưa một phần linh vật tới chỗ Mạc gia. Hiên Viên Vô Kỳ cất hắc kiếm và ngọc giản, nói. Mạc Phàm cười nhạt, ngọc tỷ truyền quốc trong tay sáng lên, bao lấy hắn ở bên trong. Hào quang thu lại, hắn đã biến mất ở trên vùng băng hải. Đám Hiên Viên Vô Kỳ nhìn thoáng qua nhau, tất cả đều líu lưỡi. Nơi này không phải trong Hoa Hạ, rất khó truyền tống ngọc tỷ truyền quốc, chuyện này lại không tính là vấn đề đối với Mạc Phàm. Mấy người phân chia nhiệm vụ, mỗi người chọn một hướng rời đi. Đám Mạc Phàm rời khỏi băng hải không lâu, hai người mặc trang phục của Ngạo Nhật Sơn Tông xuất hiện trên không biển Đông, hai người này không phải là ai khác, đúng là Long Ảnh và Long Diệt do Long Ngạo Thiên phái tới. Rõ ràng hai người đứng trên không biển Đông, Ngạo Thiên và Ngạo Sương cũng đứng trên biển Đông đảo qua nơi này nhiều lần, nhưng giống như không nhìn thấy, ánh mắt nhìn về phía khác. Ảnh đại nhân, chúng ta chuẩn bị ra tay thế nào? Long Diệt liếc mắt nhìn con gái của Ngạo Thiên với vẻ khinh thường, lạnh lùng nói. Tuy xưng hô Long Ảnh là đại nhân, nhưng không có bao nhiêu kính trọng. Anh ta và Long Ảnh không có quan hệ cấp trên thuộc hạ, đều là tôi tớ của Long gia, chẳng qua Long Ảnh là thân vệ của cha Long Ngạo Thiên, anh ta là thân vệ của Long Ngạo Thiên mà thôi. Truyền tống trận thông tới tu chân giới thế nào rồi? Long Ảnh không để ở trong lòng hỏi. Nếu Long Ngạo Thiên không muốn Mạc Phàm tiến vào tu chân giới, vậy thì phong kín thông đạo từ địa cầu tới tu chân giới trước rồi nói sau, tránh để Mạc Phàm nhân cơ hội trốn vào tu chân giới. Người điên kia đang làm, hẳn là sắp xong rồi, còn một hai ngày hẳn là đủ, nhưng chuyện này cần thiết sao? Long Diệt nói với vẻ khinh thường. Hai bọn họ đều là cao thủ Nguyên Anh ở tu chân giới, có không biết bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh chết dưới tay bọn họ, dư giả đối phó Mạc Phàm căn bản không có khả năng chạy trốn. Cẩn thận như thuyền vạn năm, nếu làm hỏng chuyện của Long Thiếu, hẳn là anh đã biết hậu quả là gì rồi, em trai Long Tuyệt của anh đã làm hỏng một lần, anh còn muốn làm hỏng lần hai à? Long Ảnh lạnh lùng liếc Long Diệt một cái, bất mãn nói. Mạc Phàm là tu sĩ hạ giới, linh khí trong cơ thể lẫn rất nhiều tạp chất, cho dù có kỳ tích thăng cấp tới hóa thần kỳ, đều không có gì phải sợ, anh ta chỉ tay là giết được. Long Tuyệt lại bị tu sĩ hạ giới giết, đúng là làm xấu mặt Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ. Anh! Long Diệt nhíu mày, trong mắt hiện lên hung quang, nhưng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Long Ảnh đại nhân chuẩn bị đối phó tiểu tử kia thế nào, Long Ảnh đại nhân định giết cậu ta sao, như vậy quá tiện nghi cho cậu ta rồi. Long Diệt âm dương quái khí nói. Yên tâm đi, tôi giết người không cấp thấp như vậy, hơn nữa người khiến Ngạo Nhật Sơn Tông chúng ta chịu nhục, tôi sẽ không giết một cách thoải mái. Long Ảnh hừ lạnh một tiếng nói. Hả? Trước mắt Long Diệt sáng lên, lộ ra vẻ đầy hứng thú. Ảnh đại nhân chuẩn bị đối phó tên tiểu tử kia thế nào, cần tôi phối hợp gì với anh? Mệnh người nhà tên tiểu tử kia vốn không nên như vậy, bị cơ duyên của tên tiểu tử kia thay đổi quá nhiều, anh cảm thấy đợi tiểu tử kia trở về, vận mệnh người nhà cậu ta quay về quỹ đạo ban đầu, anh cảm thấy sẽ thế nào? Trong đôi mắt Long Ảnh lóe sáng hào quang màu xám, liếc mắt nhìn biệt thự Mạc gia nói. Khi nói chuyện, gương mặt giấu dưới áo choàng của anh ta lộ ra, tươi cười nham hiểm xuất hiện trên mặt anh ta. Long Diệt khẽ nhướng mày, khi nhìn về phía Long Ảnh lần nữa đôi mắt thay đổi rất nhiều. Anh ta chỉ muốn thêm độ khó cho Long Ảnh, nhưng không ngờ Long Ảnh độc ác như vậy. Chuyện này tôi làm một mình được rồi, anh đảm bảo truyền tống trận được phong bố hoàn toàn, tên tiểu tử kia sẽ không chạy trốn là được. Long Ảnh nói tiếp, nói xong hai người liền biến mất. Sa mạc Taklamakan. Dưới ánh mặt trời, nơi này giống như một vùng hải dương màu vàng, ngoại trừ biển cát thì là bầu trời màu lam, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cây thực vật, đứng sừng sững trong biển cát. Lúc này trên một vùng cồn cát cao trăm mét trong sa mạc, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, rơi lên trên một cồn cát, một ấn ký cổ xưa như con dấu xuất hiện trên cồn cát. Hào quang thu lại, lộ ra bóng dáng của Mạc Phàm.
Mạc Phàm nhíu mày, giống như cảm ứng được nhìn thoáng qua biển đông. Đến cảnh giới này của hắn, hắn càng ngày càng mẫn cảm với những chuyện sắp xảy ra. Ngay tại vừa rồi, bỗng nhiên hắn có dự cảm không tốt đến từ biển đông. Thần thức của hắn quét một vòng trên không biển đông, xác nhận trên biển không có khí tức nguy hiểm, lúc này hắn mới thu hồi thần thức nhìn xung quanh. Xem ra vẫn phải tự mình đi tìm. Mạc Phàm lẩm bẩm. Dựa theo trí nhớ của Albert, thành cổ kia ở ngay bên này, ông ta chỉ tới đây với sư phụ vài lần, cụ thể là ở nơi nào ông ta cũng phải tìm kiếm một phen. Nghĩ như vậy, cảm ứng như thủy triều của hắn lan ra xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, thần thức của hắn đã bao phủ trên 100 km xung quanh. Mạc Phàm mở mắt ra, thu thần thức lại. Hắn lựa chọn một phương hướng rời đi. Phương hướng mà Mạc Phàm tiến đến cách Mạc Phàm chưa tới 10 km, bên cạnh ốc đảo hiếm có trong sa mạc. Một đám người không nhiều tuổi cả trai lẫn gái mặc trang phục sành điệu, bên cạnh là một đám vệ sĩ, đám người này đứng trong sa mạc tứ phía, nhìn có vẻ không hài hòa. Trong đám người này, một người thanh niên mặc trang phục màu trắng đội mũ, đeo kính nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Làm sao vậy, Will? Bên cạnh người đàn ông này, một mỹ nữ ngoại quốc mặc áo may ô màu vàng, phía dưới là quần short jean, chân đi đôi ủng, dáng người nóng bỏng lộ ra lượng lớn bên ngoài tò mò hỏi. Không có gì, hình như cảm nhận được khí tức của cường giả. Will hơi nhếch miệng, nói với vẻ đầy hứng thú. Cường giả, lúc này cường giả trên toàn thế giới nên ở Hải Thần Cung mới phải, sao có thể có cường giả ở đây được, cùng lắm là một tu sĩ ở Hoa Hạ mà thôi. Mỹ nữ nóng bỏng kia nói với vẻ khinh thường. Ở trong mắt cô ta, cường giả chân chính được xưng tụng chỉ có thể là đại quốc đương thời, những người này tồn tại ít nhất mấy trăm năm, là chỗ dựa cho đại quốc đương thời. Ví dụ như Hải Vương của Nga Quốc, Vampire Dracula, Ares của gia tộc Roth, những người khác đều là đồ bỏ đi. Đừng nên coi thường Hoa Hạ, có lẽ Hoa Hạ là một quốc gia cổ vô cùng thần bí. Tuy Will rất tán thành với những lời mà mỹ nữ này nói, nhưng anh ta vẫn trả lời một cách khiêm tốn. Quốc gia cổ thần bí, ha ha, chỉ như một đám ma bệnh ăn cơm nhão mà thôi, không đánh lại được thì tìm viện binh ở Thiên Ngoại Thiên, nếu không có Thiên Ngoại Thiên cứu binh. Không biết Hoa Hạ bị diệt bao nhiêu lần rồi. Mỹ nữ nóng bỏng nói với vẻ khinh thường. Thôi, không nói chuyện này nữa, có thể là tu sĩ đi ngang qua, chúng ta nhanh nghĩ biện pháp vào nơi này đi. Nếu đợi lão tổ chúng ta diệt vị kia của Hoa Hạ, chúng ta còn chưa thể đi vào, có khả năng chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội tiến vào nơi này lần này. Cao, anh có biện pháp gì không? Will thúc giục một người khác nói. Anh ta tìm được nơi này trong một ghi chép của lão tổ mình. Cho nên lúc này anh ta mới mang mấy người bạn tới đây thám hiểm, nhìn xem có thể đạt được chút cơ duyên gì hay không. Chỉ là không ngờ gặp phải phiền phức, mới tìm được cửa vào bí cảnh này, đã bị ngăn ở ngoài. Không chỉ không thể đi vào, vệ sĩ của bọn họ còn bị hao tổn không ít. Con quái vật này không đuổi theo chúng ta, chỉ cắn nuốt người tiến vào bên trong, hay là chúng ta đi bắt một số người Hoa Hạ cho con quái vật này ăn thử xem. Trong đám người này, một người thanh niên trắng nõn đeo kính gọng vàng nhìn mặt Hồ Yên Bình, suy nghĩ một lát rồi nói. Bọn họ dụ mãnh thú này mấy lần, pháp thuật hệ khống chế vô dụng với con mãnh thú này. Bọn họ dùng pháp thuật thương tổn phạm vi lớn với mãnh thú này cũng không đuổi theo đám bọn họ, chỉ cần bọn họ không tiến vào trong tiểu hồ sẽ không sao, muốn dụ mãnh thú này đi là chuyện không có khả năng. Hiện giờ muốn đi vào bí cảnh này, nếu không thể dùng vũ lực chế ngự mãnh thú này. Vậy chỉ có thể dùng người cho nó ăn để đi qua, nhìn xem có thể thỏa mãn khẩu vị của con mãnh thú này không, sau đó lại tiến vào bí cảnh. Nhưng theo hắn suy đoán, khả năng dùng võ lực chế ngự con mãnh thú này là không lớn. Mỗi lần lão tổ của Will tới đều mang lượng lớn nô lệ tiến vào, lúc trở ra chỉ có một mình, như vậy phần lớn là tiến vào bí cảnh này thông qua cho mãnh thú đó ăn. Bắt một số người Hoa Hạ cho mãnh thú này ăn sao, như vậy không được tốt lắm đâu. Thực ra chúng ta có thể bắt động vật cho nó ăn. Trong đám người, một mỹ nữ diện mạo thanh tú, tóc dài xõa trên vai hơi nhíu mày nói. Ở trên đại sa mạc này, tìm một số người đơn giản hơn tìm động vật nhiều. Cao hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng nói. Người là quần cư, động vật thì phải phí thời gian tìm kiếm, trong lúc tìm động vật, bọn họ đã bắt người cho mãnh thú này ăn rồi. Ở trên sa mạc Taklamakan này, biến mất mấy trăm người quá bình thường. Không ai rảnh đi điều tra. Chuyện này không hay lắm đâu, nơi này là Hoa Hạ,
nếu bị người của tông môn ẩn thế phát hiện ra, chúng ta sẽ khó rời khỏi nơi này, tôi không đồng ý làm vậy. Mỹ nữ thanh tú kia lắc đầu nói. Nơi này là Hoa Hạ thì sao, đợi tiểu tử Hoa Hạ kia bị diệt, không phải nơi này sẽ do trưởng bối gia tộc chúng ta định đoạt sao, Iliza, cô đã không đồng ý, vậy cô cứ ở yên đây đi, chúng tôi đi bắt một số người Hoa Hạ tới đây. Mỹ nữ nóng bỏng kia nói với vẻ khinh thường. Chỉ là giết một số người lót đường cho bọn họ mà thôi, có một số người sinh ra là để bọn họ sâu xé, nếu như ngay cả chuyện như vậy đều không đành lòng, chỉ sợ bọn họ sẽ chết trong cuộc phân tranh ở gia tộc rồi. Nếu cô ta tới nơi này, vậy cô ta muốn là người đi xa nhất, trở thành người như lão tổ bọn họ. Nếu có thể đi vào bí cảnh này, tất cả tổn thất cứ để cho vệ sĩ gánh là được, huống chi là một số người Hoa Hạ mà thôi. Chuyện này sao? Iliza nhíu mày thật chặt, trên gương mặt đều là vẻ khó xử. Chúng ta đi thôi, đi mang một số người Hoa Hạ tới đây, Iliza canh giữ ở nơi này. Will thấy Ilis do dự bất định thì nhíu mày, sắp xếp. Đám bọn họ mới định rời đi, bỗng nhiên Will dẫn đầu nhíu mày, dừng lại. Làm sao vậy Will? Mỹ nữ nóng bỏng hỏi. Có khả năng không cần chúng ta đi tìm nhiều người Hoa Hạ như vậy, có người Hoa Hạ tự dâng lên tận cửa rồi. Will hơi nhếch miệng, cười đắc ý nói. Những người khác cũng nhìn theo ánh mắt của Will, rất nhanh liền nhìn về phía Mạc Phàm. Người Hoa Hạ sao? Ở đây ngoại trừ Iliza ra, những người khác đều hơi nhếch miệng cười khẽ. Một người này đủ không, chẳng lẽ? Đôi mắt cao mở to, tò mò hỏi. Vừa rồi bọn họ ném vào mười mấy người, đều không thỏa mãn mãnh thú trong hồ, một người Hoa Hạ thì thế nào, trừ phi. Anh cảm thấy cậu ta là người bình thường sao? Will hơi nhếch miệng, cười nói. Tuy sa mạc Taklamakan không phải là sa mạc đứng đầu thế giới, nhưng Taklamakan là nơi đi vào thì không ra được, cũng được gọi là vùng tử vong. Những lời này không chỉ có tác dụng với người bình thường, còn có tác dụng với tu sĩ. Cho dù là tu sĩ Hoa Hạ chuẩn bị đầy đủ, cũng khó đến được giữa sa mạc, 10 người tiến vào đi ra được 1-2 đã không tệ rồi. Cho dù là những phú nhị đại như bọn họ, cũng mang theo không ít cận vệ tu vi không thấp, chuẩn bị rất nhiều thứ mới tới được đây, trong quá trình còn tổn thất không nhỏ. Mạc Phàm mặc trang phục thoải mái, ngay cả túi đều không đem theo, phần lớn là người bình thường. Hơn nữa khả năng thần thức mà anh ta vừa cảm nhận được là Mạc Phàm không nhỏ, nếu người như vậy bị gạt vào trong hồ, còn hơn 100 người bình thường. Bọn họ vốn phải phí sức tìm một lát, bây giờ không cần phải phiền phức như vậy nữa. Không phải người Hoa Hạ này cũng tới tìm bí cảnh này đấy chứ. Mỹ nữ nóng bỏng kia hơi nhíu mày, nhắc nhở. Sa mạc rộng lớn như vậy, người Hoa Hạ này có thể tìm được tới đây, khả năng có cùng mục đích với bọn họ là không nhỏ. Nếu là như vậy thì càng tốt. Will hơi nhếch miệng cười nói, trên mặt anh ta không có một chút lo lắng. Nếu người này không tới tìm bí cảnh, có khả năng anh ta phải tìm lý do để lừa gạt Mạc Phàm, nếu đúng là như vậy. Vậy không cần tìm lý do nữa rồi. Mấy người thấy Will nói như vậy, thì không nhiều lời nữa, một đám người nhìn Mạc Phàm càng ngày càng tới gần, giống như nhìn con mồi đang chậm rãi tiến vào bẫy của bọn họ. Trong mắt cô gái có diện mạo thanh tú tên Iliza thì hiện lên mâu thuẫn, cô ta đang nghĩ có nên nhắc nhở Mạc Phàm hay không. Tuy cô ta rất muốn đạt được thứ gì đó ở bên trong bí cảnh này, chỉ có đồ trong bí cảnh này mới cứu được em trai cô ta. Nhưng cô ta không muốn làm hại bất cứ một người nào. Lúc đám Will nhìn về phía Mạc Phàm đã sớm phát hiện ra bọn họ rồi. Hắn chỉ liếc mắt nhìn đám người này một cái, liền nhìn về phía tiểu hồ ở gần mấy người. Đám thanh niên châu Âu này không nhiều tuổi lắm, nhưng tu vi đều không kém, người mạnh nhất bên trong đã tới thần cảnh, có lẽ không phải là đệ tử của gia tộc bình thường. Nhưng so với muốn biết đám người này là ai, hắn tò mò vì sao đám người này lại ở đây hơn. Bởi vì tiểu hồ lưu động này là nơi có bí cảnh trong trí nhớ của Albert. Nhưng hắn không để ý đám thanh niên nhuộm tóc xanh tóc đỏ, lập tức đi về phía mấy người này. Đám người này là ai và tại sao tới đây đều không quan trọng, quan trọng là hắn muốn vào bí cảnh này. Đám Will thấy Mạc Phàm đi qua bọn họ làm như không nhìn thấy, thì đều nhíu mày lại. Ở một nơi trong vòng trăm dặm không nhìn thấy người, Mạc Phàm nhìn thấy bọn họ ngay cả chào cũng không chào một phen, cứ thế đi qua. Nhất là mỹ nữ dáng người nóng bỏng, cho dù ngã lang được ở nơi này nhìn thấy cô ta trong mắt cũng tràn đầy nóng rực,
vậy mà Mạc Phàm không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Tiểu tử da vàng, mắt cậu bị mù à, không nhìn thấy chúng tôi ở đây sao? Mỹ nữ dáng người nóng bỏng không nhịn được nói. Mạc Phàm nhíu mày dừng bước lại, nhưng không nghiêng đầu nhìn, hắn hỏi với vẻ hờ hững. Cô đang nói chuyện với tôi sao? Nơi này ngoại trừ da cậu có màu giống với hạt cát da, hẳn là không còn những người khác rồi. Mỹ nữ giang tay, trên mặt tràn đầy khinh thường cười nói. Cô thích nói chuyện như vậy sao? Mạc Phàm hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt chớp lóe tinh quang. Mỹ nữ nóng bỏng này lập tức như bị ri có rèm che chạy với tốc độ cao đụng phải, trên người đại phóng hào quang màu đen, cô ta lập tức bay về phía sau, đụng mạnh vào trên một cồn cát cách nơi này không xa. Dầm một tiếng, cát vàng tung bay, hạt cát chảy xuống chôn vùi mỹ nữ dáng người nóng bỏng vào bên trong. Sắc mặt đám Uyêu thay đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Bọn họ đoán được Mạc Phàm không tầm thường, chỉ là không ngờ Mạc Phàm lợi hại như vậy, một ánh mắt có thể khiến Morisa bay ra ngoài. Phải biết rằng Morisa là đời sau của mẹ một trong hai đại ma pháp sư, còn là đời sau rất được sủng ái. Ngoại trừ Morisa có thực lực không kém ra, trên người còn có không ít đạo cụ ma pháp, có mấy cái là mẹ tự mình ban cho, đây là chỗ dựa để bọn họ dám tới đây, nhưng bị Mạc Phàm liếc mắt một cái đánh bay. Đây còn không phải là thực lực chân chính của Mạc Phàm, nếu Mạc Phàm thực sự muốn giết người, chỉ sợ Morisa đã bị chết. Vệ sĩ bọn họ mang theo vội vàng bao vây Mạc Phàm lại, các loại khí tức khác nhau đè về phía Mạc Phàm, Uyêu vốn sửng sốt, nhưng lập tức khôi phục như thường. Anh ta cười khẽ, vẫy tay bảo người khác lui ra, còn bảo Cao ở bên cạnh đi cứu Morisa trong cát ra, còn mình thì đi tới chỗ Mạc Phàm, một tay anh ta đặt lên ngực, chào Mạc Phàm theo lễ người quý tộc. Vị tiên sinh này, thật sự xin lỗi cậu, là tôi quá nuông chiều em gái, vừa rồi đã mạo phạm cậu, mong cậu không chấp nhặt với con bé. Uyêu hào hoa phong nhã nói. Mạc Phàm nghiêng đầu đi, làm như không nghe thấy những lời Uyêu nói, lập tức đi về phía tiểu hồ. Uyêu nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc bén. Anh ta nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi, nhưng tuổi thật nhiều hơn Mạc Phàm không ít. Ở châu Âu, những vương tử vương thất thấy anh ta đều phải vô cùng khách sáo. Thậm chí anh ta thượng vợ một vương tử, hiện giờ vương tử này vẫn không trở mặt với anh ta như trước, còn dùng vẻ mặt háo sắc cười với anh ta. Một tiểu tử hoa hạ, vậy mà không thèm để ý anh ta một cái, đúng là không biết sống chết. Nhưng ngay sau đó, anh ta thu lại sắc bén trong mắt vào sâu trong đáy mắt. Mạc Phàm chỉ là công cụ mở bí cảnh giúp anh ta mà thôi, không cần thiết phải tức giận với một công cụ làm gì. Mạc Phàm càng kiêu ngạo. Nói lên khả năng công cụ này mở được bí cảnh giúp anh ta càng lớn. Đợi Mạc Phàm hết tác dụng, lại chỉnh Mạc Phàm cũng không muộn. Vị tiên sinh này, cậu tới nơi này cũng vì bí cảnh ở phía trước sao? Nếu đúng là như vậy, cậu phải cẩn thận một chút. Trong tiểu hồ kia có một con mãnh thú vô cùng lợi hại. Không ít vệ sĩ của chúng tôi đi vào trong đã chết rồi, mà vẫn chưa nhìn thấy được đại môn của bí cảnh này. Uyêu nhắc nhở. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường. Đám người này mặc trang phục gọn nhẹ, đứng ở bên cạnh tiểu hồ, nếu bọn họ nói không phải tới vì bí cảnh hắn mới không tin. Anh nói xong chưa? Mạc Phàm đứng bên cạnh tiểu hồ, trong mắt hắn chớp lóe lam quang, lạnh nhạt nói. Tuy hắn mới giết mấy cường giả châu Âu, nhưng không có địch ý với người của quốc gia khác, chỉ cần đám người này không trêu chọc hắn, hắn sẽ không cố ý nhằm vào. Tôi là người của gia tộc Roth, cậu có thể gọi tôi là Will. Không biết vị tiên sinh này từng nghe tới gia tộc Roth hay chưa? Gia tộc Roth sao? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Hắn từng giao tế với gia tộc Roth vài lần, sao có thể không biết? Chỉ là hắn không ngờ người này lại là người của gia tộc Roth, hậu nhân của Albert. Hắn phóng cảm ứng ra quét một vòng trên người đám Will, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Trên người Will đúng là có huyết mạch của Albert. Không chỉ trên người tên Will này, mỹ nữ mới bị hắn đánh bay một nửa là Druid một nửa là ma pháp sư, mỹ nữ thanh tú thì là nữ tu sĩ, trên người có khí tức của chiến thần, Cao là tinh linh thuần túy. Những người này tụ tập lại với nhau, hẳn là không thoát khỏi liên quan tới những người mới bị hắn giết. Chỉ trong phút chốc, lông mày của hắn giãn ra. Đám người này tới đây không có gì kỳ lạ, tên Will này là đời sau của Albert, có thể tìm tới đây là chuyện rất bình thường. Uyêu thấy vẻ mặt Mạc Phàm thay đổi, thì hơi nhếch miệng. Xem ra vị tiên sinh này có chút hiểu biết về gia tộc Roth chúng tôi,
không biết vị tiên sinh này có hứng thú mở bí cảnh này giúp chúng tôi không? Nếu vị tiên sinh này đồng ý mở bí cảnh mang theo chúng tôi đi vào cùng, điều kiện cậu cứ việc ra, tôi tin chỉ có tôi mới có thể thỏa mãn điều kiện của vị tiên sinh này. Thiếu chút nữa đã quên, vị tiên sinh này, nên xưng hô với cậu như thế nào, không biết cậu là đệ tử của môn phái nào của tông môn ẩn thế hay là người nhà của hội ngũ lão? Uyêu nói, ở Hoa Hạ, có thực lực nhất là tông môn ẩn thế và hội ngũ lão, Mạc Phàm còn trẻ tuổi như vậy đã có thực lực cỡ này, khả năng là người của hai thế lực này sẽ cao hơn. Tôi không nằm trong hai thế lực này. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Khi nói chuyện trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, liếc mắt nhìn về phía tiểu hồ không lớn lắm, rất nhanh ánh mắt hắn nhìn về phía giữa tiểu hồ. Dựa theo trí nhớ của Albert, trong hồ này có một mãnh thú chín đầu giống như đầu sư tử, thực lực vô cùng cường đại, cho dù ông ta là Nguyên Anh kỳ cũng không phải đối thủ của mãnh thú đó. Chỉ khi ném vào 10 cao thủ tứ cấp, mãnh thú này mới có thể tiến vào trạng thái ngủ say, lúc này mới bình yên đi vào trong bí cảnh. Tất nhiên hắn không hề xa lạ gì với mãnh thú chín đầu này, tên của nó là Cửu Linh, cấp bậc còn trên long bình thường, trên cả phượng, còn có tên là Cửu Linh Thánh Nguyên, là thánh thú tiên thiên trời sinh, tất nhiên thực lực không tầm thường. Cho dù là Cửu Linh nhỏ, cũng có thực lực cấp bậc kim đan, Cửu Linh trưởng thành thì càng khoa trương hơn, có được thực lực thần cấp, một khi chín miệng sư tử há to, trong chớp mắt có thể thôn thiên. Chỉ riêng Cửu Long nhỏ cũng khó đối phó. Tu sĩ Nguyên Anh bình thường gặp Cửu Linh đều lựa chọn quay đầu chạy trốn, sẽ không động vào xui xẻo này. Cửu Linh ở trong tiểu hồ này còn chưa trưởng thành, nhưng toàn thân nó tỏa ra kim quang thánh nguyên, cách đến Nguyên Anh kỳ không xa rồi, Albert chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh bình thường, tất nhiên không phải đối thủ của Cửu Linh. Lúc Mạc Phàm nhìn chằm chằm Cửu Linh này, Morisa đã được Cao đưa về, trong mắt cô ta tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Vừa rồi lực đạo ánh mắt Mạc Phàm quá mạnh. Nếu không phải trên người cô ta có đạo cụ ma pháp, ít nhất cô ta phải nằm trên giường rất lâu. Dù vậy ngực cô ta vẫn đau muốn chết. Một người đàn ông không phải người của hai đại thế lực Hoa Hạ, vậy mà dám ra tay với cô ta nặng như vậy, đúng là đáng chết. Cậu không phải là người của hai đại thế lực này, vậy cậu biết bản cô nương là ai không, mà dám ra tay với bản cô nương. Cô nói cho tôi biết, cô là ai? Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Vẫn không thèm liếc nhìn Morisa một cái nói. Nếu vị mỹ nữ này và Will biết hắn là ai, chỉ sợ tuyệt đối không dám nói những lời như vậy. Bản tiểu thư là... Morisa vừa định mở miệng, đã bị Will giữ chặt. Vị tiên sinh này không phải là người của hai đại thế lực Hoa Hạ, nhưng trẻ tuổi như vậy mà đã có thực lực cỡ này, thiên phú đúng là không tầm thường, có lẽ đệ tử của hai đại thế lực kia cũng không so được với cậu. Will nói với vẻ nịnh nọt. Nếu Mạc Phàm là người của hai đại thế lực kia thì hơi phiền phức một chút, thân phận của đệ tử truyền thừa hai thế lực kia ngang bằng với bọn họ, khó ứng phó hơn một chút, thậm chí có thể coi là kẻ thù với bọn họ. Dù sao thế lực phương Đông và phương Tây, chiến đấu với nhau không phải một năm hai năm, trong quá trình này tích lũy không biết bao nhiêu thâm cừu đại hận. Nhưng Mạc Phàm không phải người của hai đại thế lực này, phần lớn là một tán tu, như vậy dễ ứng phó hơn nhiều. Chuyện này khác biệt như một vương tử mời chào một vương tử khác và một vương tử mời chào một hiệp khác, độ khó sẽ giảm đi nhiều. Ha ha, Mạc Phàm cười khẽ, hắn không trả lời, lập tức muốn đi về phía hồ nước. Những lời mà Will nói nếu đặt lên người người khác, phần lớn sẽ tạo ra ấn tượng tốt, nhưng đối tượng là hắn đã qua tuổi tán gẫu rồi. Tán gẫu thiên phú với hắn, giống như một người bình thường nói với y tiên rằng y tiên giống như hoa đà đương thời. Will thấy Mạc Phàm không nói lời nào, cũng không để ở trong lòng. Vị tiên sinh này, cậu có hứng thú với đề nghị vừa rồi của tôi không? Không dối gạt cậu, tuy bí cảnh này là của Hoa Hạ các cậu, nhưng lão tổ của gia tộc Rod chúng tôi tới đây không biết bao nhiêu lần. Tôi đã biết rõ bên trong bên ngoài cảnh giới này thông qua bản ghi chép của ông ấy. Nếu chúng ta phối hợp với nhau, tôi đảm bảo cậu sẽ có thu hoạch rất lớn. Will nói với vẻ vô cùng tự tin. Mạc Phàm hơi nhướng mày, cười khinh thường. Tên Will này luôn mồm nói mình hiểu rất rõ về bí cảnh này, anh ta có hiểu rõ hơn Albert không? Cho các anh một lời khuyên, tốt nhất là các anh nên lập tức rời khỏi Hoa Hạ, quay về nơi của các anh, bí cảnh này vô duyên với các anh. Tiểu tử, tuy cậu làm bổn đại tiểu thư bị thương, nhưng cậu coi trọng mình quá rồi đó, cậu nghĩ rằng không có chúng tôi, cậu có thể đi vào bí cảnh này được sao? Nói cho cậu biết, bổn đại tiểu thư sẽ không rời khỏi Hoa Hạ,
bổn đại tiểu thư muốn nhìn xem một người hoa hạ như cậu có thể qua cửa con mãnh thú kia thế nào. Hai tay Marissa vòng quanh bộ ngực to, lạnh lùng nói, trong đôi mắt cô ta lóe lên tàn nhẫn. Mãnh thú kia ngay cả lão tổ của Will đều không phải là đối thủ, một tiểu tử hoa hạ có thể làm được gì, chỉ có thể thành đồ ăn của mãnh thú mà thôi. Một khi Mạc Phàm bị cô ta khích tướng tiến vào tiểu hồ, sẽ là lúc bọn họ tiến vào bí cảnh. Will thấy Marissa giận dỗi với Mạc Phàm thì kéo cô ta, trên mặt hiện lên vẻ áy náy. Vị tiên sinh này, em gái tôi bị chiều hư, cậu có muốn suy nghĩ thêm hay không? Mãnh thú này đáng sợ hơn cậu nghĩ nhiều, cao thủ nguyên anh kỳ của hoa hạ cậu chưa chắc đã là đối thủ của nó. Mình cậu đối phó sẽ không có một chút cơ hội, nhưng nếu chúng ta hợp tác với nhau, không chỉ nguy hiểm sẽ nhỏ đi nhiều. Nếu cậu nguyện ý, tôi có thể tiến cử cậu trở thành người của gia tộc Roth chúng tôi. Mạc Phàm lắc đầu cười, hai người một người sướng áy náy một người đóng vai phản diện, chỉ sợ hợp tác với hắn là giả, muốn hắn vào cho mãnh thú ăn mới là thật. Hy vọng trước khi tôi ra khỏi bí cảnh này, các anh đã rời đi rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nói xong ý niệm hắn khẽ động, trên người tỏa ra hào quang cửu sắc, lập tức đi vào trong giữa hồ. Theo hắn đi vào giữa hồ nước có một đạo thủy mạc dâng lên, ngưng tụ thành một cánh cửa cổ xưa, trên cửa xuất hiện hai chữ tạo hóa bằng chữ triệt. Bóng dáng Mạc Phàm nhoáng lên một cái, biến mất trong cánh cửa này. Đám Will đều sửng sốt, cả đám không biết nói gì. Đây là tình huống gì thế? Tôi không bị hoa mắt đấy chứ? Marissa hơi sửng sốt, nói. Bọn họ ở đây một lúc lâu, phái không ít người tiến vào tiểu hồ, trái lại có thấy cánh cửa kia vài lần. Một khi có người bước vào sẽ bị cắn nuốt một cách khó hiểu, ngay cả mãnh thú đã làm gì, to bao nhiêu, trông như thế nào bọn họ đều không biết. Mạc Phàm vừa tới một lát thì đi thẳng vào trong bí cảnh, không xảy ra chuyện gì, em không nhìn nhầm. Vẻ mặt Will âm trầm nói. Anh ta mới nói khả năng Mạc Phàm vào được bí cảnh một mình không lớn, Mạc Phàm liền đi vào một mình được, chuyện này không khác gì tát vào mặt anh ta. Không chỉ như vậy. Chỉ sợ Mạc Phàm cũng nhìn ra bọn họ cố làm ra vẻ, nhưng không có hứng thú để ý đến bọn họ. Không phải mãnh thú kia được chúng ta cho ăn no rồi đấy chứ, chúng ta có nên thử đi vào không? Vẻ mặt Marissa nghi ngờ, nói. Đã lâu rồi bọn họ không thử tiến vào bí cảnh, nói không chừng mãnh thú được bọn họ cho ăn no rồi, Mạc Phàm chỉ là trùng hợp mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi. Anh đi vào đó thử xem. Will suy nghĩ một lát. Ra lệnh cho một vệ sĩ. Thiếu gia, chuyện này. Sắc mặt vệ sĩ kia lập tức trắng bệch, nhìn tiểu hồ kia một lát, nhưng không chịu nhúc nhích. Tuy Mạc Phàm bình yên đi vào, nhưng tiểu hồ này có an toàn hay không, có quỷ mới biết được, anh ta không dám lấy mạng nhỏ của mình ra để đùa. Hừ, Will hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên kim quang. Cơ thể vệ sĩ kia run lên, trong mắt cũng lóe lên kim quang tương tự. Vẻ mặt anh ta lập tức cứng ngắc như người mất hồn, đi về phía tiểu hồ. Trong mắt đám Will tràn đầy chờ mong, nhìn về phía vệ sĩ đang đi về phía tiểu hồ. Nếu mãnh thú này thật sự ăn no rồi, bọn họ cũng có thể tiến vào bí cảnh. Nhưng mà, vệ sĩ kia mới tiến vào trong phạm vi tiểu hồ, một tiếng kinh lôi như sư tử giống vang lên, trên mặt hồ ngoại trừ cánh cửa kia ra, có thể nhìn thấy mơ hồ bóng dáng sư tử vĩ đại có hình thù kỳ lạ. Bỗng nhiên khí tức cường đại khiến huyết dịch người ta dừng chảy xuất hiện. Trong chớp mắt xung quanh yên tĩnh tới mức ngay cả gió cũng không có, hoàn toàn bị bóng ma khổng lồ này bao phủ. Khí tức này chỉ xuất hiện chưa tới một giây, ngay sau đó nước trong tiểu hồ phóng lên trời, bao phủ vệ sĩ kia ở bên trong. Thủy mạc rơi xuống, trên mặt hồ tràn đầy gợn sóng, vệ sĩ kia đã biến mất không thấy. Đám Will nhao nhao lùi về sau mấy bước, trong chớp mắt sắc mặt khó coi. May mà bọn họ để vệ sĩ đi thử trước, nếu là bọn họ, lúc này đã chết rồi. Sao lại có chuyện này? Marissa cảm thấy khó hiểu nói. Tên tiểu tử kia đi qua đều không xảy ra chuyện gì, bọn họ muốn đi vào một người thì biến mất một người. Chỉ sợ tiểu tử hoa hạ kia không đơn giản như chúng ta nghĩ. Phía sau Will, cao nhíu mày nói với vẻ nghiêm túc. Cậu ta không phải là người của hội ngũ lão. Cũng không phải là người của tông môn ẩn thế, thì bối cảnh lớn tới cỡ nào? Marissa nói với vẻ khinh thường. Ngoại trừ hai người này ra, em đừng quên còn người Mạc gia nữa. Cao nhắc nhở. Mạc Phàm không nổi tiếng như hội ngũ lão và tông môn ẩn thế, nhưng thực lực vẫn trên hai thế lực này.
Không thể nào, phần lớn người Mạc gia đã bị phế bỏ, tiêu diệt, có lẽ người mạnh nhất ở Mạc gia cũng đã bị lão tổ chúng ta giết chết rồi, cho dù là cường giả Mạc gia cũng chưa chắc tiến vào được bí cảnh này dễ dàng như vậy. Morisa phân tích, tuy vừa rồi cô ta đối nghịch Mạc Phàm, nhưng không phải cô ta không thông minh. Morisa nói không sai, người mạnh nhất Mạc gia cũng chưa chắc tiến vào được bên trong dễ dàng như vậy, có lẽ tiểu tử này sử dụng phương pháp chúng ta không biết. Uy gật đầu nói, lão tổ của gia tộc anh ta tiến vào nơi này, đều không thể dùng vũ lực để giải quyết. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đừng sốt ruột, chúng ta cứ đợi ở đây một thời gian trước, xem tiểu tử kia có thể ra ngoài hay không. Uy cười lạnh lùng nói, có thể ra ngoài hay không sao, anh có ý gì? Morisa nhíu mày, tò mò hỏi. Cho đến nay nơi này chỉ có lão tổ và lão sư của lão tổ tôi đi vào. Nhưng nghe nói là di chỉ của một tông môn cổ xưa ở Hoa Hạ, người tới nơi này không chỉ có lão tổ và lão sư của lão tổ nhà tôi, dựa theo ghi chép của lão tổ nhà tôi, có một số người có thể tránh được mãnh thú kia như tiểu tử này tiến vào trong bí cảnh, nhưng không một ai có thể lấy được đồ từ trong ra. Will cười nói, Will, chẳng lẽ, trước mắt Cao sáng lên, trong chớp mắt nghĩ tới chuyện gì đó. Bình thường gặp được bí cảnh này, nếu không có biện pháp mang đi một lần. Bình thường đều để lại một số chướng ngại, tránh để những người khác thực hiện được. Chỉ sợ bên trong bí cảnh này có không ít cạm bẫy mà vị kia nhà Uyêu bố trí, cho dù tên tiểu tử kia đi vào được cũng một đi không trở về, trừ phi cậu ta là người mạnh hơn vị kia nhà Uyêu. Nhưng sao có người mạnh hơn vị kia nhà Uyêu được? Vị kia nhà bọn họ là nhân vật trong truyền thuyết, chưa thấy một ai là đối thủ của vị kia nhà Uyêu. Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử Hoa Hạ. Sao có thể sống sót dưới cạm bẫy của vị kia nhà Will? Chỉ sợ lúc này tên tiểu tử kia đang hối hận vì từ chối hợp tác với chúng ta rồi. Cao hơi nhếch miệng cười nói. Khoan hãy để ý tới tiểu tử này, mọi người đi tìm một số người Hoa Hạ đến cho con mãnh thú này ăn, chúng ta ở đây đợi tiểu tử này. Will sắp xếp. Bọn họ muốn tự mình tiến vào bí cảnh này, xem ra chỉ có thể cho con mãnh thú kia ăn no, không trông cậy vào được Mạc Phàm. Chúng ta nhất định phải ở đây đợi sao? Morisa cảm thấy khó hiểu nói. Nếu em muốn đi bắt tế phẩm, vậy em có thể rời đi, những người khác đợi ở chỗ này, nhưng em phải cẩn thận một chút, nơi này là Hoa Hạ. Will dặn dò. Tuy khả năng Mạc Phàm còn sống không lớn, nhưng không phải không có một chút khả năng. Mạc Phàm có thể đi vào ung dung như vậy có lẽ sẽ ra ngoài được, rất có khả năng cậu ta có liên quan tới bí cảnh này. Có phương pháp khiến cậu ta né tránh tai họa cũng không phải là không thể được. Nhớ đâu Mạc Phàm đi ra, bọn họ ở đây sẽ có cơ hội chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Loại chuyện này em chẳng muốn đi, để bọn họ đi là được rồi. Morisa bĩu môi nói. Nếu Will không đi, phần lớn là có mục đích khác, tất nhiên cô ta sẽ không rời đi làm chuyện vừa phí sức lại chẳng có kết quả gì. Đúng rồi, tốt nhất là các anh đến Hắc Thị tuyên bố mấy nhiệm vụ cấp SS. Triệu tập một số cao thủ tới đây, cao thủ sẽ tốt hơn những người bình thường nhiều. Will cũng không để ở trong lòng, an bài. So với kéo một lượng lớn người bình thường tới, triệu tập một số tu sĩ làm nhiệm vụ sẽ nhanh hơn một chút, dù sao người bình thường tới đây cũng quá khó khăn. Những tu sĩ làm nhiệm vụ thì khác, chỉ cần ra giá đủ cao, bọn họ sẽ đến nơi này như thiêu thân lao đầu vào lửa. Còn tiền sao, gia tộc Rod bọn họ là gia tộc không thiếu tiền nhất thế giới. Dạ, thiếu gia. Những vệ sĩ này gật đầu, rời khỏi sa mạc. Will nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía hồ nước không quá sâu nhưng vô cùng nguy hiểm với vẻ đầy hứng thú. Bên trong bí cảnh, ở phía sau cánh cửa kia. Mạc Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Qua cánh cửa kia, không chỉ không phải là sa mạc, trái lại là một vùng quần sơn rực rỡ. Những sơn phong này có tổng cộng 9 tòa, mỗi tòa đều cắm thẳng lên tận trời. Được một vùng mây sương lượn lờ, mơ hồ có thể thấy cung điện bỏ hoang. Trên những ngọn núi khác, tuy không có cung điện nhưng có thể nhìn thấy động phủ và nơi tu luyện. Những sơn phong động phủ vì cách quá xa, cho nên không thấy rõ lắm. Nhưng sơn phong ở trước mắt Mạc Phàm, một bạch ngọc đài rộng vài chục mét dọc theo sườn núi uốn lượn mà lên. Tận cùng bậc thang là một tòa cung điện cổ như ẩn như hiện. Cho dù những cung điện này chỉ còn lại vách tường. Nhưng từ đống hoang tàn có thể nhìn ra quy mô ban đầu ở nơi này. Không nói đến cung điện to lớn trên cao kia, chỉ riêng sân trước thiên điện cũng có thể chứa trên 10 vạn người.
Đây chỉ là thiên điện ở ngọn núi cao nhất, tận cùng sơn phong, cung điện lớn nhất lại càng như thiên cung, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Một động phủ như vậy, cho dù là động phủ ở trong nho môn môn phái cường đại của tông môn ẩn thế cũng không so được. Nếu không phải bị hủy hoại quá nghiêm trọng, gần như không có một chỗ hoàn hảo không tổn hao gì, cộng thêm khắp nơi đều là mùi hương thời gian và khí tức tử vong, nơi này không còn khí phái nên có. Cho dù không thể so với tông phái như Thần Nông Tông, Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng ở đây là địa cầu, quy mô này cho dù là tông phái ở tu chân giới cũng không so được. Ngoài ra một tông phái lớn như vậy bồi dưỡng ra cao thủ, chỉ sợ mạnh hơn tất cả cao thủ ở Hoa Hạ nhiều. Hơn nữa thực lực cũng khủng bố hơn nhiều. Một tông phái chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, vậy mà bị hủy như vậy. Hắn từng vào không ít phế tích, nếu vì tông môn bị thua, tuyệt đối không có dáng vẻ như hiện giờ, nơi này giống như gặp lôi kiếp vô cùng đáng sợ, hơn nữa phạm vi của lôi kiếp này rất rộng, bao trùm tất cả phủ đệ của tông môn. Uy lực của lôi kiếp, tuyệt đối không thua đệ cửu lôi kiếp. Nhưng nơi này không chỉ do lôi điện hủy diệt, hỏa diễm, ngập nước, kiếm khí chém sơn, quỷ khí nhiếp tâm hồn con người, vân vân, đây tuyệt đối không phải chỉ do thiên kiếp tạo thành. Mạc Phàm thổn thức một lát, cũng không nghĩ nhiều nữa. Con đường tu hành vốn nghịch thiên mà đi. Không tiến không lui, mà là vong. Hắn từng thấy cao thủ của không ít tông môn nghịch thiên mà đi, mưu toan nhòm ngó thiên cơ, kết quả trong một đêm cả tông môn rơi vào quỷ vực, trên dưới tông môn không có một ai sống sót. Mạc Phàm nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt nhìn về phía một thanh cự kiếm gần bậc thang. Toàn thân chuôi kiếm này do một khối bạch ngọc tạo ra, dài 3 thước rộng 5 thước, giống như bị người ta cố ý xuyên vào trong này. Đã không thấy chuôi kiếm, trên thân kiếm tràn đầy vết rạn, giống như sẽ gãy bất cứ lúc nào. Ánh mắt Mạc Phàm nhìn về phía gần chuôi kiếm này, chữ viết bên trên đã không nhìn được rõ, nhưng ký hiệu vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Ký hiệu này do 3 sợi nhánh vờn quanh mà thành, nhìn thì đơn giản, nhưng khiến người ta có cảm giác huyễn hoặc khó hiểu. Quả nhiên là di tích của tạo hóa môn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Ở tu chân giới, tông phái luân phiên quá bình thường. Tạo hóa môn tồn tại trước Thần Nông Tông rất lâu, cho nên cho dù là Thần Nông Tông cũng không có nhiều ghi chép về tạo hóa môn. Trong ghi chép không nhiều lắm, ký hiệu này xem như là một trong số đó. Theo như lời sư phụ hắn, tuy ký hiệu này chỉ có 3 sợi nhánh tạo thành, nhưng tượng trưng cho nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tam này cũng có ý là tạo hóa. Nếu 2 tông phái có tên như nhau, chuyện này không có gì kỳ lạ. Nhưng ký hiệu tượng trưng cho tông môn thì không thể giống nhau. Ký hiệu trên chuôi cự kiếm này, đúng là ký hiệu của tạo hóa môn. Hy vọng có thu hoạch. Mạc Phàm nhìn phủ đệ hư hao rất nghiêm trọng, nói. Kiếp trước hắn và sư phụ của hắn tới không ít nơi liên quan tới người của tạo hóa môn, muốn tìm phương pháp giải trừ hạn chế của thiên anh thánh thuật. Bên trong những nơi này, trong đó bao gồm cả thần tộc cổ. Nghe nói thần tộc cổ vốn chỉ là một đám hoang ngoại dạ dân. Sau khi đạt được tạo hóa môn làm phép mới từng hưng thịnh thành đại thế lực một thời. Tuy hiện giờ đã xuống dốc, nhưng tạo hóa chỉ, tạo hóa ấn của cổ thần nhất tộc, đến bây giờ vẫn là thứ không ít thế lực muốn theo đuổi. Nếu như vậy, không chỉ thiên anh thánh thuật có quan hệ với tạo hóa môn, tạo hóa bất diệt ấn ở trên người hắn cũng có chút liên quan tới tạo hóa môn. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, hắn ở cổ thần nhất tộc lâu như vậy, nhưng không tìm được chút quan hệ giữa cổ thần nhất tộc và tạo hóa môn. Ngoại trừ cổ thần nhất tộc ra, hắn đi du lịch không ít nơi liên quan tới tạo hóa môn, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy phủ đệ đầy đủ của tạo hóa môn. Một nơi như vậy, hy vọng có thể đạt được thu hoạch. Hắn mới nhấc chân lên đang định đi vào, bỗng nhiên lông mày hắn nhíu lại. Dưới chân hắn, bỗng nhiên có một ma pháp trận sáng lên, một cái xúc tua huyết sắc vươn từ ma pháp trận ra, quấn lấy khắp nơi trên người và xung quanh sinh mệnh thể của hắn. Trong phạm vi ma pháp trận, những thực vật lục sắc gặp được những xúc tua huyết sắc này thì lập tức héo rũ, hóa thành bụi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không thèm nhìn những ma pháp trận này. Nếu hắn siêu hồn Albert, sao có thể không biết Albert bố trí trận pháp ở trong đây? Người bình thường cho dù tránh thoát cửu linh ở bên ngoài, đến nơi này cũng bị ma pháp trận luyện hóa thành thánh thạch. Nhưng Albert đã chết trên tay hắn, trận pháp này có thể làm được gì hắn đây? Hắn nâng một chân lên. Sau đó hạ xuống mặt đất. Dầm một tiếng, mặt đất chấn động, ma pháp trận giống như khối thủy tinh bị dẫm nát,
chỉ trong phút chốc đã vỡ nát, hào quang nhạt dần đi. Những xúc tua này lay động vài cái, liền biến thành hạt cát biến mất trong không khí. Đường đường là luyện kim trận do đại luyện kim thuật sĩ bố trí, không làm được chuyện gì, đã bị Mạc Phàm hủy diệt một cách dễ dàng, Mạc Phàm không thèm nhìn trận pháp trên đất, lập tức đi dọc theo thềm đá lên trên. Albert đã tới nơi này mấy lần, dựa theo trí nhớ của Albert, ông ta lục tìm mấy ngọn núi một lần rồi, nơi duy nhất có bảo vật chỉ có thể là ngọn núi chính, vì trên núi chính có thiên cung ở cao nhất, đến bây giờ ông ta vẫn chưa đi vào đó. Albert vốn định đợi ông ta tập hợp đủ 10 viên thánh thạch ngũ cấp, rồi tới nơi này mở cấm chế trên thiên cung ra, chẳng qua ông ta không còn cơ hội này. Nếu nơi này chỉ có thiên cung còn chưa mở ra, vậy thì tới thiên cung nhìn trước. Mạc Phàm nâng mắt nhìn thoáng qua thiên cung rộng lớn trên ngọn núi chính, đang định 10 bước mà lên, lông mày hắn đột nhiên nhíu lại. Hắn nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật của hắn, ngón tay sáng lên, tạo hóa chỉ bay từ bên trong ra, lập tức bay về phía thiên cung. Không chỉ như vậy, tạo hóa bất diệt ấn ở trên người hắn phát sáng lên. Đồng thời thiên cung vừa rồi còn trầm lặng giống như mãnh thú ngủ say đã lâu, bắt đầu chuyển động. Mạc Phàm nhíu mày, không giơ tay ngăn cản tạo hóa chỉ bay ra. Không phải hắn không muốn, có thể nói tạo hóa chỉ này là pháp bảo chân quý nhất trên người hắn ngoại trừ ngọc kiếm vô phong ra, nếu bị lấy đi như vậy, là ai cũng khó có khả năng ngồi yên không để ý. Nhưng hắn muốn cử động, cơ thể lại không động được. Tạo hóa chỉ bay một đường về trước, bay thẳng lên trên đỉnh chóp ngọn núi cao, ở trên sân không trước thiên cung. Kim tự tháp bằng nước ở bên ngoài chậm rãi biến mất, lộ ra tạo hóa chỉ ở bên trong, tỏa ra lam quang nhàn nhạt. Đồng thời trong 81 động phủ ở 9 ngọn núi, có mỗi một đạo quang mang phóng lên trời, xẹt qua một độ cong chiếu lên tạo hóa chỉ. Tuy những hào quang này không sáng rực lắm, có một số đạo quang còn có khả năng tắt bất cứ lúc nào, nhưng mỗi một đạo đều có cảm giác huyễn hoặc khó hiểu. Hào quang chiếu lên tạo hóa chỉ, giống như từng viên lưu tinh rơi vào trong đại hải. Rầm, âm thanh khai sơn liệt hải vang lên, khắp động phủ đều lắc lư, lam quang như sóng lớn cuồn cuộn bay từ trong tạo hóa chỉ có diện tích không rộng ra, đánh ra xung quanh, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm khắp sân rộng thiên cung, giống như một tấm màn trên bầu trời. Trong cự màn, bỗng nhiên một bóng dáng vĩ đại xuất hiện. Rõ ràng bóng dáng này là hình người, nhưng không thấy rõ mặt, tóc dài mặc quần áo xanh, nhưng khổng lồ tới mức khó có thể tin. Tinh hải mênh mông đều ở dưới chân người này, nhật nguyệt không thể sáng chói như vậy, mở mắt hào quang tinh vực bắn ra bốn phía, nhắm mắt cả vùng thiên không trở nên hắc ám, đứng trong trời xanh giống như trường tồn muôn đời, khống chế được vạn vật thế gian. Bóng dáng này vừa xuất hiện, cả phủ đệ cho dù là cung điện hay ngọn núi, toàn bộ đều run rẩy lên, không biết là không thể thừa nhận uy áp của bóng dáng này hay là sợ thân phận của bóng dáng này. Không chỉ có toàn phủ, lúc này đầu Mạc Phàm cũng đầy mồ hôi, cơ thể không tự chủ được run rẩy, chỉ cần hắn hơi thả lỏng một chút, không phải là vấn đề quỳ trên mặt đất, mà là toàn bộ cơ thể bị nghiền nát. Nhưng mắt hắn nheo lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng dáng khổng lồ trong thiên không. Kiếp trước ở tu chân giới hắn tiếp xúc với không ít thập đại cao thủ, từng gặp người đột phá cảnh giới đại thừa, tiên nhân đạt tới tiên cảnh chân chính, thậm chí từng gặp một vị thần linh ở trong thần vực. Những người này bất luận là người nào, đều không có pháp thể và uy áp lớn như vậy. Ở trước mặt bóng dáng này, hắn chỉ có một loại cảm giác mình như con kiến, từ khi hắn trở thành y tiên bất tử tới nay, chưa từng có loại cảm giác này. Bóng dáng này vừa xuất hiện, giống như có âm thanh phản âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Trảm Hỗn Nguyên. Ở trên thiên cung, một người đàn ông cầm cự phủ xuất hiện trên trời cao, bóng dáng vĩ đại kia ở phía dưới. Tạo Lưỡng Nghi. Một nam một nữ xuất hiện phía sau người đàn ông cầm cự phủ. Hóa Tứ Tượng. Bốn lão giả lại xuất hiện, đứng bốn phía một nam một nữ. Sinh Vạn Vật. Sau đó một đám hơi thở vô cùng mạnh của các loại sinh linh xuất hiện. Từ cao nhất thiên cung lan xuống phía dưới, đến bên cạnh Mạc Phàm, mãi đến cửa phủ đệ mới dừng lại. Trong lúc này, tất cả bóng dáng ở khắp ngọn núi, có không biết bao nhiêu vạn bóng dáng. Những bóng dáng này mặc quần áo và trang sức đủ loại, cầm các loại thần binh bảo cụ, không chỉ có nhân loại, chủng tộc đã biến mất ở tu chân giới, còn có không ít ngoại tộc mà hắn chưa từng gặp. Hắn ở tàng thư các của thần Nông Tông hơn 10 năm, có thể nói là biết nhiều về dị tộc. Nhưng lúc này hắn tuyệt đối không dám nói những lời như vậy. Trên người những bóng dáng này, một đám ấn ký sáng lên.
Mạc Phàm nhìn những ấn ký này, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi. Tuy hắn không biết mấy về những ấn ký này, nhưng có thể nhận ra một phần trong đó, một phần này đúng là tạo hóa ấn. Trong mắt hắn lóe lên dị sắc, vội vàng nhìn về phía ngực mình, vẻ mặt hắn cũng sửng sốt theo. Chỗ ngực hắn, không biết tạo hóa bất diệt ấn mà hắn đạt được thông qua tạo hóa chỉ cũng phát sáng lên theo từ lúc nào, lắc lư theo tạo hóa ấn trên người những hư ảnh kia. Thấy một màn như vậy, vẻ mặt hắn khiếp sợ, như bị sét đánh. Cổ thần nhất tộc được tạo hóa môn làm phép là chuyện luôn khiến người ta nghi ngờ, hắn đến cổ thần nhất tộc cũng không phát hiện dấu vết gì để lại. Hiện giờ xem ra cổ thần nhất tộc không chỉ liên quan tới tạo hóa môn, còn không phải làm phép đơn giản như vậy. Nếu không tạo hóa chỉ của cổ thần nhất tộc sẽ không bay tới thiên cung của tạo hóa môn gây ra động tĩnh lớn như vậy, trên người những người này cũng không nên có tạo hóa ấn. Cổ thần nhất tộc có quan hệ với tạo hóa môn, nhưng có quan hệ gì với những bóng người cự hình này? Mạc Phàm chau mày, nhìn bóng dáng vĩ đại kia nói. Theo bóng dáng kia hiện rõ ra, âm phản cuối cùng truyền ra. Lợi sinh thương. Những lời này chỉ có ba chữ, nhưng giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, như tiếng kêu la giết trên sa trường lúc sắp chiến đấu. Hào quang trên những hư ảnh, tạo hóa ấn đại phóng, đôi mắt bọn họ vốn đờ đẫn, trong mắt chớp lóe tinh quang, giống như ngũ hành nhìn xuyên tam giới. Bóng dáng vĩ đại cầm cự phủ trong tay, dẫm lên không gian giết tới. Búa hạ xuống, nghiền nát hỗn độn, thiên địa mở rộng ra, một vùng vết rạn như tinh hà lan tới bóng dáng vĩ đại kia. Nhưng không đợi khe hở đến trước người bóng dáng vĩ đại kia, trên gương mặt hơi mơ hồ của bóng dáng vĩ đại, đôi mắt chậm rãi mở ra, sắc bén nở rộ, khe hở lập tức như bị đông cứng, lập tức dừng lại. Ngay sau đó bóng dáng vĩ đại kia giống như mãnh thú ngủ say bị quấy dày, một chân đạp mạnh xuống đất, khe hở như sấm điện to lớn hơn một búa của người đàn ông kia đánh ra không ngừng phân nhánh dưới chân ông ta. Đại hán cầm dìu gặp được những khe hở này, không thể vung búa lần thứ hai, cơ thể lập tức vỡ ra thành từng mảnh, biến mất vô hình. Dưới đại hán cầm dìu, vẻ mặt một nam một nữ chẳng thay đổi, hai người giống như máy móc tiếp tục đánh về phía bóng dáng vĩ đại trên bầu trời. Hai người vừa ra tay, đạo khe hở kia cách bóng dáng vĩ đại gần hơn một chút, nhưng hai người cũng hóa thành cho tàn dưới khe hở kia. Phía sau một nam một nữ, những người khác như tử sĩ nhanh chóng bắt kịp theo quá trình, biến mất từng lượng lớn. Khí tức nồng đậm nghiêm túc và trang trọng bao phủ cả bầu trời. Không chỉ bọn họ, cơ thể Mạc Phàm cũng không chịu nổi khống chế đi theo những người khác, từ chân núi đi tới thiên cung. Rất nhanh mấy chục vạn người đầy khắp núi đổi biến mất toàn bộ dưới lửa giận của bóng dáng vĩ đại, Mạc Phàm cũng đã tới trước mặt thiên cung. Mạc Phàm nhíu chặt mày, muốn dùng hết toàn lực rời khỏi nơi này, nhưng lúc này cơ thể hắn giống như không còn là của hắn, hắn căn bản không có biện pháp nào. Tay hắn cũng chậm rãi nâng lên như những người khác, trong tay xuất hiện ngọc kiếm vô phong, giống như máy móc hóa chém về phía cự ảnh ở thiên không. Trên bầu trời, khe hở như lôi điện cũng hạ xuống đỉnh đầu hắn. Vẻ mặt Mạc Phàm đen lại, sắc mặt khó coi tới cực hạn. Đã không thể dùng cường đại để hình dung bóng dáng vĩ đại trên bầu trời, trái lại cường đại tồn tại vì người như ông ta. Ngoại trừ cường đại ra, hắn còn cảm nhận được khí tức căn nguyên của đạo từ bóng dáng này. Sở dĩ hắn có thể trở thành y tiên số một của tu chân giới, ngoại trừ y thuật cao ra, đọc qua là nhớ, cơ duyên rất nhiều ra, còn phải tiếp xúc với y đạo. Hắn chỉ tiếp xúc với y đạo đã thành y tiên đứng đầu, mà bóng dáng này lại là căn nguyên của đạo. Đủ để thấy hắn chênh lệch với bóng dáng này nhiều tới cỡ nào. Lúc hắn đứng dưới chân núi còn chưa biết bóng dáng cao lớn là ai, đến dưới chỗ bóng dáng này, hắn có thể biết mơ hồ là ai rồi. Nguyên nhân tạo hóa môn biến mất có nhiều cách nói, có người nói môn chủ của tạo hóa môn tìm được một xác ướp cổ bất hủ, muốn luyện hóa nó, kết quả không luyện hóa được thành công, trái lại còn dẫn tới xác ướp cổ phản phệ, cuối cùng còn khiến xác ướp cổ kia diệt cả tạo hóa môn. Cũng có truyền thuyết nói, tạo hóa môn chiếm được quan tài trôi nổi trên 9 tầng trời, một đệ tử của tạo hóa môn vì đạt được lực lượng mà mở quan tài gỗ này ra, chỉ mở ra một góc nhỏ, quả thật thực lực tăng lên vô số lần, nhưng cũng thành ma, một mình giết sạch toàn bộ người trong tạo hóa môn. Người này tiếp tục giết tất cả phân nhánh khác của tạo hóa môn, mãi đến khi giết sạch người của tạo hóa môn lúc này mới dừng tay. Sau khi người này giết sạch người cuối cùng, thì ngồi trên dốc núi tự sát mà chết. Trừ chuyện đó ra, còn có một truyền thuyết khác.
Sau khi tạo hóa môn thành tiên môn lớn nhất tu chân giới, tràn đầy dã tâm muốn mơ ước vị trí của thiên đạo, kết quả bị thiên đạo trừng phạt, diệt tạo hóa môn. Những người của tạo hóa môn này mặc kệ sinh tử, đi đối phó thiên đạo, mơ ước vị trí của thiên đạo hay là thương sinh vạn vật như những lời mới nói hay không hắn không biết. Nhưng tạo hóa môn chân chính gặp tai ương diệt môn, có liên quan tới bóng dáng vĩ đại này. Hư ảnh vĩ đại kia, phần lớn là thiên đạo vô hình vô tướng trong truyền thuyết. Nếu vết dạn do bóng dáng này đánh xuống đụng tới hắn, chắc chắn hắn không có khả năng may mắn thoát khỏi. Không dễ dàng gì hắn mới đi được tới nước này, sao có thể vì vào bí cảnh này mà chết ở đây, tuyệt đối không thể. Cho dù là thiên đạo cũng không được. Nếu tay hắn không dừng lại được, vậy thì không cần dừng. Nếu thiên đạo muốn diệt hắn, hắn cũng muốn diệt thiên đạo. Cho dù không thành công, cũng phải liều mạng một phen. Nghĩ như vậy hắn nheo mắt lại, kim đan trước đó không thể chuyển động vậy mà bắt đầu chuyển động được. Lực lượng như nước chảy vào trong biển rộng rót vào trong ngọc kiếm vô phong trong tay hắn, một đạo ánh sáng thanh quang tỏa từ trong ngọc kiếm vô phong ra, vô cùng chói mắt trong mắt mọi người. Trước mắt Mạc Phàm lập tức sáng lên, lúc hắn cố gắng dừng lại, cơ thể hoàn toàn không nghe sai bảo, khi hắn muốn liều mạng, linh khí ở trong cơ thể lại vận hành như bình thường. Lúc này hắn như thấy được đường sống từ trong chỗ chết. Không chỉ như vậy, bình thường dùng toàn lực để sử dụng ngọc kiếm vô phong này, cũng không có cách nào khu động, cùng lắm là lấy được từ trong thức hải của hắn ra mà thôi. Cho dù lần trước ở vùng băng hải, ngọc kiếm vô phong này cứu hắn một mạng lúc hắn bị nguyền rủa. Lúc này hắn vận chuyển lực kim đan, vậy mà ngọc kiếm vô phong lại có phản ứng. Hắn nhướng mày lên, cũng không quan tâm nhiều như vậy. Đồ trên người hắn, chỉ riêng ngọc kiếm vô phong này là hắn không biết lai lịch, cũng không chia được cấp bậc. Nếu thanh kiếm này sử dụng được ở đây, hắn cầu còn không được. Mạc Phàm nghiến chặt răng, không do dự vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, diễn thiên thần quyết, thái thượng phá diệt kinh, cùng với quang mang bảy màu trên người hắn, rót toàn bộ vào trong ngọc kiếm vô phong. Lúc trước kiếm quang trên ngọc kiếm vô phong chỉ có vài mét, theo tất cả lực lượng của hắn được rót vào, bỗng nhiên kiếm quang tăng vọt, biến thành mấy chục mét, giống như một thanh thiên ngọc thước lâm không mà đứng. Mạc Phàm rót toàn bộ lực lượng vào trong ngọc kiếm vô phong. Không có một chút do dự. Sinh tử dựa vào một trận lúc này, chảm. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, nói. Cánh tay hắn trầm xuống, ngọc kiếm vô phong chém về phía bóng dáng vĩ đại trong bầu trời. Đồng thời khe hở dưới chân bóng dáng vĩ đại cũng đến trước người Mạc Phàm. Những bóng dáng xung quanh Mạc Phàm tiến lên cùng hắn đều biến mất trong chớp mắt, một đường rãnh trong đó cũng tới trước người Mạc Phàm. Ngay lúc khe hở sắp chém về phía Mạc Phàm, cuối cùng rất nhiều khe hở do đệ tử của tạo hóa môn tạo ra cũng tới trước mặt bóng dáng vĩ đại kia. Bỗng nhiên khe hở tới trước người Mạc Phàm dừng lại, kiếm quang trên vô phong của Mạc Phàm chém mạnh lên bóng dáng vĩ đại kia. Bóng dáng vĩ đại này bị kiếm quang chém trúng vốn sửng sốt, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mạc Phàm, uy áp vô thượng giống như trời sập xuống đè lên người Mạc Phàm. Mạc Phàm thầm kêu không hay rồi, nhưng không đợi bóng dáng vĩ đại kia lại đánh xuống khí tức cường đại. Bóng dáng kia như thủy tinh gặp phải một đòn nghiêm trọng đột nhiên bị nghiền nát. Cơ thể to lớn hóa thành từng hạt cát, một phần rơi lên người Mạc Phàm, phần lớn đều biến mất trong không khí. Vẻ mặt Mạc Phàm ngây ngốc, bóng dáng vĩ đại này tuyệt đối không phải bản tôn của thiên đạo, nhưng không phải không có một chút quan hệ với thiên đạo. Nhưng không đợi hắn làm rõ tình hình hiện tại. Bùm một tiếng khai thiên tích địa nổ ra, màn trời màu lam trên bầu trời biến mất, rơi vào trong tạo hóa trì. Toàn bộ xung quanh khôi phục như thường. Núi hoang vẫn là núi hoang, bức tường đổ nát vẫn là bức tường đổ nát như cũ. Mạc Phàm nhìn tạo hóa chỉ khôi phục như thường, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy hắn không rõ rốt cuộc nơi này có chuyện gì. Nhưng xem ra hắn an toàn rồi. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thì sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc này két một tiếng, không biết vầng sáng lúc trước vẫn bao phủ trên thiên cung biến mất từ lúc nào. Bỗng nhiên cửa đá thiên cung mở ra, một giọng nói vô cùng uy nghiêm truyền từ bên trong ra. Nếu cầm pháp bảo tạo hóa của ta, được tạo hóa ấn của ta, dám vào tạo hóa chi môn của ta, có theo tạo hóa chi đạo của ta không? Giọng nói này mới vang lên, uy áp cường đại đột nhiên xuất hiện, như tinh hà nhật hạ rơi lên người hắn. Vẻ mặt Mạc Phàm khó coi, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, lúc này mới không quỳ xuống. Nhưng lúc này hắn cũng không chịu nổi.
toàn thân không có một chỗ không đau. Ý niệm của hắn vừa động, quần áo đại điện của đệ tử chân truyền của trưởng môn thần nông tông xuất hiện trên người hắn. Hai tay hắn chạm nhau, hơi cúi người nói. Mạc Phàm đệ tử của thần nông tông bái kiến tiền bối tạo hóa môn. Hắn không biết người này là ai, cũng không cảm ứng được người này còn sống hay không, nhưng hắn biết người này mạnh hơn hắn rất nhiều, cho dù là quân Khương Lâm cũng không phải đối thủ của vị kia ở bên trong thiên cung. Dám vào tạo hóa chi môn của ta, được truyền thừa tạo hóa môn của ta, có theo tạo hóa chi đạo của ta hay không? Giọng nói kia lại lặp lại. Truyền thừa của tạo hóa môn sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt hiện lên dị sắc. Hắn không biết nhiều về tạo hóa môn lắm, nhưng lúc tạo hóa môn toàn thịnh, 10 đại tông môn cường đại nhất ở tu chân giới cũng không thể so được. Truyền thừa của tạo hóa môn, chỉ sợ 10 đại tông môn cũng không so sánh được. Chỉ do dự một lát, Mạc Phàm liền có quyết định, hắn lại cúi đầu về phía thiên cung. Mạc Phàm đệ tử của thần nông tông bái kiến tiền bối của tạo hóa môn. Những lời này vẫn như trước, nhưng ý nghĩa khác biệt rất lớn. Lúc trước là hắn tự giới thiệu, lần này là nói cho tiền bối ở bên trong hắn là người của thần nông tông, tuy truyền thừa của tạo hóa môn không phải là nhỏ, nhưng hắn có thể trở thành y tiên bất tử, toàn bộ dựa vào thần nông tông, cho nên không có biện pháp gia nhập tạo hóa môn, cũng sẽ không gia nhập tạo hóa môn. Lúc hắn nói chuyện, một đạo kiếm khí không biết xuất hiện sau đầu hắn từ lúc nào biến mất không thấy. Nhưng giọng nói tràn đầy uy áp lại vang lên lần nữa. Nếu là đệ tử của bọn họ, không vào tạo hóa chi môn của ta, cũng có thể được truyền thừa của ta, theo tạo hóa chi đạo của ta. Giọng nói này vừa vang lên xong, bầu trời trở nên tối sầm lại, một bàn tay khổng lồ có thể che trời từ trên trời giáng xuống, mỗi một đường vân đều như đạo văn, lập tức vỗ về phía đỉnh đầu Mạc Phàm. Bóng dáng liên tục lưu lại trong không trung. Lúc tay đến đỉnh đầu Mạc Phàm đã không kém tay người bình thường bao nhiêu. Nhưng vẻ mặt Mạc Phàm vẫn khẽ đổi, cơ thể vừa mới khôi phục như thường, lập tức bị định tại chỗ, mắt đảo liên tục. Nếu hắn đoán không sai, tạo hóa môn lưu lại thiên cung này phần lớn là muốn tìm người có duyên với tạo hóa môn. Hắn mang theo tạo hóa chỉ của tạo hóa môn, trên người lại có tạo hóa ấn, xem như là phù hợp với yêu cầu này. Nhưng hắn không ngờ hắn từ chối gia nhập tạo hóa môn. Tạo hóa môn vẫn ban truyền thừa cho hắn. Chỉ sợ nếu vừa rồi hắn đồng ý rời khỏi thần nông tông, gia nhập tạo hóa môn mới không chiếm được truyền thừa của tạo hóa môn, rất có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Dù sao cho đến nay phản bội sư môn đều là tối kỵ. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi. Lúc hắn suy nghĩ những chuyện này, cái tay kia đã chạm vào trán hắn. Bùm, một tiếng kinh lôi vang lên trong thức hải hắn. Vô số tin tức như gió bạo lao một cách dũng mãnh vào trong thức hải của hắn. Tuy hắn tu luyện diễn thiên thần quyết, thần thức đều cường đại hơn tu sĩ Nguyên Anh bình thường, nhưng dưới lượng lớn tin tức này, đầu hắn vẫn đau đớn như sắp nổ ra. Nếu đổi lại là những người khác, có lẽ không biến thành kẻ ngốc, ít nhất sẽ vô tri vô giác nhiều năm ở đây. Hắn nghiến chặt răng, vận chuyển diễn thiên thần quyết. Thông tin vốn rót thẳng vào thức hải của hắn bắt đầu chuyển động theo diễn thiên thần quyết. Giống như xoắn ốc tiến vào trong thức hải hắn. Trải qua nắm giữ bằng phương pháp này, tốc độ tin tức rót vào chậm hơn nhiều. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, ngồi khoanh chân ở dưới đất. Những thông tin này quá nhiều, hắn muốn tiếp nhận hoàn toàn không biết phải mất bao lâu, thừa dịp tiếp nhận những thông tin này, điều tra xem có thứ hắn cần ở bên trong không trước đã. Hắn mới nhắm mắt lại, lông mày liền nhíu lại. Toàn bộ những tin truyền vào đều được khóa trong một tạo hóa ấn. Vậy mà hắn muốn mở những ấn ký này ra đều không có một chút phản ứng. Một cái như vậy, hai cái vẫn như thế. Hắn lục lọi tin tức mới truyền tới, vẫn là như vậy, căn bản không thể xem được. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra được vấn đề. Theo tin tức không ngừng tiến vào thức hải của hắn, ngưng tụ thành một đám tạo hóa ấn ở trong thức hải của hắn, tạo hóa tiến vào trước khác ở trên cùng chỉ có một, lần thứ hai là hai cái ở phía dưới cái thứ nhất. Những tạo hóa ấn cứ hình thành một bảo tháp ở trong cơ thể hắn như vậy. Nếu những tạo hóa ấn không xếp thành hình dạng này, có lẽ hắn sẽ không nghĩ nhiều, nếu thành dạng này, chỉ sợ trên cùng là truyền thừa tạo hóa môn cao cấp nhất, những truyền thừa này phải đạt tới một trình độ nhất định mới quan sát được. Không phải hắn chưa từng gặp loại truyền thừa này bao giờ, kiếp trước hắn đạt được luân hồi chi lô mới đầu cũng không thể sử dụng được, mãi đến khi hắn tiếp xúc với y đạo,
lúc này mới có thể sử dụng luân hồi chi lô, phần lớn những truyền thừa này cũng như vậy. Hắn cũng không từ bỏ, mỗi một tạo hóa ấn ngưng tụ trong thức hải hắn, hắn đều không thử xem xét một phen. Những truyền thừa này xuất từ tạo hóa môn, mỗi một cái không phải là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thì cũng cao hơn thiên anh thánh thuật và tạo hóa bất diệt thể một cấp bậc. Nếu có thể xem trước, có khả năng là trợ lực không nhỏ đối với hắn. Hắn ngồi xuống ở nơi này là 3 ngày, trong 3 ngày này, mỗi lần bàn tay rót một phần tin tức vào trong thức hải của hắn sẽ biến mất một chút, cho đến khi tin tức cuối cùng tiến vào trong cơ thể hắn, đại thủ cũng biến mất hoàn toàn. Trong những ấn ký này, hắn thật sự tìm được 3 ấn ký hắn có thể xem được. Thứ nhất là thiên anh thánh thuật kiếp trước hắn đạt được, thứ hai là tạo hóa bất diệt thể hắn đã tu thành, thứ ba là liên quan tới tạo hóa trì. Nếu không xem 3 thứ này, có lẽ hắn chỉ biết như vậy mà thôi. Hiện giờ xem ra không phải chỉ có vậy, hắn biết về thiên anh thánh thuật, tạo hóa bất diệt thể và tạo hóa trì đều là một góc băng sơn. Thiên anh thánh thuật và tạo hóa trì thì khỏi phải nói, thiên anh thánh thuật đạt được ở đây không chỉ không hạn chế sử dụng đột phá nguyên anh kỳ, còn có phương pháp sử dụng khác khiến người ta thán phục, những chuyện này đều là chuyện hắn không ngờ tới. Còn tạo hóa bất diệt thể thì càng khiến hắn mở mang tầm mắt, lúc trước hắn biết tạo hóa bất diệt thể, chỉ là năng lực tự lành vô cùng cường đại. Hiện giờ hắn có thể sử dụng lực của tạo hóa bất diệt thể tiêu diệt sinh cơ của những người khác, cũng có thể chuyển rời lực tạo hóa bất diệt đến người những người khác, khiến cơ thể đối phương khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, nếu cơ thể người nào đó bị nứt, hắn có thể dựa vào lực tạo hóa bất diệt của mình khôi phục hoàn toàn cho đối phương. Lần này đúng là không tới vô ích rồi. Mạc Phàm mở mắt ra, chậm rãi nói. Hắn tới nơi này chỉ vì muốn tìm phương pháp hóa giải tai hại của thiên anh thánh thuật, không ngờ không chỉ lấy được thiên anh thánh thuật hoàn thiện, ngay cả 2 loại khác liên quan tới tạo hóa môn cũng chiếm được hoàn thiện. Đây mới chỉ là 3 thứ, mà trong thức hải của hắn có khoảng chừng mấy ngàn tạo hóa ấn, nếu mở hết những tạo hóa ấn này ra, được thông tin bên trong, đừng nói là Long Ngạo Thiên, Võ Đế Quân Khương Lâm thì thế nào. Hắn chậm rãi đứng dậy, cúi đầu về phía thiên cung. Mạc Phàm đệ tử của thần Nông Tông đa tạ tiền bối truyền công, nếu sau này vãn bối gặp được người có duyên, nhất định sẽ truyền thừa của tạo hóa môn cho đúng người. Nếu hắn nắm được tạo hóa môn, tất nhiên không thể không nói gì. Có thể. Giọng nói kia lại vang lên. Cùng là một giọng nói nhưng yếu đi nhiều, giống như lão giả gần đất xa trời nói ra những lời cuối cùng. Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Tiền bối này vốn là một đạo chấp niệm, chống đỡ được đến bây giờ coi như là viên mãn. Hắn vái lạy về phía thiên cung vài cái, cũng không ở lâu, đi dọc theo bậc thang rời đi. Một chân hắn vừa rời khỏi bí cảnh, phần lớn cơ thể còn đang ở trong bí cảnh, trên thiên cung chớp lóe vài lần liền tắt hoàn toàn. Một cơn gió thổi qua, thiên cung chỉ còn lại tường đổ hóa thành hạt cát, tán đi theo gió. Sân trên núi, bậc thang, cùng với cung điện trên ngọn núi xung quanh, động phủ như không chịu nổi ăn mòn của thời gian, toàn bộ đều hóa cát biến mất, lan từ trên núi đến chỗ Mạc Phàm. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên dị sắc, ra khỏi bí cảnh. Bên ngoài bí cảnh, hắn vừa mới đi ra, cánh cửa kia lại xuất hiện. Nhưng trước cánh cửa này còn có cửu linh kia. Lúc này cửu linh hóa thành cửu đầu sư tử to bằng tiểu hồ, cơ thể to lớn đứng trên tiểu hồ, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám Uyêu cách đó không xa. So với lúc Mạc Phàm đi vào, bên cạnh Uyêu có thêm không ít người, trong mắt những người này lóe sáng tinh quang không kém, rõ ràng không phải người bình thường. Nhưng trong đám người này không có một ai dám tiến lên trước, toàn bộ đều nhìn cửu linh với vẻ e sợ. Những người này thấy Mạc Phàm đi, vẻ mặt tất cả đều sửng sốt. Người này là ai thế? Sao có thể đi từ trong tiểu hồ ra? Sao mãnh thú kia không ra tay với tiểu tử này? 3 ngày qua, bọn họ nghĩ không ít biện pháp đối phó cửu đầu sư tử này, không chỉ dùng các loại pháp thuật, pháp khí, ngay cả vũ khí nóng đều dùng tới rồi, nhưng đều không phải đối thủ của con mãnh thú này. Nếu không phải mãnh thú này thủ hộ tiểu hồ, mà xông về phía bọn họ giết chóc, có khả năng bọn họ chết cả rồi. Dù vậy bọn họ vẫn chết không ít người. Nhưng Mạc Phàm không chỉ đi từ trong tiểu hồ ra, còn không bị mãnh thú này tấn công. Chuyện này, nhất là đám Uyêu, ánh mắt nhìn Mạc Phàm giống như gặp quỷ. Mạc Phàm đi vào 3 ngày, vậy mà có thể đi từ trong ra. Tiểu tử, vậy mà cậu không chết, vì sao mãnh thú kia không tấn công cậu?
Morisa lấy lại tinh thần, nhíu mày nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám người này một cái, cũng không để ý đám người này, rời mắt nhìn cửu linh ở trên đầu. Chín cái đầu của cửu linh này quay xung quanh hắn vài vòng, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, nhưng mãi mà không có ý ra tay với hắn. Một tay hắn vươn ra, tạo hóa bất diệt ấn lập tức sáng lên. Lúc hắn đi vào có thể tránh thoát cảm ứng của cửu linh, là vì hắn biết cách tránh cửu linh. Dù sao yêu thú này, cho dù là hắn đối phó cũng rất phiền phức, có thể không trêu chọc hắn sẽ không đi trêu chọc. Nhưng hiện giờ hắn chiếm được truyền thừa của tạo hóa môn, cửu linh này cảm nhận được sự tồn tại của hắn vẫn không ra tay, vậy thì liên quan tới tạo hóa môn ở trên người hắn. Nếu hắn đoán không sai, có tạo hóa bất diệt ấn là đủ rồi. Tạo hóa bất diệt ấn vừa xuất hiện, cửu linh vội vàng lùi về sau mấy bước, cơ thể nhanh chóng biến từ to bằng tiểu hồ thành sư tử bình thường. Ngươi có thể nghe hiểu được lời ta nói đúng không? Ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất rời khỏi nơi này với ta, đợi ta tìm được người có duyên với tạo hóa môn của ngươi, ta sẽ mang ngươi đi gặp người đó. Thứ hai, ta sẽ phong ấn bên này, cũng đợi ta gặp được người có duyên, ta sẽ bảo người đó tới gặp ngươi mở phong ấn, mang ngươi rời đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thực lực của cửu linh này mạnh hơn Ngao Thiên, Ngao Xương nhiều, nếu có thể mang tới Mạc gia, đủ để đối phó Long Ngạo Thiên, đúng lúc có thể bảo vệ Mạc gia thay hắn. Nhưng nếu cửu linh này không đồng ý hắn cũng không cưỡng cầu. Cửu linh này linh thú trấn sơn của tạo hóa môn, sớm muộn gì cũng quay về tạo hóa môn. 18 con mắt của cửu linh khẽ đảo, giống như con người đang suy nghĩ. Nó do dự một lát, sau đó những đôi mắt khác nhắm lại, chỉ để lại đôi mắt ở giữa, một đạo kim quang chiếu từ đôi mắt này ra, quét lên người Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không để ở trong lòng, để mặc cửu nguyên thánh quang của cửu linh đảo qua người hắn. Cửu linh quét trên người hắn một vòng, liền thu trở về. Trên người nó chấp lóe kim quang, cơ thể thu nhỏ lại, biến thành một con mèo nhỏ mới sinh không lâu, biến mất vào trong tạo hóa bất diệt ấn ở lòng bàn tay Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ, lúc này ánh mắt mới nhìn về phía đám Uyêu. Hắn chỉ liếc mắt nhìn đám người này một cái, liền đi về phía Giang Nam. Đám Uyêu nhíu mày, trên mặt đều lộ vẻ do dự. Mạc Phàm có thể đi từ trong bí cảnh ra, tuy bọn họ không biết Mạc Phàm ra ngoài thế nào, nhưng phần lớn là đạt được cơ duyên ở bên trong. Như vậy sao có thể thả Mạc Phàm rời đi? Nhưng Mạc Phàm không chỉ còn sống đi từ trong ra, ngay cả mãnh thú kia cũng đi theo Mạc Phàm, chỉ riêng mãnh thú kia đã khó đối phó, càng không nói tới Mạc Phàm thân phận thần bí. Không chỉ đám Uyêu, ngay cả đám người bọn họ mời tới trong mắt cũng là ghen tị, nhìn chằm chằm Mạc Phàm không rời. Nếu không phải Mạc Phàm thu con mãnh thú kia, chắc chắn bọn họ đã nhào lên rồi. Thấy Mạc Phàm sắp rời đi, Uyêu cười khẽ, lại đi về phía Mạc Phàm chào kiểu quý tộc. Tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, thật sự không ngờ tiên sinh có thể đi từ trong ra, tiên sinh khiến Uyêu vô cùng bội phục, không biết tiên sinh có thu hoạch được gì ở bên trong không. Mạc Phàm nghe thấy giọng Uyêu thì dừng bước. Tôi nhớ rõ tôi từng nói với các anh, tốt nhất là các anh nên rời khỏi Hoa Hạ đúng không? Tiên sinh từng nói những lời này, nhưng chúng tôi đợi ở nơi này, là có một chuyện muốn bàn bạc với tiên sinh. Uyêu cũng không tức giận, cười nói. Anh có chuyện muốn bàn bạc với tôi sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt hỏi. Tên Uyêu này không thể mơ ước được đồ trong tạo hóa môn, lại nói có việc muốn bàn bạc với hắn. Không sai. Chuyện gì? Nếu tiên sinh không phải người của hội ngũ lão và tông môn ẩn thế, nhưng đạt được thứ quý giá gì đó. Nếu người của hội ngũ lão và tông môn ẩn thế biết chuyện này, chỉ sợ tiên sinh muốn giữ những thứ này cũng không đơn giản như vậy. Không biết tiên sinh có hứng thú gia nhập gia tộc Rod chúng tôi không, tôi có thể đảm bảo không ai dám cướp đồ trên người tiên sinh. Uyêu cười nói, Mạc Phàm thành người của gia tộc Rod bọn họ, đồ trong bí cảnh không phải của gia tộc Rod bọn họ thì là của ai? Mạc Phàm vì tự bảo vệ mình, hẳn là sẽ suy xét tới lời mời của anh ta. Gia nhập gia tộc Rod các anh sao? Mạc Phàm cười nói. Vậy mà tên Uyêu này cũng nghĩ ra được chuyện như vậy, mời hắn gia nhập. Chỉ sợ đám người này còn chưa nhận được tin, đám Albert đã chết hết rồi. Nếu cậu không muốn gia nhập gia tộc Rod, cũng có thể suy xét tới việc gia nhập gia tộc Mee chúng tôi. Morisa không nóng không lạnh nói. Gia tộc Kagan chúng tôi cũng hoan nghênh tiên sinh gia nhập. Cao cũng nói. Hai bọn họ không phải là kẻ ngốc, tất nhiên hiểu được tầm quan trọng của Mạc Phàm,
nếu có thể mời Mạc Phàm gia nhập, vượt qua gia tộc Roth cũng không phải không có khả năng. Illyria vốn định mở miệng, nhưng cô ta do dự một lát thì không nói gì. Will thấy Morrissa định cướp người với anh ta, thì không lo lắng. Bây giờ tiên sinh có thể không cần lập tức quyết định, chúng tôi sắp rời khỏi Hoa Hạ, tiên sinh có thể theo chúng tôi tới gia tộc của chúng tôi, đợi tiên sinh hiểu rõ về gia tộc của chúng tôi xong, lại quyết định cũng không muộn. Chỉ cần lừa gạt Mạc Phàm đến trước, đến lúc đó mọi chuyện dễ làm rồi. Đúng rồi, tối hôm nay chúng tôi có tiệc rượu, mời không ít nhân vật cấp cao, Lưu Phỉ Phỉ minh tinh đang nổi tiếng của Hoa Hạ cậu cũng có mặt, nghe nói cô ấy có chút quan hệ với Mạc tiên sinh Hoa Hạ. Nếu tiên sinh muốn tiến thêm bước trao đổi với cô ấy, tôi có thể giới thiệu giúp tiên sinh. Will thấy Mạc Phàm không nói lời nào, lại nói tiếp. Phần lớn nữ minh tinh bình thường sẽ không lọt vào mắt tu sĩ, nhưng nữ minh tinh liên quan tới Mạc Phàm thì khác. Nữ minh tinh như vậy tốt hơn chơi đùa phụ nữ của hoàng đế, tuy là đồ xài rồi, nhưng có thể kích thích không ít hứng thú. Mạc Phàm thân là tu sĩ Hoa Hạ, không hẳn là không có tác dụng. Mạc Phàm hơi híp mắt lại, trong đôi mắt lóe lên sắc lạnh. Anh nói tới Lưu Phỉ Phỉ người Đông Hải Hoa Hạ sao? Gần đây hắn gặp Lưu Phỉ Phỉ không nhiều, nhưng hắn có phái người bảo vệ bên cạnh nha đầu này, bình thường sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng nghe ý trong lời nói của Will, hình như danh tiếng của Lưu Phỉ Phỉ nổi hơn kiếp trước nhiều, vậy mà còn được gia tộc Roth mời, nhưng tình cảnh của Lưu Phỉ Phỉ không tốt lắm, giống như quay về con đường kiếp trước. Không sai. Tiên sinh có hứng thú không? Will thấy vẻ mặt Mạc Phàm hơi đổi, cười nói. Tôi có thể đi theo anh một chuyến gặp gia tộc Roth của anh, gặp Lưu Phỉ Phỉ, nhưng anh không có khả năng khuyên tôi gia nhập gia tộc Roth. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Quả thật gần đây hắn không để ý tới Lưu Phỉ Phỉ, hiện giờ bên phía Đông Hải không sao, thừa dịp hắn còn chưa rời khỏi địa cầu, đi xem nha đầu Lưu Phỉ Phỉ này thế nào rồi. Nếu thật sự có vấn đề, hắn cũng phải ra tay xử lý một phen. Vị tiên sinh đừng lo lắng, gia tộc Roth chúng tôi là một gia tộc không thích ép buộc, cũng là một gia tộc thích kết bạn, chỉ cần tiên sinh đi với gia tộc Roth tôi nhất định sẽ sắp xếp cho tiên sinh gặp Lưu Phỉ Phỉ, tiên sinh muốn xảy ra vấn đề gì với Lưu Phỉ Phỉ, chuyện này cứ để cho Will tôi giúp, nếu cuối cùng gia tộc Roth không thể khiến tiên sinh gia nhập, vậy là vấn đề của gia tộc Roth chúng tôi, không có một chút liên quan tới tiên sinh, đại môn của gia tộc Roth tiên sinh muốn vào thì vào muốn ra thì ra. Cậu thấy thế nào? Will cười nói, dáng vẻ như rất hào phóng. Nhưng trong đáy mắt là hung ác nham hiểm. Chỉ cần Mạc Phàm vào đại môn của gia tộc Roth bọn họ, thì đừng mơ rời đi. Bây giờ chúng ta đi thôi, hẳn là quá giờ bắt đầu yến tiệc rồi. Will nói tiếp, đi thôi. Mạc Phàm cũng không thèm nói gì, đáp. Tên Will này biết đang tổ chức tiệc rượu, nhưng không biết Albert đã chết trên tay hắn. Nếu hắn đoán không nhầm. Không phải mấy người này không nhận được tin, mà tin tức này bị người ta phong tỏa rồi. Dù sao người như Albert, sinh hoặc tử đều tương đương với vũ khí tiên tiến của một quốc gia, tất nhiên không thể để những người khác biết, nếu không sẽ tạo ra chấn động và dao động lớn, diệt quốc thì chưa tới nỗi, chắc chắn náo động là không thể thiếu. Với cấp bậc của Will, còn chưa có khả năng biết được tin tức của Albert. Trong lòng Will vui vẻ, vội vàng nói. Tiên sinh đợi một lát. Tôi phái người sắp xếp. Anh ta lấy điện thoại ra, không lâu sau, một chiếc máy bay tư nhân tàng hình bay tới. Đám Mạc Phàm không phải người bình thường, cho nên lên máy bay rất dễ dàng, máy bay lái bọn họ bay về phía châu Âu. 6 tiếng sau, trong một tòa cổ bảo tráng lệ ở châu Âu. Cổ bảo này chiếm diện tích khoảng hơn 1.000 mẫu, nghe nói trước đây là cung điện của một vị quốc vương, tuy đã qua mấy trăm năm, ngoại trừ có thêm khí tức niên đại gia. Thì không ít đi xa hoa và rực rỡ. Bên trong cổ bảo, khắp nơi đều là tác phẩm văn hóa nghệ thuật thời Phục Hưng, đèn thạch anh tím tỏa ra hào quang hoa mỹ. Đứng bên cạnh dụng cụ ăn bằng bạc và đồ ăn tinh mỹ không phải là người phục vụ bình thường, mà là một số vampire cấp thấp, ma nữ, nữ lang nhân, nữ tinh linh, miêu nữ, vân vân. Những nữ bộc này đều có lực công kích không kém, nhưng được dạy dỗ còn thành thật hơn tiểu miêu. Có một số khách nhân dùng tay dạo chơi trên người bọn họ không chỉ không phản kháng, trái lại vẻ mặt đầy hưởng thụ khi được đụng vào. Đồ ăn bên trong cũng rất hiếm có, thậm chí có thịt của ma thú, động vật biển chỗ hải vương. Trên thảm lông cừu màu đỏ tươi làm thủ công, nhân vật nổi tiếng cấp thế giới, danh viện mặc lễ phục cao quý đi qua,
những người này không thường có mặt trên TV hoặc là tạp chí nổi tiếng thế giới, nhưng không có ai không phải người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Mạc Phàm theo đám Uyêu xuống phi cơ, đi theo đám Uyêu không gặp trở ngại tiến vào trong cổ bảo. Tiên sinh, tiệc rượu này có khiến cậu hài lòng không? Bên trong có không ít tu sĩ Hoa Hạ, nếu cậu muốn làm quen, tôi có thể tiến cử giúp cậu. Uyêu nhìn thoáng qua trong cổ bảo, nói. Cũng tạm, Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Quả thật cấp bậc tiệc rượu này cao hơn tiệc rượu hắn tham gia lúc trước, nhưng chẳng là gì ở trong mắt hắn, tiệc rượu ở đây không thể so sánh được với tiệc rượu ở tu chân giới. Tiệc rượu như vậy, vốn dĩ không lọt nổi vào mắt của hắn. Uyêu nhíu mày, trong mắt lóe lên bất mãn. Tiệc rượu cấp bậc như vậy, trên thế giới không có mấy cái, chỉ sợ chỉ có gia tộc Rod bọn họ mới có, đổi lại là những người khác, chỉ riêng những nữ tinh linh, nữ vampire, đều khiến gia tộc Kagan và gia tộc Dracula đuổi giết. Uyêu, lần này tổ chức vì ai thế? Cao thấy Uyêu bất mãn, tò mò nói. Lấy tinh linh, vampire làm nữ bộc, quy mô tiệc rượu này không dễ có, cho dù là quốc vương nữ vương đại quốc cũng không có tư cách này. Chỉ có người cùng cấp bậc như lão tổ nhà bọn họ, mới có khả năng tổ chức tiệc rượu như vậy. Nghe nói là một sứ giả Hoa Hạ. Uyêu nói thẳng. Anh ta cũng không rõ lắm nguyên nhân mở tiệc rượu, anh ta hỏi ông nội, còn nói cho ông nội anh ta mình mượn sức một cao thủ Hoa Hạ, lúc này ông nội mới nói cho anh ta biết là mở tiệc chiêu đãi sứ giả Hoa Hạ, không nói gì khác với anh ta nữa. Sứ giả Hoa Hạ, vậy chẳng phải là tới nghị hòa sao? Không đợi Cao mở miệng, Morisa đã nói. Lúc này Hoa Hạ phái sứ giả tới, phần lớn là Mạc Phàm chết trong bao vây tấn công. Không có Mạc Phàm, Hoa Hạ muốn sống yên ổn thì chỉ có thể như thời chiến tranh, không phái sứ giả tới thì đợi bọn họ đến đi. Có thể là vậy, một thời gian nữa chúng ta sẽ biết thôi. Uyêu cười nói. Anh ta cũng nghĩ tới chuyện này rồi, cũng là chuyện nằm trong dự liệu của anh ta. Nhưng hiện giờ anh ta không có hứng thú muốn biết chuyện này. Chuyện này có trưởng bối của anh ta đi xử lý, anh ta càng muốn thu phục Mạc Phàm. Tiên sinh, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi. Uyêu làm tư thế mời, nói. Không cần, Lưu Phỉ Phỉ ở chỗ nào? Mạc Phàm nhìn lướt qua xung quanh hỏi. So với tiệc rượu gì đó, hiện giờ hắn quan tâm Lưu Phỉ Phỉ nhất. Tiên sinh yên tâm đi, tôi đã sắp xếp xong cả rồi, một lát nữa Lưu Phỉ Phỉ sẽ tới đây, tôi còn sắp xếp một căn phòng vô cùng xa hoa cho hai người. Đến lúc đó, Uyêu còn chưa nói hết câu, Mạc Phàm nhíu mày nhìn về một phía, một giọng nói thanh thúy, quen thuộc truyền vào tai hắn. Phèo tiên sinh, ông có ý gì đây? Bên cạnh cửa sổ tầng 2 cổ bảo, một người đàn ông trung niên hơi mập mặc lễ phục màu đen giống như đã sớm đoán được sẽ vậy, cười nói. Làm sao thế, Lưu tiểu thư, trước khi tới không phải chúng tôi đã nói rồi sao, chỉ cần cô chiêu đãi khách của chúng tôi thật tốt. Gia tộc Rod chúng tôi sẽ ủng hộ cô mở rộng phạm vi ra cả thế giới. Ông ta thân là người của gia tộc Rod, không phải chưa từng phụ trách làm ăn của gia tộc Rod, ông ta chuyên phụ trách loại chuyện như vậy. Dù sao nữ minh tinh giống như Lưu Phỉ Phỉ, chỉ cần đồng ý bày tư thái, có đôi khi sẽ có rất nhiều tác dụng. Tóc Lưu Phỉ Phỉ búi trên cao, mặc lễ phục dài màu đen, dáng người vốn hoàn mỹ càng thành thục hơn trước, toàn thân lộ ra khí tức nữ thần. Tôi từng đồng ý tham gia tiệc rượu của gia tộc Rod, nhưng không đồng ý làm chuyện đó giúp gia tộc Rod. Mấy ngày hôm trước, bỗng nhiên người của gia tộc Rod liên lạc với cô, nói muốn mời cô tham gia một tiệc rượu. Thân là nữ minh tinh, tiệc rượu như vậy cô tham gia nhiều rồi, cho nên không để ở trong lòng, chỉ biết một chút về gia tộc Rod. Nhưng lúc này mới phát hiện, chuyện cô biết chỉ là một phần nhỏ, gia tộc Rod không kém gì tông môn ẩn thế và hội ngũ lão. Cô vốn không để ở trong lòng, gia tộc như vậy cách cô quá xa, cho nên cô chỉ coi là tiệc rượu bình thường tới cổ bảo này. Ai biết Phèo tiên sinh mời cô lại yêu cầu cô ngủ với một khách nhân. Chiêu đãi tốt, là thỏa mãn bất luận yêu cầu gì của khách nhân, chẳng lẽ Lưu tiểu thư muốn đổi ý? Phèo cười nói, một nữ minh tinh mà thôi, ngay cả chút giác ngộ đó đều không có. Nếu là như vậy, vậy thứ cho Phỉ Phỉ không thể đồng ý. Tôi sẽ dựa theo số tiền làm trái quy ước, bồi thường cho Phèo tiên sinh, nếu không còn chuyện gì, tôi cáo từ trước. Lưu Phỉ Phỉ không do dự nói. Tuy nhận được sự ủng hộ của gia tộc Rod rất mê người, nhưng trừ phi người kia là Mạc Phàm, nếu không cô sẽ không có một chút hứng thú. Nghĩ đến Mạc Phàm, trong mắt cô hiện lên vẻ phức tạp.
cô đã sắp quên lần trước gặp Mạc Phàm là khi nào rồi. Lưu tiểu thư, chắc hẳn cô biết gia tộc Rod chúng tôi không thiếu tiền, tôi làm vậy là vì tốt cho cô thôi, khách nhân kia cũng là tu sĩ hoa hạ cô, không phải là dị tộc có vẻ khó hầu hạ, nếu cô hầu hạ cậu ta thật tốt, được cậu ta nhìn chúng, vậy sau này không cần tham dự những trường hợp như vậy nữa. Phèo nói, ngại quá, tôi không có biện pháp đồng ý, tôi đi trước. Lưu Phỉ Phỉ không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Không phải cô chưa từng gặp tình huống như vậy, toàn bộ đều bị cô từ chối. Nói xong cô muốn xoay người rời đi. Đi sao? Phèo nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Ở địa bàn của gia tộc Rod tôi, há là nơi Lưu tiểu thư muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nếu đến đây rồi, vậy phải bồi đám khách nhân giúp tôi. Khi nói chuyện, trong mắt Phèo chớp lóe lam quang, một đạo năng lượng quỷ dị dao động bay về phía Lưu Phỉ Phỉ. Lưu Phỉ Phỉ còn chưa phản ứng kịp, đạo lam quang kia đã tới trước người cô. Nhưng chỗ cổ Lưu Phỉ Phỉ, bỗng nhiên một chiếc vòng sáng lên, ánh sáng ngũ sắc xuất hiện trên người cô, bao cô ở bên trong. Oa, pháp khí, không hổ là người phụ nữ có quan hệ với Mạc tiên sinh, nhưng hôm nay cô nhất định phải bồi đám khách nhân giúp tôi rồi. Phèo hơi bất ngờ nói. Nếu không có pháp khí, ông ta còn không tin lắm, người phụ nữ này sẽ có quan hệ với Mạc Phàm. Nhưng nếu để Lưu Phỉ Phỉ trốn thoát như vậy, ông ta còn là người của gia tộc Rod sao? Trên một tay ông ta tỏa ra hào quang, vỗ lên màn hào quang quanh người Lưu Phỉ Phỉ. Răng rắc, màn hào quang lóe lên một cái liền vỡ ra, sắc mặt Lưu Phỉ Phỉ thay đổi, chiếc vòng trên cổ cũng vỡ tan. Tay Phèo thế như trẻ tre, đánh về phía cổ Lưu Phỉ Phỉ. Lúc ông ta sắp nắm lấy cổ Lưu Phỉ Phỉ, đột nhiên kình phong xuất hiện, một bàn tay vươn ra, không đợi Phèo tóm được Lưu Phỉ Phỉ, cái tay này đã nắm lấy cổ ông ta ấn lên trên vách tường. Rầm, một tiếng thật lớn, bỗng nhiên ma pháp trận được thêm trên tường sáng lên, Phèo bị ấn lún vào trong tường, ánh sáng ảm đạm lại. Động tĩnh lớn như vậy, khiến không ít người không tự chủ được nhìn lại. Tiểu Phàm, sao anh lại ở đây? Lưu Phỉ Phỉ nhìn thấy Mạc Phàm thì vẻ mặt sửng sốt, vội vàng đi tới, kinh ngạc vui mừng hỏi. Nơi này là châu Âu, dù thế nào cô cũng không ngờ sẽ gặp Mạc Phàm. Tôi nghe nói có người mời cô tham gia tiệc rượu, cho nên tới đây, cô không sao chứ? Mạc Phàm dịu dàng hỏi, giọng nói dịu dàng hơn lúc nói chuyện với đám ưu nhiều. Lưu Phỉ Phỉ mỉm cười, hiếm khi lộ ra vẻ thiếu nữ. Cô thường xuyên liên lạc với Lý Thi Vũ. Cho nên biết thân phận hiện giờ của Mạc Phàm như vậy mà vẫn tới đây, chỉ sợ không có mấy người phụ nữ có đãi ngộ như vậy. Không sao, chỉ là dây chuyền nát rồi. Dây chuyền này là Mạc Phàm tặng cho cô vẫn luôn đeo trên người, tuy gặp được Mạc Phàm, nhưng ít nhiều gì vẫn hơi đau lòng. Đợi tôi thu thập người này, lại tặng cô cái không vỡ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía Phèo đang bị hắn nắm chặt cổ. Ông muốn làm gì cô ấy? Tiểu tử da vàng, cậu là ai? Cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu muốn chết à? Hai tay Phèo nắm lấy tay Mạc Phàm, tức giận quát. Một tiểu tử xa lạ như Mạc Phàm, mà dám ra tay với ông ta ở địa bàn của gia tộc Rod, đúng là không biết sống chết. Thôi, ông vẫn nên đi chết đi thì hơn. Mạc Phàm không nói nhiều lời vô nghĩa với Phèo, tay hơi dùng lực, lực tạo hóa bất diệt lập tức xuất hiện trên tay hắn. Hắn muốn ra tay. Tiên sinh, mong cậu thủ hạ lưu tình, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Đám ưu vội vàng tới bên cạnh Mạc Phàm, nhanh chóng nói, đồng thời một số bảo vệ ở xung quanh nhoáng lên một cái, liền đến bên cạnh Mạc Phàm. Hiểu lầm chuyện gì, người của các anh ép buộc bạn tôi, hẳn là anh cũng nghe thấy rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Phèo thuyết phục Lưu tiểu thư, là muốn bồi tiên sinh. Ưu giải thích. Ở bên cạnh Mạc Phàm, Lưu Phỉ Phỉ hơi sửng sốt, trong đôi mắt cô hiện lên chút hối hận. Người Phèo bảo cô bồi là Mạc Phàm, nếu sớm biết người đó là Mạc Phàm, cô sẽ không từ chối rồi. Nếu tôi không tới, cô ấy cũng tới đúng không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Chuyện này. Uyêu cau mày, đôi mắt đảo liên tục. Trước khi bọn họ mời Mạc Phàm, đã mời Lưu Phỉ Phỉ rồi, bọn họ muốn để Lưu Phỉ Phỉ bồi sứ giả hoa hạ kia. Chỉ là chuyện này. Tất nhiên không thể để Mạc Phàm biết. Chúng tôi mời Lưu tiểu thư trước, là muốn Lưu tiểu thư phiên dịch giúp chúng tôi, không có ý để Lưu tiểu thư làm chuyện khác. À, phải không? Mạc Phàm hỏi. Là như vậy.
Vậy vị này của gia tộc Rod Anh ra tay với bạn tôi, còn hủy pháp khí của cô ấy nữa, tôi giết ông ta hẳn là không có vấn đề gì đúng không? Giọng nói của Mạc Phàm phát lạnh, nói. Uyêu chau mày, nhưng trong đáy mắt lóe lên vui mừng. Tiên sinh, cậu thả người của gia tộc Rod chúng tôi ra trước, chuyện phèo mạo phạm Lưu tiểu thư, lát nữa chúng ta bàn lại, thế nào? Chuyện này không có gì hay để nói, ra tay với bạn của tôi, ông ta chết chắc rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Uyêu híp mắt, trong mắt hiện lên tức giận. Mạc Phàm không nói một lời làm Morissa bị thương, cho dù là giết phèo ở đây anh ta cũng không hoài nghi. Nhưng giết người của gia tộc Rod ở địa bàn của gia tộc Rod, Mạc Phàm nghĩ đơn giản quá rồi. Tiên sinh, cậu là tôi mời tới, tôi coi cậu như khách nhân, cho nên tôi nhắc nhở cậu một câu cuối cùng, thực lực của cậu không tệ, có lẽ giết người của gia tộc Rod chúng tôi không có vấn đề gì, nhưng cậu không sợ cậu giết người của gia tộc Rod chúng tôi, sẽ gây bất lợi cho Lưu tiểu thư sao? Mạc Phàm đã tới địa bàn của gia tộc Rod bọn họ, nếu Mạc Phàm gia nhập gia tộc Rod bọn họ thì không sao. Nếu không không chỉ cậu ta đừng nghĩ rời khỏi nơi này, Lưu Phỉ Phỉ cũng đừng mơ. Nếu Mạc Phàm không biết điều như vậy, trái lại anh ta muốn thử xem người phụ nữ có quan hệ với Mạc Tiên Sinh Hoa Hạ ở trên giường sẽ thế nào. Đương nhiên nếu Mạc Phàm giết Phèo thì càng tốt. Phèo chỉ là một vai phụ, có thể tìm rất nhiều người thay thế bất cứ lúc nào. Mạc Phàm giết một người không quan trọng, không sao, anh ta lại có thêm lý do cướp đồ trên người Mạc Phàm. Ở trên máy bay anh ta còn đang suy nghĩ nên trở mặt với Mạc Phàm thế nào, bây giờ có lý do rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, tên Uyêu này kìm nén suốt đường đi, cuối cùng cũng không nhịn được lộ đuôi cáo ra rồi. Tôi muốn xem gia tộc Rod Anh gây bất lợi cho Phỉ Phỉ thế nào. Tay hắn hơi dùng lực, sắc mặt Phèo trở nên trắng bệch, hai chân vung loạn lên. Lúc này một người đàn ông vội vàng chạy tới. Người đàn ông này khoảng 28, 29 tuổi. Rõ ràng là đàn ông, nhưng ngón tay lại kết thành lan hoa chỉ theo quán tính, giọng nói cũng như làm núng, giống hệt phụ nữ. Phỉ Phỉ, chuyện này là sao đây, tiểu tử này là ai, trước khi tôi đi không phải mọi người bàn xong rồi sao? Người này đi lên liền chất vấn. Không dễ dàng gì anh ta mới giúp Lưu Phỉ Phỉ bám vào gia tộc Rod, đi WC một chuyến trở về, Lưu Phỉ Phỉ đã đứng sau một tên tiểu tử, Phèo tiên sinh bị ấn vào trong tường. Đây là muốn cắt con đường tài lộc của anh ta sao? Anh ấy là bạn của tôi. Lưu Phỉ Phỉ hơi nhíu mày, có chút tức giận nói. Người này là người đại diện của cô chỉ đồng ý tới tham gia tiệc rượu, mọi chuyện biến thành như vậy không thoát khỏi liên quan tới người đại diện của cô. Bạn của cô điên rồi à, hay là cậu ta điên rồi, còn không nhanh buông Phèo tiên sinh ra? Người đàn ông này vô cùng lo lắng nói. Nói xong anh ta vội vàng giải thích với Phèo. Phèo tiên sinh, thật có lỗi, người này không có một chút quan hệ với Phỉ Phỉ, buổi tối tôi nhất định sẽ để Phỉ Phỉ xin lỗi ông. Phèo là ai? Người chuyên phụ trách an bài hoạt động làm ăn của gia tộc Rod, có lẽ chức vị này không là gì ở những công ty khác, nhưng nếu là người của gia tộc Rod, có không biết bao nhiêu người đại diện cởi sạch nghệ sĩ dưới tay mình bò lên người ông ta. Còn không buông ra cho tôi, khụ khụ. Phèo bị ngạt thở tới mức đỏ bừng mặt, kêu lên. Phỉ Phỉ, cô nhanh bảo bạn cô dừng tay lại, cô không muốn sống nữa à, chẳng lẽ cô không biết nơi này là nơi nào? Còn nữa tiểu tử này, nếu cậu là bạn của Phỉ Phỉ, đây là sắp hủy đi tiền đồ của Phỉ Phỉ đó, cậu như vậy mà là bạn sao, nhanh thả tay ra. Người đàn ông bất nam bất nữ lại quát với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thấy người đàn ông bất nam bất nữ này thì nhíu mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Anh ta lại là người đại diện của cô sao? Mạc Phàm hỏi. Lại sao? Lưu Phỉ Phỉ hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên chút nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy. Mạc Phàm khẽ thở dài, hắn giải quyết một số vấn đề giúp Lưu Phỉ Phỉ, nhưng không loại trừ tận gốc mọi chuyện. Người bất nam bất nữ này tên là Tạ Dương, nhìn như tên ẻo lả, thực ra là người đàn ông thẳng, bởi vì giả làm tên ẻo lả sẽ dễ tiếp cận phụ nữ hơn. Anh ta dựa vào chuyện này mà ngủ với không ít nữ minh tinh, còn quay rất nhiều video thân mật với nữ minh tinh, thông qua những thứ này áp chế nữ minh tinh làm những chuyện mà bọn họ không muốn làm. Từ Minh Huy ông chủ khiến Lưu Phỉ Phỉ tự sát ở kiếp trước đã bị giết, nhưng Tạ Dương là một trong những đầu sỏ gây nên vẫn còn, hai người này cùng một ruột với nhau, mới khiến Lưu Phỉ Phỉ hậm hực mà chết. Gần đây hắn không để ý Lưu Phỉ Phỉ lắm,
nhưng hắn nhớ rõ người hắn phái tới bảo vệ Lưu Phỉ Phỉ từng báo cáo, đạo diễn Hứa giới thiệu một người phụ nữ cho Lưu Phỉ Phỉ làm người đại diện, không ngờ Tạ Dương này lại thành người đại diện của Lưu Phỉ Phỉ. Tiểu tử, nếu biết tôi là người đại diện của Phỉ Phỉ, còn không buông tay. Tạ Dương nghe thấy lời Lưu Phỉ Phỉ nói, lo lắng lại nhiều thêm mấy phần. Mạc Phàm hơi nhếch miệng ném một cái, cơ thể pheo như lưu tinh bay ra ngoài cổ bảo, dưới tốc độ cực nhanh ngọn lửa giấy lên trên người ông ta, tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết vang lên. Pheo còn chưa bay ra xa cây số, dưới cơ thể ma sát trong không gian sinh ra hỏa diễm, hóa thành cho tàn biến mất trong trời đêm. Xung quanh lặng ngắt như tờ, ngay cả âm nhạc đều dừng lại, mọi người nhìn Mạc Phàm với vẻ ngơ ngẩn. Người Hoa Hạ này giết người của gia tộc Rót sao? Một mỹ phu nhân chớp mắt, nhìn Mạc Phàm một lát, lại nhìn đại động trên tường, cùng với ánh lửa đã tiêu tán ở nơi xa nói. Còn ở trong bữa tiệc này nữa. Chuyện này. Trong chớp mắt sắc mặt Tạ Dương trắng bệch, Mạc Phàm giết pheo, chuyện này chơi lớn rồi. Tiên sinh, cậu biết kết cục chuyện giết người của gia tộc Rót chúng tôi không? Vẻ mặt Will âm trầm, trầm giọng hỏi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Will nói, một tay vươn về phía Lưu Phỉ Phỉ. Lâu như vậy không gặp, có thể tìm một chỗ mời Lưu Đại Minh Tinh uống một chén không? Trên mặt Lưu Phỉ Phỉ không có một chút lo lắng, đưa tay cho Mạc Phàm. Mạc Phàm kéo tay Lưu Phỉ Phỉ, đi tới trước quầy bar ở tầng 2. Trong mắt Will lóe lên sắc bén, liếc mắt ra hiệu cho bảo vệ mặc hắc y ở xung quanh. Đám người này không do dự xông tới trước người Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, hắn quay đầu liếc Will một cái. Tất cả đồ bên trong bí cảnh kia ở chỗ tôi, nếu anh muốn thì đi tìm người cường đại nhất gia tộc Rót các anh tới nói chuyện với tôi, nhớ kỹ là phải mạnh nhất, những người này thì tránh ra cho tôi đi, các anh ngoại trừ chịu chết, thì không có chút tác dụng nào. Mạc Phàm nói xong kéo khuỷu tay Lưu Phỉ Phỉ, lập tức đi về phía trước. Đến chỗ nào, những bảo vệ cách hắn chưa tới 5 thước, đã bị một lực lượng mắt thường không thể nhận ra đánh văng ra. Hai người đi tới quầy bar, khách nhân và nhân viên ở gần đó vội vàng rời đi. Mạc Phàm giết người của gia tộc Rót, cách bọn họ quá gần sẽ dễ bị tai họa. Ái ở trong mắt Mạc Phàm chớp lóe lam quang, cơ thể một mỹ nữ bartender run lên, dừng lại, cung kính hành lễ với Mạc Phàm. Khách nhân tôn quý, hai người muốn uống gì không? Ngoại trừ giọng nói này, bên trong cổ bảo vô cùng yên tĩnh. Tiểu tử, tôi tốt bụng mời cậu tới gia tộc Rót tôi. Cậu lại đi giết người của gia tộc Rót, vậy đừng trách gia tộc Rót tôi vô tình. Will nhíu mày, lòng đầy căm phẫn nói. Anh ta an bài người ở bên cạnh vài câu, người kia gật đầu rời đi. Anh ta mang theo đám Morissa không rời đi, ngồi cách Mạc Phàm không xa. Tạ Dương chừng Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ với vẻ dữ tợn, vội vàng bưng trà rót nước cho đám Will, vẻ mặt nịnh nọt. Anh ta vốn có cơ hội bám lấy gia tộc Rót. Lần này bị Mạc Phàm phá hỏng mọi chuyện rồi, không cẩn thận ngay cả anh ta cũng khó rời khỏi cổ bảo của gia tộc Rót. Xung quanh những người khác liếc mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ và Mạc Phàm đang uống rượu, tất cả đều lắc đầu. Giết người của gia tộc Rót ở trong tiệc rượu của gia tộc Rót, chuyện như vậy 100 năm chưa từng xảy ra, chỉ cần nghĩ một lát, cũng biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Trên tầng 2, Mạc Phàm không để ý đến Will, ánh mắt luôn nhìn Lưu Phỉ Phỉ. So với lần trước gặp mặt, Lưu Phỉ Phỉ xinh đẹp, thành thục hơn nhiều, giơ tay nhấc chân đều khiến người ta có cảm giác rất hoàn hảo. Nhất là khi Lưu Phỉ Phỉ mặc lễ phục, khuôn mặt hoàn mỹ, cơ thể đẫy đà như thiếu phụ, đứng ở bất kỳ đâu đều vô cùng sáng chói. Nhưng Mạc Phàm không nhìn những thứ này. Tiểu Phàm, anh đang nhìn gì thế, chưa từng thấy sao? Lưu Phỉ Phỉ thấy Mạc Phàm nhìn chằm chằm mình, trong lòng hơi vui vẻ, thì cười trêu ghẹo. Người đại diện lúc trước của cô đâu? Mạc Phàm cười nhạt nói. Bỗng nhiên tiểu tử mắc bệnh lạ, mấy ngày nay luôn ở trong bệnh viện chữa trị, công ty an bài người đại diện tạm thời này cho tôi. Lưu Phỉ Phỉ nói. Bỗng nhiên mắc bệnh. Đúng vậy, một ngày đầu còn tốt, không biết vì sao ngày hôm sau vô cùng đau đớn, giống như bị hỏa thiêu, bác sĩ không kiểm tra ra được là xảy ra chuyện gì, cũng không có biện pháp. Lưu Phỉ Phỉ nói. Cô cảm thấy người đại diện lúc trước rất tốt, nếu là tiểu tử chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Đã bao lâu rồi? 3 ngày trước. Đưa tay cho tôi. Mạc Phàm nhíu mày nói. Lưu Phỉ Phỉ hơi nhếch miệng, đưa tay trắng nõn cho Mạc Phàm. Nếu là những người khác,
phần lớn là cô sẽ không đồng ý, nhưng là Mạc Phàm, cô hy vọng tay mình được Mạc Phàm nắm cả đời, tuy chuyện này không có khả năng lắm. Mạc Phàm cầm tay Lưu Phỉ Phỉ, vẽ một ký hiệu vào lòng bàn tay cô, đồng tử màu đen cũng biến thành màu xám. Lúc này một ký hiệu giống chữ hồi hui xuất hiện trong lòng bàn tay Lưu Phỉ Phỉ, trong chớp mắt vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng. Làm sao vậy? Lưu Phỉ Phỉ cảm nhận được khí lạnh mà Mạc Phàm phóng thích ra, tươi cười ở trên mặt lập tức cứng đờ, tò mò hỏi. Gần đây cô có gặp người có vẻ kỳ lạ hay là tu sĩ không? Mạc Phàm cũng không giải thích, hỏi. Có phải tu sĩ hay không tôi không biết, nhưng trái lại có gặp một người kỳ lạ. Lưu Phỉ Phỉ nghĩ một lúc rồi nói. Bệnh của tiểu tử thật sự rất lạ, sau khi tiểu tử bị bệnh cô suy nghĩ có phải xảy ra vấn đề từ chỗ nào hay không, cho nên chuyện mấy ngày nay cô nhớ rất rõ. 3 ngày trước có một người tới trước mặt tôi, hỏi tôi có biết anh không, sau khi tôi trả lời, người kia cười với tôi xong thì biến mất không thấy tăm hơi, anh ta không đội mũ, nhưng tôi vẫn không thể thấy rõ mặt anh ta, chỉ cảm thấy anh ta đang cười, sau đó tôi hỏi tiểu tử ở bên cạnh tôi, tiểu tử nói cô ấy không thấy người nào. Lưu Phỉ Phỉ nghĩ tới chuyện này, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Người bảo vệ tôi phái tới bên cạnh cô đâu? Mạc Phàm nhíu mày nói. Anh nói Long Tỷ Long Nhược Tuyết sao, chị ấy cũng không nhìn thấy người kia, mấy ngày nay tôi bảo chị ấy ở bên tiểu tử, cho nên không mang chị ấy tới đây, có liên quan tới người kia sao? Mạc Phàm không trả lời, nhưng đôi mắt sắc bén hơn trước rất nhiều. Đúng là trên người Lưu Phỉ Phỉ trúng thuận thiên thuật, một loại thuật pháp huyền môn. Loại thuật pháp này có thể khiến người chúng quay trở về quỹ đạo mệnh ban đầu, hay là đi lên trên quỹ đạo mệnh càng kém hơn. Không chỉ như vậy, pháp thuật này còn ảnh hưởng tới người xung quanh. Nếu người xung quanh vì vận mệnh của người chúng thuật thay đổi, sẽ toàn thân như lửa thiêu giống tiểu tử, sinh tử không rõ. Nếu bảo hộ Lưu Phỉ Phỉ là Long Nhược Tuyết, một người lớn như vậy xuất hiện trước mặt Lưu Phỉ Phỉ, vậy mà Long Nhược Tuyết không phát hiện ra được, có khả năng người hạ thuật này với Lưu Phỉ Phỉ chỉ cho mình Lưu Phỉ Phỉ thấy. Một tay hắn đặt lên trán Lưu Phỉ Phỉ cũng không chống cự, trí nhớ của Lưu Phỉ Phỉ như phim điện ảnh tua lại xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ trong phút chốc, một bóng dáng xuất hiện trước người hắn. Nhìn thấy bóng dáng này, lông mày Mạc Phàm nhíu chặt lại, hít vào một hơi khí lạnh. Cuối cùng cũng tới rồi. Ai tới rồi? Một kẻ thù. Người mà Lưu Phỉ Phỉ nhìn thấy hắn có quen biết, không phải là người khác, đúng là Long Ảnh Ảnh Vệ của Long Ngạo Thiên. Người này không chỉ am hiểu ẩn nấp, dịch dung, còn am hiểu huyền học, chẳng qua so với biết trước, anh ta càng thích dùng huyền thuật giết người. Lưu Phỉ Phỉ gặp Long Ảnh chỉ bị hạ thuận thiên thuật, đã là may mắn lắm rồi. Với thực lực của Long Ảnh, giết Lưu Phỉ Phỉ chỉ là một ý niệm trong đầu. Long Ảnh gieo thuận thiên thuật lên người Lưu Phỉ Phỉ, chỉ sợ người nhà hắn cũng không thể thoát khỏi. Chẳng trách biển Đông yên bình như vậy, không phải người Long Ngạo Thiên phái tới chưa tới, mà đã tới rồi, Ngạo Thiên và Ngạo Sương đều không phát hiện người này đã ra tay dưới mí mắt bọn họ rồi. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm đặt ly rượu xuống nói. Hắn vốn định ở đây cứu Lưu Phỉ Phỉ, trừng phạt người ra tay với cô, sau đó thuận tiện xem gia tộc Rod đã giao linh vật ra chưa. Hiện giờ Mạc gia xảy ra chuyện. Hắn đã cứu được Lưu Phỉ Phỉ, hắn không cần phải dây dưa chuyện này tiếp nữa, đám Tần Vô Nhai sẽ tới xử lý chuyện này, vẫn nên quay về Đông Hải sớm thì hơn. Thuận thiên thuật này, quỹ đạo vận mệnh thay đổi càng nhiều, phản phệ sẽ càng lợi hại. Lưu Phỉ Phỉ vốn 4 năm sau mới bắt đầu xuống dốc, lúc này mới trúng thuận thiên thuật 3 ngày đã xảy ra vấn đề, đủ để thấy đáng sợ của nó, nếu đặt lên người người nhà hắn, hậu quả khó mà chịu nổi. Được. Tuy Lưu Phỉ Phỉ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Mạc Phàm rời đi, phần lớn là có lý do của hắn. Mạc Phàm muốn rời đi, không ai ở đây có thể ngăn cản được hắn. Hai người họ mới đứng dậy, còn chưa rời đi, đám Uyêu đã đứng dậy theo. Tiên sinh, cậu đây là muốn đi đâu? Không phải là muốn rời đi đấy chứ, không phải cậu mới nói muốn người cực mạnh của gia tộc Rod chúng tôi tới đây sao? Mạc Phàm nói chuyện cũng không tránh bọn họ. Bọn họ ở cách không xa, tất nhiên nghe thấy rất rõ. Gia chủ của gia tộc Rod bọn họ sắp tới đây rồi, sao có thể để Mạc Phàm rời đi? Nếu bây giờ tiên sinh rời đi, vậy mong cậu để lại thứ chúng tôi cần tìm và Lưu tiểu thư bên cạnh cậu, hoặc để lại một cánh tay. Uyêu nói tiếp, vẻ mặt Mạc Phàm như thường, nhưng vẫn dừng bước lại.
Ở trong tai những người khác, có khả năng những lời Will nói có uy lực không nhỏ. Nhưng ở trong mắt hắn, những lời Will nói như một con kiến muốn chắn đường cự long. Anh muốn ngăn cản tôi, anh sẽ hối hận. Hối hận, tiểu tử Hoa Hạ, thành thật ở yên đây đi, hoặc là làm theo lời Will nói, cậu chỉ có hai lựa chọn đó. Will còn chưa mở miệng, Morissa đã cười khinh thường, chen miệng nói. Ở bên cạnh Morissa, Will, Cao và Tạ Dương không hẹn mà cùng cười, chắc các người quên Phèo chết thế nào rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Trong chớp mắt sắc mặt đám Will tái mét, thực lực của bọn họ mạnh hơn bảo vệ một chút, nhưng chắc chắn không đủ nhìn với Mạc Phàm, phải biết rằng trong tay Mạc Phàm còn mãnh thú kia nữa. Bắt lấy hai bọn họ. Will nhíu mày ra lệnh. Bóng dáng những bảo vệ ở xung quanh nhoáng lên một cái, liền đến trước người Mạc Phàm, có người trên người tỏa ra hào quang, binh khí trong tay chém về phía Mạc Phàm, có người thì xông về phía Lưu Phỉ Phỉ. Mạc Phàm lắc đầu cười, ý niệm vừa động, năng lượng tràn đầy tỏa từ người hắn ra. Nhưng mà, hắn nhìn thoáng qua phía trước đám Will không xa, thu năng lượng lại. Dù vậy những bảo vệ này còn chưa đụng tới Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ. Bỗng nhiên một màn hào quang xuất hiện quanh hai người, những bảo vệ của gia tộc Rod đụng tới màn hào quang này đều bay ngược lại hết, đập mạnh lên lan can, vách tường, đèn treo, các loại vật phẩm trang trí đều vỡ nát dưới đất. Một khắc trước cổ bảo còn tráng lệ, chỉ trong chớp mắt đã vô cùng lộn xộn. Đám Will hơi sửng sốt, sắc mặt khó coi. Lúc này, một ma pháp trận xuất hiện trên mặt đất trước người bọn họ, một truyền tống môn dâng từ trong ma pháp trận lên. Một đám chín người đi từ trong ra. Chín người này khoảng 7-80 tuổi, trên người ngoại trừ mang theo khí tức thượng vị nồng đậm ra, trong mắt mỗi người còn lóe sáng tinh quang khiếp người. Phía sau chín người này, Phương Hạo Thiên cũng đi từ trong ra. Phương Hạo Thiên nhìn thấy Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ thì sửng sốt, lại nhìn thoáng qua đại sảnh cổ bảo bị hủy, thì ra hiệu với Mạc Phàm, không nói gì thêm. Đám Will nhìn thấy chín người này và người Hoa Hạ thì khẽ nâng mí mắt. Trước mắt sáng lên. Chín người này không phải là ai khác, đúng là chín người xử lý công việc của gia tộc Rod bọn họ. Người sáng lập ra gia tộc Rod bọn họ thường ở trạng thái bế quan, phần lớn đại sự của gia tộc Rod đều do chín người này xử lý. Chín người này nhìn như chỉ 7-80 tuổi, thực ra hơn 200 tuổi rồi. Hơn nữa mỗi người đều là luyện kim sư vô cùng cường đại, tinh thông luyện kim thuật, đồng thời vô cùng am hiểu đấu khí, ma khí. Chín người này tới đây, Mạc Phàm đi được sao? Will nhìn thoáng qua lão giả Hoa Hạ phía sau chín người, khóe miệng nhếch lên tươi cười nham hiểm. Will, nơi này xảy ra chuyện gì thế? Trong chín lão giả này, người cầm đầu nhìn xung quanh một lát, bất mãn hỏi. Đại lý sự, tiểu tử Hoa Hạ này không chỉ đoạt được kho báu trong bí cảnh của chúng ta, tôi mời cậu ta tham gia tiệc rượu nhà chúng ta, tiểu tử này lại ra tay giết Phèo. Còn tuyên bố muốn người mạnh nhất gia tộc Rod chúng ta xuất hiện, bảo vệ nhà chúng ta bị tên tiểu tử này đả thương, tiểu tử Hoa Hạ này hung hãn như vậy. Mong đại lý sự ra tay thu thập tiểu tử Hoa Hạ này. Will cười mỉa liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cung kính nói. Mong đại lý sự lấy lại thứ thuộc về chúng tôi giúp. Đám Morissa cũng cười nói. Cửu lý sự nhíu mày, trong đôi mắt bất thiện giấy lên lửa giận. Bọn họ không biết Mạc Phàm. Một tiểu tử Hoa Hạ đoạt đồ của gia tộc Rod còn chưa tính, vậy mà còn tới cổ bảo của gia tộc Rod giết người của gia tộc Rod, có khi nào gia tộc Rod lưu lạc tới tình trạng này. Nhưng cửu lý sự nhìn thoáng qua Phương Hạo Thiên ở phía sau, nhưng không nói gì, chỉ ngầm ghi nhớ tướng mạo của Mạc Phàm. Bọn họ đang bàn chuyện với Phương Hạo Thiên, phần lớn Mạc Phàm không có quan hệ gì với Phương Hạo Thiên, nhưng nếu bây giờ giết tiểu tử Hoa Hạ này, chưa chắc Phương Hạo Thiên sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng chắc chắn sẽ nhân cơ hội lên giá. Để Mạc Phàm sống lâu thêm một lúc trước, lát nữa nhân cơ hội thu thập cũng không muộn. Will thấy cửu đại lý sự không hẹn mà cùng nhìn về phía Phương Hạo Thiên, lông mày anh ta nhíu lại đi tới. Lão tiên sinh, ông là sứ giả Hoa Hạ phái tới cầu hòa đúng không? Người Hoa Hạ các ông thật to gan, vậy mà dám gây chuyện ở gia tộc Rod chúng tôi. Đây là thành ý cầu hòa của Hoa Hạ ông à, tôi thấy trước khi tiểu tử này bị thu thập, lão tiên sinh ông đừng mở miệng nói chuyện cầu hòa thì hơn. Cửu đại lý sự không mở miệng, phần lớn là vì e ngại thân phận, không chấp nhặt với Mạc Phàm, anh ta thì khác, anh ta không bận tâm chuyện này. Will mới mở miệng, mắt cửu đại lý sự mở to, có kích động muốn thổ huyết. Will, câm miệng. Người bọn họ e sợ là Phương Hạo Thiên,
nếu không đã sớm ra tay rồi. Uyêu tự cho là thông minh, vậy mà định lên giá với Phương Hạo Thiên. Nếu là bình thường thì còn được, nhưng hôm nay thì ngược lại rồi. Sớm biết sẽ như vậy bọn họ đã không mang Phương Hạo Thiên tới, với thông báo chuyện lão tổ bọn họ đã chết xuống phía dưới. Nhưng hiện giờ nói gì cũng muộn cả rồi. Phương Hạo Thiên nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch lên. Dù thế nào ông ta cũng không ngờ mình đến gia tộc Rod sẽ gặp được Mạc Phàm, càng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng ông ta là người sống trăm năm, chỉ trong chớp mắt đã hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Tiểu tử, cậu đang nói chuyện với tôi sao? Uyêu bị đại lý sự quát lớn vốn sửng sốt, sau đó lập tức khôi phục như thường. Theo ý anh ta, phần lớn là đại lý sự đang giả bộ. Chỉ sợ ở đây chỉ có mình ông là sứ giả Hoa Hạ phái tới thôi. Anh ta vừa mới nói xong, sắc mặt cửu đại lý sự đều đen lại. Cậu không nghe thấy mệnh lệnh của tôi sao? Trên tay một đại lý sự tỏa ra hào quang, đấu khí tràn đầy trời đất vỗ về phía Uyêu. Cứ để Uyêu nói tiếp nữa, chuyện này càng không có biện pháp giải quyết. Không đợi tay của đại lý sự hạ xuống, đã bị Phương Hạo Thiên cản lại. Đại lý sự, một đứa bé mà thôi, có cần phải tức giận như vậy không? Phương Hạo Thiên cười nhạt nói. Sắc mặt cửu đại lý sự vô cùng khó coi, nhưng không có biện pháp. Có lẽ chín bọn họ cộng lại mạnh hơn Phương Hạo Thiên, nhưng cho dù bọn họ giết được Phương Hạo Thiên, vậy kế tiếp sẽ là Mạc Phàm càng đáng sợ hơn. Nghe lời Phương Hạo Thiên nói, Uyêu càng chắc chắn mình đoán đúng rồi. Nếu không phải đại lý sự giả bộ, sao sứ giả Hoa Hạ này có thể ra tay cứu anh ta? Cậu vừa mới nói nếu tôi không xử lý cậu ấy, Hoa Hạ chúng tôi và gia tộc Rod sẽ không có biện pháp hòa giải đúng không? Phương Hạo Thiên chỉ Mạc Phàm, cười hỏi. Không sai, lão tiên sinh, tự ông nhìn mà làm đi. Uyêu bày ra dáng vẻ không sao cả, nói. So với bọn họ ra tay đối phó Mạc Phàm, anh ta càng nguyện ý để người Hoa Hạ giết Mạc Phàm hơn. Được lắm. Phương Hạo Thiên cười thần bí, lập tức đi về phía Mạc Phàm, hơi cúi người với hắn. Mạc tiên sinh, Lưu tiểu thư, sao hai người lại ở đây? Một câu này vừa vang lên, trong cổ bảo lặng ngắt như tờ. Cái gì? Mắt cửu đại lý sự mở to, bên trong đều là khó mà tin được. Bọn họ tìm kiếm không ít ảnh chụp của Mạc Phàm, nhưng mỗi một tấm đều khác nhau, cho nên gương mặt của Mạc Phàm luôn là một bí mật. Nhưng người thanh niên này là Mạc Phàm. Ngay sau đó trong mắt cửu đại lý sự cùng tỏa ra hung quang, ước gì có thể lập tức giết Uyêu. Uyêu không chỉ quá ngu xuẩn dẫn Mạc Phàm tới, còn khiến tin tức lão tổ bọn họ chết không thể che giấu được nữa. Bọn họ vốn có thể lợi dụng tin tức chưa lan truyền ra mà hòa hoãn một khoảng thời gian. Ví dụ như dựa vào tích lũy của gia tộc Rod bọn họ tạo ra một luyện kim thuật sư ngũ cấp, như vậy có thể trấn áp những kẻ thù của gia tộc Rod. Hiện giờ bọn họ muốn làm vậy cũng không có thời gian. Uyêu, người ở đây thì càng ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm đứng bên cạnh Lưu Phỉ Phỉ, vẻ mặt khiếp sợ. Cái tên Mạc Phàm này, gần như không ai trên thế giới này không biết, hoàn toàn có thể dùng không ai trong thiên hạ không biết để hình dung. Trừ chuyện đó ra, nếu Mạc Phàm xuất hiện ở nơi này, vậy thì có ý nghĩa Albert của gia tộc Rod và 6 người khác đứng sau 6 đại thế lực đã chết hết dưới tay Mạc Phàm. Hơn nữa tiệc rượu lần này không phải là tiệc rượu chúc mừng gia tộc Rod và những gia tộc khác đại thắng, Hoa Hạ lại đi xuống như bọn họ đoán, mà là hoan nghênh sứ giả Hoa Hạ tới, nghị hòa với sứ giả Hoa Hạ, giống như trăm năm trước nhưng đảo ngược lại. Làm sao có thể như vậy được? Cơ thể đám Uyêu run lên, giống như bị sét đánh. Suốt đường đi bọn họ đều gọi Mạc Phàm là tiên sinh, vẫn không hỏi tên Mạc Phàm. Có ai ngờ người bọn họ luôn mơ ước bảo tàng trong bí cảnh trên người người đó, thực ra là Mạc Phàm. Chẳng trách Mạc Phàm đạt được bảo tàng trong bí cảnh dễ như vậy, chẳng trách Mạc Phàm nghe thấy tên Lưu Phỉ Phỉ thì tới cổ bảo của gia tộc Rod bọn họ, chẳng trách Mạc Phàm dám giết người ở trong cổ bảo nhà bọn họ. Nếu cậu ta là Mạc Phàm, cậu ta có tư cách này, cũng có bản lĩnh này. Chuyện này. Trên mặt Uyêu không còn chút huyết sắc, hối hận tới mức ước gì có cái lỗ để chui xuống. Anh ta tưởng rằng sứ giả Hoa Hạ phái tới sẽ giết người đoạt bảo giúp anh ta, bây giờ anh ta mới hiểu vì sao cửu đại lý sự lại có biểu cảm như vậy, không phải là bọn họ đang diễn, mà thật sự cảnh cáo anh ta, bảo anh ta đừng tự tìm đường chết. Hiện giờ cho dù hắn không bị giết, cửu đại lý sự sẽ giết hắn, không có khả năng khác. Cách đó không xa,
Tạ Dương người đại diện của Lưu Phỉ Phỉ trực tiếp sụi lơ trên đất, lắc đầu không ngừng. Mạc Phàm, vậy mà cậu ta tới đây rồi. Phương lão gia tử, ông đến đây 3 ngày rồi đúng không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Phương Hạo Thiên một cái, hỏi. Đúng vậy. Phương Hạo Thiên gật đầu. Vì sao nhiệm vụ tôi giao cho ông mà ông vẫn chưa hoàn thành, nếu ông không tiện ra tay, vậy ông tới bên thực lực mà Lang Vương chắc chống lưng đi, để lão gia tử Hoàng Phủ Thái Ất tới đây, tôi nghĩ tốc độ của hai người sẽ nhanh hơn nhiều. Mạc Phàm có chút bất mãn nói. Trên tay cửu đại lý sự cũng có 5 viên thánh thạch ngũ cấp, nhưng hắn đã nói phương pháp đối phó luyện kim thuật cho Phương Hạo Thiên, một cao thủ nguyên anh kỳ đối phó 9 tu sĩ kim đan, có khó gì? Vậy mà Phương Hạo Thiên còn chưa hoàn thành. Ăn bớt luyện hóa mẹ Hoàng Phủ Thái Ất thành thánh thạch, nếu để Hoàng Phủ Thái Ất tới, mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi. Chuyện này là do tôi làm việc bất lợi, mong Mạc tiên sinh trách phạt. Phương Hạo Thiên cũng không dám tức giận, nghiêm túc nói. Trách phạt thì không cần, tôi cho ông một ngày giải quyết chuyện này. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dạ, trong vòng một ngày tôi nhất định sẽ cho Mạc tiên sinh thấy yêu cầu của cậu. Phương Hạo Thiên thề son sắt nói. Nói xong ánh mắt ông ta phát lạnh, nhìn về phía cửu đại lý sự. 9 vị, Mạc tiên sinh cho các ông một ngày, nhưng tôi chỉ cho các ông nửa ngày, không có vấn đề gì chứ. Mạc Phàm nói một ngày là tới Mạc gia. Từ châu Âu tới Đông Hải nhanh nhất cũng nửa ngày, ông ta chỉ có thể cho gia tộc rót nửa ngày. Chuyện này, vẻ mặt cửu đại lý tự khổ sở, đồng ý thì không phải, không đồng ý cũng không được. Bọn họ thật sự muốn nhanh làm theo yêu cầu của Mạc Phàm, giao linh vật của gia tộc rót ra, tránh để Mạc Phàm đích thân tới. Nhưng đa số linh vật đều được Albert cất vào trong kho rồi niêm phong, Albert tử vong, bọn họ vẫn chưa thể mở mật thất của Albert. Bảo bọn họ giao linh vật ở trong cửu thành, là chuyện gần như không thể. Nhưng Mạc Phàm ở đây, nếu bọn họ từ chối, chỉ sợ cách tử vong không xa rồi. Ngay cả 9 cao thủ Mạc Phàm đều giết được, giết chết bọn họ càng không thành vấn đề. Đại lý sự đang rơi vào thế khó xử, khi nhìn thấy Will, lông mày lập tức nhíu lại. Nếu không vì tên Will ngu ngốc này, sao chuyện này lại thành ra như vậy? Khốn nạn, còn không nhanh quỳ xuống. Xin lỗi Mạc tiên sinh. Một chiếc nhẫn màu lam trong tay đại lý sự sáng lên, không thấy ma lực dao động, linh hồn Will lại run lên. Cộp một tiếng, Will quỳ mạnh lên trên đất, vội vàng nói. Mạc tiên sinh, là tôi có mắt không tròng mạo phạm cậu và Lưu tiểu thư, cậu phẫn nộ gì thì cứ hướng về Will là được, cho dù giết tôi cũng không sao, nhưng mong cậu cho gia tộc Roth chúng tôi thời gian. Anh ta có thể nhìn thấy bản ghi chép của Albert. Đủ để chứng minh anh ta có địa vị không thấp. Anh ta có thể có địa vị như vậy, tất nhiên không phải kẻ ngốc. Anh ta mạo phạm Mạc Phàm, còn lấy Lưu Phỉ Phỉ ra để uy hiếp, chắc chắn anh ta sống không được lâu, nhưng nếu anh ta không vì gia tộc Roth tranh thủ ít thời gian, có khả năng nhất mạch của bọn họ sẽ bị liên lụy. Tôi nhớ rõ tôi từng nói, anh ngăn tôi anh sẽ hối hận. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Will một cái nói. Hắn vốn không muốn so đo với mấy người này về thẳng hoa hạ luôn, chỉ cần hắn rời khỏi nơi này, mọi chuyện ở đây sẽ như thường, Will sẽ không có chuyện gì. Nhưng đám Will lại cứ thích ngăn cản hắn. Nghe thấy lời Mạc Phàm nói, Morrisa nuốt nước bọt theo bản năng, lặng lẽ lùi về sau mấy bước, trong chớp mắt Will hối hận tới mức ruột sắp nứt rồi. Là tôi hám lợi đen lòng, mơ ước đồ trên người Mạc tiên sinh, tôi sai rồi, mong Mạc tiên sinh tha thứ. Mạc Phàm lắc đầu cười, trên mặt không có chút thương hại. Chuyện trên thế gian này, 7-8 phần 10 đều có thể dùng hám lợi đen lòng, có mắt không tròng là cái cớ, nhưng tuyệt đối không có lý do để tha thứ. Phương lão, tôi chỉ cho ông một ngày, tin tức này ông chuyển cáo những người khác giúp tôi, nếu trong một ngày các ông không thấy đồ, tự mình nhìn mà làm đi, tôi nghĩ Hoàng Phủ lão gia tử không thích ông tay không dính máu trở về đâu, còn bọn họ. Mạc Phàm dừng lại. Liếc nhìn Will, Morrisa, Cao, Tạ Dương một cái, ánh mắt cũng nhìn lướt qua mọi người ở đây. Bị Mạc Phàm nhìn lướt qua như vậy, cơ thể không ít người căng thẳng, giống như bị một bàn tay to nắm lấy. Nếu tham gia tiệc rượu này, phần lớn mọi người ở đây cũng không phải người thường, vậy thì nghe kỹ cho tôi, Lưu Phỉ Phỉ không chỉ có quan hệ với Mạc Phàm còn là người phụ nữ của Mạc Phàm tôi, dám có chút bất kính với cô ấy, thì nhớ kết cục của mấy người này trước. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, vẻ mặt đám Will ngẩn ra, cơ thể nổ tung như thủy tinh bị vỡ. Ở đây,
bao gồm cả Lưu Phỉ Phỉ ở bên trong đều khiếp sợ. Mạc Phàm không để ý những người này, tạo hóa bất diệt ấn ở trong tay sáng lên. Giống, tiếng sư tử giống khiến cả vổ bảo này run lên, cửu linh dung thân mà ra khỏi tạo hóa bất diệt, kình phong lập tức lan ra xung quanh. Mạc Phàm kéo Lưu Phỉ Phỉ ngồi trên cửu linh phá vỡ đỉnh chóp cổ bảo, mang theo hai người bay về phía Hoa Hạ. Trong cổ bảo, rất lâu mà không có âm thanh. Dù sao cửu linh cũng là yêu thú dị chủng, chỉ mất mấy tiếng, Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ cưỡi cửu linh từ châu Âu về tới Đông Hải, tới trước biệt thự Mạc gia. Hai người mới xuống khỏi cửu linh, thân thể Ngao Thiên nhoáng lên một cái tới trước người Mạc Phàm, đám phượng hoàng theo sát phía sau. Bái kiến Mạc tiên sinh. Mạc Phàm không để ý tới đám Ngao Thiên, thần thức không giữ lại phóng thích ra, giống như một tấm lưới to tràn đầy trời đất bao trùm cả Đông Hải lại. Không có sao. Long Ảnh am hiểu ẩn nấp, nhưng chỉ lừa gạt được người bình thường, muốn lừa gạt hắn thì không đơn giản như vậy. Nhưng quả thật trong phạm vi cả Đông Hải không thấy khí tức của Long Ảnh. Mạc tiên sinh, làm sao vậy? Ngao Thiên thấy vẻ mặt Mạc Phàm nghiêm trọng, vội nói. Gần đây có nhìn thấy người này không? Tay Mạc Phàm tạo pháp ấn, bóng dáng Long Ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Không có. Đám Ngao Thiên đều lắc đầu. Mạc Phàm nhíu mày, lại tạo một pháp ấn. Pháp ấn này nhất phân nhị, nhị phân tứ, chỉ trong phút chốc đã biến thành vô số. Đi. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, những ký hiệu này bay về phía tất cả người Mạc gia ở trong biệt thự. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, nhìn về phía biệt thự. Một lát sau hắn thu tinh quang lại, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Nếu Long Ảnh tới tìm Lưu Phỉ Phỉ, phần lớn đã tới Mạc gia, nhưng hắn kiểm tra qua rồi, không có ai trúng thuận thiên thuật. Đi vào trước. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn ra lệnh với cửu linh. Cửu linh biến thành một con mèo nhảy lên Mạc Phàm, sau đó nhảy vào trong lòng Lưu Phỉ Phỉ. Đám người đi vào trong biệt thự, Mạc Phàm vừa mới tiến vào thì nhíu mày. Trên người cha mẹ không có dị dạng gì, nhưng hình như ít đi hai người. Tiểu Vũ và Ngao Sương đâu? Tiểu Vũ đến Giang Nam chơi với một người bạn, Ngao Sương đi cùng con bé, sao vậy, Tiểu Phàm? Cha Mạc Phàm lo lắng nói. Mạc Phàm mới trở về mà vẻ mặt rất nghiêm trọng. Phần lớn là xảy ra chuyện. Một người bạn, tên là gì ạ, có phải tên Liễu Như Phi đúng không? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Đúng vậy, sao con biết đứa bé này? Đứa bé kia cũng ở trong tiểu khu này, quan hệ của hai đứa rất tốt. Hôm qua Tiểu Phi hẹn Tiểu Vũ tới Hồ Vong Tình ở Giang Nam chơi, cha cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện gì nên đồng ý. Tính cách của Tiểu Phi không tệ, Tiểu Vũ có tu vi trong người, còn có Ngao Tiểu Thư ở bên cạnh nữa, hẳn là không sao đâu. Cha Mạc Phàm tự an ủi bản thân. Mạc Phàm hơi nheo mắt lại, sắc bén trong mắt lại thịnh hơn vài phần. Sao hắn có thể không biết cái tên Liễu Như Phi này? Chồng kiếp trước của Tiểu Vũ là Liễu Như Phi, bình thường nhân phẩm của tiểu tử này không tệ, nhưng ép buộc Tiểu Vũ ly hôn, ngay cả đứa bé cũng không cho gặp, thậm chí đánh Tiểu Vũ đều là Liễu Như Phi này, cuối cùng khiến Tiểu Vũ nhảy vào trong Hồ Vong Tình. Bây giờ Tiểu Vũ còn nhỏ tuổi. Phải mấy năm sau mới tiếp xúc với Liễu Như Phi, cho nên hắn không để ý chuyện này lắm, cũng không bảo người tìm Liễu Như Phi. Không ngờ lúc này Tiểu Vũ đi cùng với Liễu Như Phi, còn đi tới nơi Tiểu Vũ tự sát. Xem ra thuận thiên thuật không hạ trên người người khác, mà hạ trên người Tiểu Vũ. Mạc Phàm nghĩ thầm. Hơn nữa chỉ sợ Long Ảnh cũng ở Giang Nam, đợi hắn qua đó. Lão mẹ Mạc Phàm thấy Mạc Phàm không nói lời nào thì nhíu mày. Tiểu Phàm. Đứa bé kia có vấn đề gì sao? Không có gì, vừa vặn con muốn tới Giang Nam một chuyến, thuận tiện nhìn đứa bé kia, Phỉ Phỉ, cô đi theo tôi. Mạc Phàm nói. Hắn có thể giải thuận thiên thuật, nhưng hơi phiền phức một chút. Nhưng giết Long Ảnh, thuật pháp huyền môn ở trên người Lưu Phỉ Phỉ sẽ tự phá giải. Được. Lưu Phỉ Phỉ đồng ý không do dự. Một tay Mạc Phàm vươn về phía cửu linh trong lòng Lưu Phỉ Phỉ. Cửu linh lười biếng đứng dậy từ trong lòng Lưu Phỉ Phỉ, nhảy lên tay Mạc Phàm. Người canh giữ ở đây. Mạc Phàm không sợ cửu linh không nghe hiểu, ra lệnh. Mạc tiên sinh, đây là... Ngao Thiên tò mò hỏi. Cửu linh còn chưa tới Nguyên Anh Kỳ, nhưng khí tức trên người tỏa ra còn mạnh hơn ông ta nhiều, tuyệt đối không phải yêu thú bình thường. Tìm được trong sa mạc cho nên mang về, tên là cửu linh. Mạc Phàm nói. Nếu Long Ngạo Thiên phái Long Ảnh tới,
chưa chắc đã không có những người khác, thực lực của cửu linh mạnh hơn Ngao Thiên thì không nói, năng lực cảm ứng cũng trên Ngao Thiên nhiều. Có cửu linh ở đây, cho dù Long Ảnh là người am hiểu ẩn nấp cũng không thể trốn thoát được. Cửu linh bất mãn kêu hu hu vài tiếng, nhưng vẫn nhảy từ tay Mạc Phàm lên không trung, khi xuất hiện đã tới mái nhà biệt thự. Mạc Phàm không để ý tới cửu linh, hắn dặn dò cha mẹ vài câu, liền dẫn Lưu Phỉ Phỉ rời khỏi Đông Hải, đi về phía Giang Nam. Giang Nam, Hồ Vong Tình. Tiểu Vũ và một đứa con trai cởi giày ngồi ở bờ hồ, hai đứa bé đang nghịch nước. Đứa con trai này khoảng 12, 13 tuổi, mặc tây trang kiểu nhí, mái tóc màu đen tuyền rẽ sang hai bên, làn da trắng trẻo nõn nà, dáng vẻ đẹp trai, nhưng trong đôi mắt non nớt tỏa ra quang mang kỳ lạ, đứa con trai này là Liễu Như Phi. Cách hai người không xa, Ngao Sương ngồi dưới ô che nắng, thỉnh thoảng liếc hai người một cái. Lúc này, cho cậu cái này. Liễu Như Phi lấy một chiếc kẹo hình lá cây ra, đưa cho Tiểu Vũ. Đây là gì thế? Tiểu Vũ cầm chiếc kẹo trong tay Liễu Như Phi, tò mò nói. Chiếc kẹo này nhìn như ngọc, bên trong có từng đạo hoa văn màu vàng, còn tỏa ra hào quang nhàn nhạt, chỉ nhìn bề ngoài thôi đã khiến người ta có cảm giác muốn ăn, cầm lấy thì rất mềm. Đợi cậu ăn xong, tôi sẽ nói cho cậu biết đây là thứ gì. Liễu Như Phi ra vẻ trấn định nói. Chỉ có một chiếc thôi sao, của cậu đâu? Tiểu Vũ do dự một lát, hỏi. Cậu ăn đi, gần đây tôi bị đau răng, không được ăn đồ ngọt, đợi cậu ăn xong tôi nói cho cậu biết một bí mật. Bí mật, thật sao? Tiểu Vũ nhướng mày, đầy hứng thú nói. Thật, Tiểu Vũ cầm chiếc kẹo kia nhìn thoáng qua, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc nuốt lấy. Liễu Như Phi thấy Tiểu Vũ ăn chiếc kẹo kia, khóe miệng cậu ta nhếch lên tươi cười hung ác nham hiểm. Bí mật gì thế, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết chưa? Tiểu Vũ hỏi. Cô mới nói xong, trên mặt hồ vốn không có ai, bỗng nhiên bóng ba người nhoáng lên một cái, một giọng nói truyền từ trên mặt hồ không xa. Tới. Tiểu cô nương, để tôi nói cho cô biết. Đồng thời sắc mặt Ngao Sương thay đổi, biến mất ở dưới ô che nắng, khi cô xuất hiện đã tới trước người Tiểu Vũ và Liễu Như Phi, gương mặt cô tái mét nhìn ba người đột nhiên xuất hiện. Kẻ nào? Ba người này mỗi người đều lộ ra khí tức không kém, vậy mà cô không phát hiện ra ba người này ở đây. Giữa ba người, Long Ảnh che giấu toàn bộ gương mặt cười khẽ, nhìn thoáng qua phía Đông Hải, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên. Anh bạn nhỏ, cậu còn chưa ra tay à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 61.